Chuyện chữ nhảy một số chương, mong rằng nội dung được liền mạch. Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 538. Nhậm Phi Phàm nói, nhìn lên đạo hữu nói đùa. Sơn Thần hé mắt, nói, lần này tinh không tranh bá thi đấu, ta phụng nguyên thiên đế đại nhân mệnh lệnh, đảm nhiệm quan chủ khảo, không biết nhậm đạo hữu trận doanh bên trong, có mấy người muốn dự thi. Nhậm Phi Phàm nói, có hai người. Sơn Thần cười nói, khoảng cách chính thức tranh tài bắt đầu, còn thừa lại nửa canh giờ, ta xem luân hồi chi chủ suy yếu như vậy, có thể phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút, không phải nếu là hiệp một liền bị đào thải, ha ha, cái kia mặt mũi có thể liền hơi khó coi. Nhậm Phi Phàm nói, đa tạ nhìn lên đạo hữu nhắc nhở. Hắn ánh mắt ra hiệu, Tôn Di, Kỳ Tư Thanh chờ nữ, liền đỡ lấy Diệp Thần, trở lại luân hồi trận doanh trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Toàn trường mọi người xì xào bàn tán, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần lại ở cuối cùng canh giờ có mặt, hơn nữa còn là dùng kinh người như vậy phương thức, càng không có nghĩ tới hắn cùng Sơn Thần thủ hộ thú cửu sắc lôi trạch, tựa hồ có cái gì tranh đấu. Xem hình dạng của hắn, như thế suy yếu, đây chính là cơ hội tốt a. Đúng vậy a, tốt nhất lệnh vòng thứ nhất đem hắn đào thải, vậy liền vạn sự thuận lợi. Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, chúng ta hợp lại như thế nào? Tuyển thủ dự thi bên trong, chứ người tâm tư dị biệt, lại có không ít người mong muốn liên hợp lại, trước đem Diệp Thần đào thải đi. Diệp Thần ngồi tại vị trí trước, hít sâu thở hào hển, yên lặng khôi phục chính mình vừa mới tiêu hao linh khí. Mở ra Thanh Long Thần Giáp, đối với linh khí tiêu hao vẫn là quá lớn, hiện tại hắn thấy toàn thân bị rút sạch, mà vòng thứ nhất tranh tài, ngay tại sau nửa canh giờ bắt đầu, chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. Nhậm tiền bối, trừ ta ra. Còn có ai muốn cùng ta cùng một chỗ dự thi? Diệp Thần tò mò hỏi, vừa mới Nhậm Phi Phàm nói, luân hồi trận doanh sẽ có hai người dự thi, vậy trừ hắn còn có một người. Là Tôn Di? Nhậm Phi Phàm nói. Tôn Di ừ một tiếng, ngồi vào Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng bắt hắn lại tay, nói ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, Diệp Thần. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nhìn xem Tôn Di, chỉ thấy nàng kế thừa thảo thần quyền hành về sau. Tu vi ngày càng tiến bộ, bây giờ mặt ngoài tu vi, đã có thiên nguyên cảnh hậu kỳ, đến mức chân thực có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, cái kia càng là cường hãn. Đương nhiên, cùng Diệp Thần so, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Dù sao Diệp Thần sức chiến đấu, không thể theo mặt ngoài cân nhắc, hắn có loại loại át chủ bài thủ đoạn, mà Tôn Di át chủ bài, chỉ có một cái thảo thần quyền hành. Tốt, người có thể theo ta tốt nhất. Diệp Thần nắm Tôn Di tay, có Tôn Di làm bạn. Hắn thi đấu trình cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Nhậm Phi Phàm nói, trước đây người bị nhốt tại Vạn Tinh Hải, ta cùng Phật Tổ đã biết được, nhưng ta không có đi cứu ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi có khả năng đột phá ra tới. Bất quá, ngươi trực tiếp đắc tội Sơn Thần, đây là ta không có nghĩ tới. Diệp Thần ừ một tiếng, nói, nhậm tiền bối, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Nhậm Phi Phàm nói, vẫn là câu nói kia, thiên hành kiện. Quân tử dùng không ngừng vươn lên, làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Diệp Thần nói, ừm, ta không thẹn với lương tâm, cũng sẽ không hối hận. Nhậm Phi Phàm nói tốt, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, tranh tài sau nửa canh giờ liền muốn bắt đầu. Diệp Thần ừ một tiếng, liền yên lặng điều tức. Một bên Phật Tổ, tế ra khắp nơi óng ánh sáng long lanh trang sách, đúng là tinh không đạo thư trang sách, nói. Luân hồi chi chủ. Trang này tinh không đạo thư, ta vẫn là trả lại cho ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Tinh không đạo thư bản thể, tại tinh không bỉ ngạn phía trên, tản mát tại không không thời không, có 5 mảnh trang sách, luân hồi trận doanh chiếm cứ 2 trang, một tờ trong tay Diệp Thần, một cái khác trang tại Phật Tổ trong tay, là Diệp Thần trước kia đã sớm đưa cho Phật Tổ. Phật Tổ đường đường Phật môn chí tôn, thống lĩnh tỷ tỷ Phật giáo tín đồ, chịu khiêm tốn quy thuận Diệp Thần. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì Diệp Thần chịu đem tinh không đạo thư đưa cho hắn. Này tinh không đạo thư, là đỉnh thiên chân bảo, Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại Phật Tổ lại muốn trả lại cho mình. Phật Tổ thở dài một tiếng, nói ta từng xây dựng thời gian vòng xoáy, khiến cho thời gian đình chỉ, sau đó tại đứng im thời không bên trong, lĩnh hội tinh không đạo thư trăm triệu thế, nhưng cũng tiếc, ta thủy chung ngộ không thấu tinh không cùng thiên đạo huyền bí. Này tinh không đạo thư, ngược lại thành tâm ma của ta cùng chấp niệm. Ta nghĩ,
hôm nay cũng nên buông xuống chấp niệm, đem tinh không đạo thư về trả lại cho ngươi. Ta là không dám hy vọng xa vời lại dựa vào lực lượng của mình, phi thăng tinh không bỉ ngạn, này là chuyện không thể nào, ta chỉ trông đợi luân hồi chi chủ, tương lai ngươi có một ngày phi thăng tinh không bỉ ngạn về sau, có thể mang ta lên cùng ta Phật môn tín đồ. Diệp Thần một hồi kinh ngạc cùng chấn động, yên lặng thật lâu, yên lặng theo Phật tổ trong tay tiếp nhận tinh không đạo thư, nói tốt, Phật tổ, tương lai ta như có thể phi thăng tinh không bỉ ngạn, ta nhất định mang lên ngươi. Trước đây tại Hoàng Đồ Tinh, Diệp Thần hao phí lớn lao tâm huyết, mới tìm đến một tờ tinh không đạo thư, hiện tại nhẹ nhàng, liền theo Phật tổ bên trong cầm tới trang thứ hai, tuy nói đây vốn chính là hắn đồ vật, nhưng hắn đã sớm đưa tặng cho Phật tổ, bây giờ hoàn bích trở về, quả nhiên là như mộng như ảo, là thiên đại tạo hóa, nghịch thiên cơ duyên. Nếu có thể luyện hóa Phật tổ trang này tinh không đạo thư, Diệp Thần tấn thăng thiên nguyên cảnh không thành vấn đề. Chỉ bất quá, hắn thấy Phật tổ trang này tinh không đạo thư, có loại trầm trọng ý chí, như xiềng xích không cùng xiềng xích tinh không, hắn hiện tại nắm bắt tới tay, cũng không thể lập tức luyện hóa. Phật tổ nói, ta lĩnh hội tinh không đạo thư nhiều ngày, dốc hết tâm huyết, trong tinh không tập trung vô số tâm huyết ý chí, này chút tâm huyết đối với ngươi mà nói, lại là xiềng xích tồn tại. Luân hồi chi chủ, người nghĩ luyện hóa này tinh không đạo thư, chỉ cần trước ma diệt ý chí của ta, mới có thể tiêu trừ xiềng xích, nhưng tinh không khôi phục vô chủ tinh khiết, người mới có thể trở thành tinh không chủ nhân mới, cái này cần hao phí một chút thời gian. Diệp Thần mỉm cười nói, ta biết, không sao, ta sẽ từ từ luyện hóa trang này tinh không đạo thư. Phật tổ nói, vậy thì tốt, lần này tinh không tranh bá thi đấu, người có khả năng cầm tới trang thứ ba tinh không đạo thư, nhưng vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Diệp Thần giật mình, nói cái gì, chẳng lẽ trang thứ ba tinh không đạo thư, ngay tại tinh không thần sơn. Ta làm sao không có cảm ứng được. Không lúc nào không tồn tại tinh không đạo thư, hết thảy cũng chỉ có 5 khối, Diệp Thần đã lấy được 2 trang, nếu như trang thứ ba tinh không đạo thư, liền tại phụ cận, hắn không có lý do cảm giác không thấy. Phật tổ nói, người trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc liền biết. Diệp Thần tâm bên trong có muôn vàn nghi vấn, nhưng bây giờ thật sự là hắn quá hư nhược, lập tức liền muốn bắt đầu tranh tài, hắn trạng thái như vậy, có thể là khó mà cùng người chống lại. Ngay sau đó, Diệp Thần không hỏi thêm nữa, yên lặng tĩnh tâm điều tức, khôi phục tự thân linh khí. Luân hồi pháp vận chuyển, một cái to lớn luân hồi chi bàn, chậm rãi theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, oanh long long chuyển động, đem linh khí trong thiên địa, không ngừng hấp thu tới. Tại điều tức khôi phục đồng thời, Diệp Thần cũng đang yên lặng quan sát bốn phía, lần này tinh không tranh bá thi đấu vô cùng náo nhiệt, tranh tài quy định, người dự thi tu vi muốn tại cửu đỉnh cảnh trở xuống, cho nên, toàn bộ không lúc nào không, cửu đỉnh cảnh trở xuống, đứng hàng thiên nguyên cảnh cường đại võ giả, chỉ cần trên thân tuế nguyệt mài mòn không tính tang thương, không thấy giả thái người, cơ hồ đều tới tham gia, người dự thi lại có 10 vạn chi chúng. Tràng diện như vậy, 10 điểm náo nhiệt, Diệp Thần lưu tâm lấy trong đó mạnh mẽ thế hệ, như thiên nữ, ma phi thiên, Chu Võ Hoàng, đệ nhị thiên nhai các loại, hắn nhìn thấy thiên nữ ăn mặc một thân trường bào màu trắng, áo choàng sau lưng ấn có một cái nguyên chữ, trên thân khí thế so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Ngô, xem ra tại trước mấy ngày, thiên nữ đã bái sư nguyên thiên đế, trở thành nguyên thiên đế đồ đệ. Diệp Thần thoáng thôi diễn thiên cơ, liền cảm nhận được đáng sợ một màn. Trước mấy ngày nguyên thiên đế xuất quan, thiên nữ liền bái sư, mà lại đạt được nguyên thiên đế tán thành, trở thành nguyên thiên đế chân truyền. Như vậy bái sư đại tràng diện, Diệp Thần không thể tận mắt nhìn đến, bởi vì hắn lúc ấy tại Đồ Mi Biển Hoa, tại cái kia Tiêu Mộng Ly bị nhốt trong sơn cốc. Bất quá lúc này hắn thôi diễn thiên cơ, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vài ngày trước tràng diện. Cảm xúc chập trùng ở giữa, Diệp Thần lại tại ở đây người dự thi bên trong. Thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cái kia lại là Đao Phong Nữ Hoàng. Lục đạo cổ thần, thuần thú thủy tổ, Đao Phong Nữ Hoàng. Nhìn thấy Đao Phong Nữ Hoàng thân ảnh, Diệp Thần ngẩn ngơ, trực tiếp bật thốt lên, Đao Phong Nữ Hoàng tại sao lại ở chỗ này? Còn ăn mặc cổ tinh môn quần áo. Hắn thấy Đao Phong Nữ Hoàng mặc quần áo, đúng là cổ tinh môn đệ tử trang phục, không khỏi cực kỳ chấn động, chỉ cho là mình nhìn lầm. Một bên Nhậm Phi Phàm nói, đó không phải là Đao Phong Nữ Hoàng, là Đại Từ Thụ Hoàng. Đại Từ Thụ Hoàng. Diệp Thần khẽ giật mình, cũng cảm nhận được thân ảnh kia khí tức, hoàn toàn chính xác không phải Đao Phong Nữ Hoàng,
mang theo một cỗ ôn nhu trang nhã khí chất, tựa hồ đúng là Đại Từ Thụ Hoàng. Đại Từ Thụ Hoàng là thiên mẫu tạo vật, tượng trưng cho ban đầu mỹ hảo. Nguyên Thiên Đế lúc trước là thấy Đại Từ Thụ Hoàng ôn nhu mỹ hảo về sau, mới đến linh cảm, cuối cùng đúc tạo ra được mỹ thần. Đại Từ Thụ Hoàng có thể nói là ban đầu mỹ thần, là không rất hoàn mỹ mỹ thần, cuối cùng bị sử thần ý chí ăn mòn, trong lòng có bóng mờ, mới không có tư cách tấn thăng mỹ thần. Thậm chí, Đại Từ Thụ Hoàng là bảy ác mộng một trong, cơ thể nàng có ngạc tuyền chi thủy năng lượng, cho nên nàng không thành được mỹ thần. Trước kia Diệp Thần vì Đao Phong Nữ Hoàng đúc lại thân thể, đúc tạo nên thân thể, ngoại hình cùng Đại Từ Thụ Hoàng là giống nhau như đúc, nếu như Đao Phong Nữ Hoàng cùng Đại Từ Thụ Hoàng đứng chung một chỗ, vậy khẳng định như là một đôi song bào thai tỉ muội. Tại thân thể đúc lại sau khi thành công, Đao Phong Nữ Hoàng đã rời đi Diệp Thần, ra ngoài tìm kiếm Đại Từ Thụ Hoàng. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Đại Từ Thụ Hoàng, thậm chí nàng tu vi tựa hồ chỉ có thiên nguyên cảnh, càng thậm chí hơn lại thành cổ tinh môn người. Nhậm Phi Phàm nói, Đại Từ Thụ Hoàng hẳn là phát sinh chút ngoài ý muốn, lại đại biểu cổ tinh môn xuất chiến dự thi, nguyên nhân cụ thể, ta còn không có suy tính đến, người có khả năng nếm thử cùng nàng tiếp xúc, tra ra sau lưng nhân quả. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói tốt. Hắn thấy Đại Từ Thụ Hoàng đôi mắt, nhu tĩnh bên trong mang theo điểm bao la mờ mịt, khả năng liền Đại Từ Thụ Hoàng chính mình, cũng là ở vào mờ mịt bên trong. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, keng một tiếng, nương theo lấy một hồi to rõ xa xăm trung minh, tinh không tranh bá thi đấu muốn chính thức bắt đầu. Diệp Thần linh khí khôi phục năm thành, trạng thái tốt lên rất nhiều. Chỉ thấy trên đài cao, Triều Thiên Sơn thần thân ảnh tựa như núi cao nguy nga mà đứng, cao giọng nói. Chư vị, tinh không tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu, để ta tới tuyên bố tranh tài quy tắc. Thanh âm hắn hạ xuống về sau, toàn trường đều an tĩnh lại, tầm mắt tập trung tại Sơn Thần trên thân. Nguyên Thiên Đế hơi híp mắt lại, cũng là ngắm nhìn Sơn Thần. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, hắn không đảm nhiệm quan chủ khảo, là bởi vì hắn tồn tại, chung quy là hết sức đặc thù. Không thích hợp tiêm nhiễm quá lớn nhân quả, làm người đứng xem là đủ. Sơn Thần cất cao giọng nói, lần này tranh tài, cùng chia ba lượt, mỗi một vòng sau khi kết thúc, đều sẽ căn cứ người dự thi biểu hiện, cho khác biệt ban thưởng, cuối cùng người chiến thắng tức là quán quân, có thể đạt được cả tòa tinh không thần Sơn quyền hành, thậm chí chấp trưởng toàn bộ Sơn Thần giới. Nghe nói như thế, toàn trường người tầm mắt đều là hừng hực, chấp trưởng tinh không thần Sơn, thậm chí tiếp quản toàn bộ Sơn Thần giới. Đó là hạng gì nghịch thiên tạo hóa cơ duyên, chân lý lại ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, liền coi như bọn họ dọn đi, bọn hắn kinh doanh nhiều năm đất đai, cũng có thể sản xuất tốt nhất thiên tài địa bảo, bọn hắn lưu lại tín ngưỡng linh khí căn cơ, có thể bồi dưỡng được cường đại nhất thần linh. Tinh không thần Sơn, cái kia càng là tiếp cận nhất tinh không bỉ ngạn địa phương, nếu như có thể đi lên đỉnh núi, nói không chừng còn có khả năng thấy tinh không bỉ ngạn huyền bí. Đủ loại này dụ hoặc khiến người vô cùng tâm động. Vòng thứ nhất thi đấu, là muốn tìm tinh không đạo thư mảnh vỡ. Như chư vị thấy, tại tinh không thần Sơn bên ngoài, bao quanh thiên thiên trăm trăm tòa phù không đảo tự, những hòn đảo này, là năm đó vô số cường giả, tại Sơn thần giới đại chiến, đánh sập đại địa bản khối thăng thiên, hóa thành một tòa tòa thiên không đảo. Năm đó ở Sơn thần giới, tham dự đại chiến cường giả, có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Sử Thần, Thiên Đấu Sát Thần, Đấu Chiến Thần, Sụp Đổ Chi Chủ, Cửu Thương Cổ Hoàng, Đúc Tinh Long Thần các loại, các người quen thuộc viễn cổ cự thần, đều từng tại Sơn Thần giới xuất hiện qua, cũng bùng nổ người thời nay khó có thể tưởng tượng kịch liệt hỗn chiến. Năm đó nhiều như vậy cường giả, kịch liệt hỗn chiến, chính là vì tranh đoạt trong truyền thuyết tinh không đạo thư. Sơn Thần âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường, trương toàn trường rất nhiều người dự thi, còn có thật nhiều khán giả. Lập tức lộ ra rung động xôn xao vẻ mặt. Bọn hắn biết Sơn Thần giới là một cái phá toái thế giới, năm đó từng bùng nổ quá kích liệt hỗn chiến, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, năm đó chỗ bùng nổ chiến đấu, thế mà khủng bố như vậy, thế nhân quen thuộc đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều tham dự trong đó. Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, những cường giả kia, là vì tranh đoạt tinh không đạo thư. Hắn nhìn một chút Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, đã thấy hai người biểu lộ bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm biết Sơn Thần giới đi qua chuyện xưa. Chỉ nghe Sơn Thần nói tiếp, ngay lúc đó tinh không đạo thư, vẫn là hoàn chỉnh tồn tại,
truyền thuyết người nào đạt được, người đó liền có thể phi thăng tinh không bỉ ngạn, thậm chí trưởng khống toàn bộ tinh không bỉ ngạn, cho nên chư thiên cường giả kịch liệt chém giết, hỗn chiến không ngớt. Nhưng đến cuối cùng, cái kia tinh không đạo thư, không có tán thành bất luận cái gì người, hóa thành một đạo tinh quang, nghịch bay lên trời đi, chỉ tản mát hạ năm mảnh trang sách, phân tán tại không không lúc nào không các nơi. Ta Sơn Thần Giới, năm đó cũng gánh chịu một tờ tinh không đạo thư, chư thiên cường giả vì cái kia một tờ đạo thư, tiếp tục ra tay đánh nhau, mãi đến cuối cùng, tinh không đạo thư đều bị bọn hắn đánh vỡ, hóa thành ngàn mảnh vụn, bay xuống bốn phía. Sơn Thần chỉ tinh không thần sơn bốn phía, cái kia một tòa tòa hòn đảo lơ lửng, năm đó bị đánh nát tinh không đạo thư, hóa thành ngàn mảnh vụn, liền tản mát ở trong những hòn đảo này. Mọi người nghe, đều là một hồi rung động. Tinh không đạo thư là thiên đạo tạo vật, năng lượng cuồn cuộn rộng rãi, có thể nói là không không lúc nào không đỉnh cấp chân bảo, nhưng năm đó đại chiến, lại đem tinh không đạo thư đều đánh nát, có thể nghĩ trận đại chiến kia, đến cỡ nào kịch liệt. Chung quanh này một tòa tòa phù không đảo tự, phía trên có loại loại mạnh mẽ hung thú, mà lại vạn thế kỷ nguyên đến nay, những hòn đảo này bị viễn cổ chiến khí quanh quẩn, dù ai cũng không cách nào tới gần. May mắn trước mấy ngày, Nguyên Thiên Đế đại nhân xuất quan, thánh quang chúc phúc, đã đem trên hòn đảo quanh quẩn viễn cổ chiến khí, toàn bộ tẩy trừ, các ngươi có khả năng thỏa thích lên đảo. Vòng thứ nhất thi đấu, các ngươi phải làm, liền là lên đảo, tìm kiếm tinh không đạo thư mảnh vỡ. Năm đó cái kia một tờ tinh không đạo thư, chung chia ra thành ngàn mảnh vụn, phần lớn dung nhập vào trên đảo hung thú trong cơ thể, chỉ cần đánh giết hung thú, các ngươi là có thể thu hoạch được mảnh vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tranh tài kéo dài 7 ngày, đến cuối cùng, người nào thu hoạch mảnh vỡ nhiều nhất, người đó là người chiến thắng. Chỉ cần có thể cầm tới mảnh vỡ, coi như chỉ có một khối, đều có thể thông quan. Nếu là kiếm không đến mảnh vỡ, liền muốn bị đào thải. Mặt khác, năm đó chư thiên cường giả đại chiến, cũng dẫn đến bọn hắn rơi xuống ra rất nhiều thần binh pháp bảo cùng đặc thù pháp tắc, những vật này cũng tản mát tại hòn đảo bên trong, các ngươi nếu là có đầy đủ vận khí, liền có thể tìm được viễn cổ cơ duyên. Sơn Thần tiếp tục phát ra tiếng, nói rõ vòng thứ nhất thi đấu quy tắc, còn có chung quanh phù không đảo tự huyền bí, nhường được lòng người chiều sục sôi. Vòng thứ nhất thi đấu quy tắc, vô cùng đơn giản, liền là tìm kiếm tinh không đạo thư mảnh vỡ. Năm đó cái kia một tờ tinh không đạo thư, bị đánh nát thành ngàn khối, tản mát tại từng cái hòn đảo bên trong, đại bộ phận mảnh vỡ đều cùng hung thú dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần đánh giết hung thú, liền có thể đạt được mảnh vỡ. 7 ngày tranh tài thời gian sau khi kết thúc, thu hoạch được mảnh vỡ số lượng nhiều nhất người, liền là vòng thứ nhất người chiến thắng. Chỉ cần có thể cầm tới mảnh vỡ, đều có thể thông quan, thậm chí trên hòn đảo còn có chút viễn cổ để lại cơ duyên, coi như không thể thông quan, có thể được đến một chút cổ lão cơ duyên, cũng là một trận thiên đại tạo hóa. Cho nên, toàn trường người dự thi, con mắt đều là hừng hực, dục dịch. Mỗi người các ngươi đều có một khối tìm linh kính, mở ra tìm linh kính, có thể cho thấy phụ cận tinh không đạo thư mảnh vỡ hạ lạc. Sơn Thần vung tay lên, muôn vàn đạo thần quang, như là cỗ sao băng theo trong tay hắn nở rộ mà ra, bay lả tả rơi xuống toàn trường người dự thi trong tay. Toàn trường 10 vạn người dự thi, trong tay liền nhiều hơn một khối tấm gương, bao quanh hào quang, phù văn tuyên khắc, tấm gương mặt ngoài giống như phản chiếu lấy tinh không, thâm thúy mà mỹ lệ. Mọi người tò mò đánh giá khối này tìm linh kính, lại nghe Sơn Thần tiếp tục nói. Vì tranh tài công bằng, tại tinh không tranh bá thi đấu trong lúc đó, không được mượn dùng ngoại lực, các ngươi chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân tham chiến. Giống như là cái gì chiến sủng, cơ quan khôi lỗi, ám khí, giết người linh phù, cổ trùng, chiến hồn các loại, đều không cho sử dụng. Nơi này là một khỏa nhân quả luật thủy tinh cầu, ta vừa mới theo như lời nói, đều đã ngưng tụ nguồn gốc quả luật, đúc nóng trong đó, các ngươi chỉ cần đụng vào viên này thủy tinh cầu, liền đại biểu các ngươi nhận nhưng trận đấu quy tắc. Các ngươi một chút bên ngoài năng lực, đem sẽ bị hạn chế, chỉ có thể dùng tự thân võ đạo thần thông đi tham chiến. Sơn Thần chậm rãi phóng xuất ra một khỏa to lớn thủy tinh cầu chậm rãi rơi xuống quảng trường trung tâm, nở rộ óng ánh thiên đế thần hy, có nhân quả luật đại khí tượng từ trong đó phát ra. Hiện tại, đưa tay đụng vào viên này thủy tinh cầu, các ngươi tiếp nhận quy tắc hạn chế về sau, là có thể chính thức lên đảo tranh tài. Sơn Thần tầm mắt quét nhìn toàn trường, nói.
Toàn trường rất nhiều người dự thi, hai mặt nhìn nhau, rối loạn tưng bừng nói nhỏ, tại rối loạn một hồi về sau, đám người liền an tĩnh lại, có người đi ra phía trước, lấy tay đụng vào thủy tinh cầu. Ông! Chỉ cần thủy tinh cầu bị đụng vào về sau, liền vù vù dâng lên, phun tỏa hào quang, nhân quả luật khí tức phát ra, đụng vào người thủ đoạn, lập tức bị quấn lên một đầu tinh tế linh khí sợi tơ. Đầu này linh khí sợi tơ, liền là nhân quả luật hạn chế người dự thi sử dụng bên ngoài lực lượng, dùng bảo đảm tranh tài công bằng. Này loại hạn chế, nhưng một chút có ẩn giấu lá bài tẩy người, thấy rất bất mãn, nhưng quy tắc tranh tài như thế, mọi người cũng chỉ đành tiếp nhận, lần lượt đụng vào thủy tinh cầu, tiếp bị hạn chế về sau, liền dồn dập lên đảo đi tìm tinh không đạo thư mảnh vỡ. Diệp Thần, chúng ta cũng đi đi. Tôn Di nắm Diệp Thần tay, nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Tôn Di hướng đi trong sân rộng, hắn nhìn thấy Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Đại Từ Thụ Hoàng đám người, đều đã tiếp bị hạn chế bắt đầu lên đảo, hắn cũng không thể lạc hậu, bằng không mảnh vỡ bị người đoạt đi, hắn liền cái gì đều không cầm được. Tôn Di trước đưa tay, đụng vào thủy tinh cầu, lập tức nhận nhân quả luật hạn chế, trắng muốt trên cổ tay, nhiều hơn một đầu tinh tế linh khí sợi tơ. Cái này là bởi vì quả luật hạn chế sao? Cảm giác cũng không có gì. Tôn Di nói thầm nói ra, nàng không có bài tẩy gì thủ đoạn, cho nên đương nhiên sẽ không bị quá nhiều hạn chế. Diệp Thần cười cười, cũng đưa tay đi đụng vào thủy tinh cầu. Tuy nói tiếp nhận nhân quả luật hạn chế về sau, bên ngoài lực lượng sẽ gặp phải gông cùm xiềng xích, nhưng Diệp Thần lực lượng bản thân, thập phần cường đại, không sợ gông cùm xiềng xích, tỉ như thiên hỏa mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh, luân hồi pháp các loại. Răng rắc, làm Diệp Thần tay cầm. Chạm đến thủy tinh cầu về sau, một màn kinh khủng cảnh tượng phát sinh, chỉ thấy trong thủy tinh cầu, có vô cùng hung mãnh năng lượng, cuốn ngược tới, từng sợi âm khí hóa thành xích sắt thô to, càng đem Diệp Thần tay trái, liên đới lấy hắn toàn bộ cánh tay trái, toàn bộ buộc chặt quấn quanh. Diệp Thần toàn bộ cánh tay trái, bị lít nha lít nhít xích sắt quấn quanh buộc chặt, xích sắt như mãng xà rắn hướng bên trong co vào đè ép, siết cho hắn cơ bắp đau nhức, có vô số phù văn đang lóe lên. Ôi! Thấy cảnh này, bên cạnh Tôn Di, lập tức lên tiếng kinh hô. Những người khác chịu nhân quả luật hạn chế, bên ngoài biểu hiện, liền là một đầu tinh tế linh khí sợi tơ, trói buộc thủ đoạn. Nhưng Diệp Thần chịu hạn chế, lại là từng đầu thô to hắc ám xích sắt, như mãng xà rắn quấn quanh cánh tay trái của hắn, thoạt nhìn vô cùng khinh khủng. Mãnh liệt quấn quanh cùng gông cùng xiềng xích, làm cho Diệp Thần sắc mặt đại biến. Hắn nội thị thân thể. Lại phát hiện mình liệt nhật mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, thanh long thần giáp mảnh vỡ các loại, thế mà đều bị từng đầu xích sắt quấn chặt lấy. Này xích sắt phong tỏa, không chỉ là phong tỏa hắn bên ngoài lực lượng, thậm chí còn phong tỏa hắn luân hồi huyết mạch bản thân. 10 khối luân hồi huyền bia, đều bị xích sắt trói lại, điều động vô cùng gian nan. Toàn trường người dự thi cùng khán giả, thấy Diệp Thần chịu hạn chế, cũng là giật nảy cả mình, dồn dập kinh hô. Dù sao người bình thường hạn chế, chẳng qua là một đầu dây nhỏ, Diệp Thần lại là từng đầu xích sắt, này khác biệt quá rõ ràng. Sơn Thần, người tại nhằm vào ta. Diệp Thần chấn nộ, tầm mắt nhìn thẳng Sơn Thần, rõ ràng cảm thấy mình chịu hạn chế, so với người bình thường nghiêm nặng hơn nhiều. Sơn Thần thản nhiên nói, luân hồi chi chủ, người có thể không nên nói bậy nói bạ, ta nhưng không có nhằm vào ngươi. Nguyên Thiên Đế nhướng mày, nhìn về phía Sơn Thần đạo. Hướng Thiên Tôn giả, đối luân hồi chi chủ hạn chế, có hay không có chút quá mức một điểm. Sơn Thần vội vàng nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, quả quyết không có, luân hồi chi chủ cái này người, chấp trưởng đại khí vận, rộng rãi vô địch, ta cho hắn hạn chế, chẳng qua là thích hợp điều phối thân phận của hắn, cũng không phải là muốn cố ý làm khó dễ hắn. Nguyên Thiên Đế cho mày, nhìn một chút đại chủ tể ánh mắt yên tĩnh, nhẹ gật đầu. Nguyên Thiên Đế hiểu rõ. Cũng gật đầu nói, được a. Nói với Diệp Thần, luân hồi chi chủ, thân phận của ngươi đặc thù, cho ngươi hạn chế, so với thường nhân càng lớn, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, còn xin ngươi đừng trách móc. Nếu như ngươi có năng lực lời, có thể nếm thử đi đánh vỡ những cấm chế này, ta không tính ngươi vi phạm tranh tài quy củ. Nguyên Thiên Đế lời này có chút nhắc nhở ý tứ, hắn tán thành Sơn Thần cho Diệp Thần bày nghiêm trọng hạn chế. Nhưng hắn cũng cổ vũ Diệp Thần đi đánh vỡ này chút hạn chế. Luân hồi trận doanh bên trong,
Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, Triều Thiên Sơn thần bày ra hạn chế, nơi nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trận đấu này không công bằng. Nguyên Thiên Đế nói ấy, Nhậm huynh, luân hồi chi chủ thân phận đặc thù, thủ đoạn toàn thân, Liên Thiên Đế đều ép không được hắn, nếu như không cho hắn một điểm hạn chế, trận đấu này cũng không cần so. Luân hồi chi chủ, người cảm thấy thế nào? Diệp Thần cảm nhận được Nguyên Thiên Đế quăng trong tới tầm mắt, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, trên cánh tay trái quấn quanh xích sắt, đến cỡ nào nghiêm trọng, hạn chế đủ loại khác thủ đoạn, đây là Triều Thiên Sơn thần đang cố ý làm khó dễ hắn. Bất quá, nếu Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể đều không phản đối này loại hạn chế, hắn coi như mong muốn phản đối, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ta tiếp bị hạn chế là được. Diệp Thần hồi đáp, trong lúc trước mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chịu lấy lên. Sơn thần cười ha ha, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ quả thật là dũng mãnh, vậy liền chúc ngươi may mắn. Diệp Thần trầm mặt, không nói gì thêm, hướng Tôn Di ánh mắt ra hiệu, hai người liền dắt tay lên đảo, rất có ăn ý tránh đi người chúng, hướng về một tòa vắng vẻ đảo nhỏ tự bay đi. Giống thiên nữ, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên đám người, đều là trước tiên phóng đi đại đảo, bởi vì trên hòn đảo lớn cơ duyên càng nhiều, ẩn chứa tinh không đạo thư mảnh vỡ cũng nhiều hơn. Có thể trước tiên đoạt chiếm tiên cơ. Bất quá bây giờ Diệp Thần, trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn chịu nhân quả luật hạn chế, muốn so với người bình thường nghiêm trọng rất nhiều, hắn cũng cần thời gian làm quen một chút. Diệp Thần cùng Tôn Di, đi vào một tòa vắng vẻ nhỏ trên đảo, này tòa vắng vẻ đảo nhỏ tự, thậm chí liền một con hung thú cũng không có, an tĩnh tĩnh lặng, liền côn trùng cũng không nhiều một đầu, chỉ có từng khối đá lởm chởm quái thạch, còn có thấp bé núi hoang. Diệp Thần Tôn Di hai người tướng liếc mắt một cái, ngay tại trên hòn đảo trước dàn xếp lại, Diệp Thần khoanh chân điều tức khôi phục, Tôn Di thì thủ hộ lấy hắn, đề phòng ngoại địch. Ở đây người dự thi, đều thấy Diệp Thần đi hòn đảo nhỏ kia, mấy người dục dịch, nghĩ thừa dịp Diệp Thần suy yếu đánh lén động thủ, nhưng ở nghiêm túc tính toán qua đi, không có bất kỳ người nào động thủ. Ma Phi Thiên, Đệ Nhị Thiên Nhai, Chu Võ Hoàng đám người, cũng không hề động thủ, bọn hắn rõ ràng là có điều cố kỵ. Kỳ thật nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên, Diệp Thần chưa hẳn có thể đỡ nổi, thậm chí có thể là cửu tử nhất sinh. Nhưng, coi như hắn chết, khẳng định cũng sẽ kéo người chôn cùng. Giống Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Đệ Nhị Thiên Nhai chờ người thông minh, cũng không muốn chính mình đi theo chôn cùng. Tại không có thích hợp cơ hội ra tay trước, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Mà lại, thiên nữ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bây giờ thiên nữ cùng Diệp Thần xem như buông xuống cửu hận, một lần nữa thành bằng hữu. Thái độ đối với Diệp Thần, thiên nữ là trung lập, đã không chủ động giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nhìn xem Chu Võ Hoàng đám người, âm mưu hợp lại hại chết Diệp Thần. Nếu là Chu Võ Hoàng đám người liên thủ, thiên nữ khẳng chắc chắn ngăn cản. Hiện tại thiên nữ đã bái sư Nguyên Thiên Đế, lại chấp trưởng thần Chu Thiên Kiếm, không ai nguyện ý đắc tội nàng. Cục diện hiện ra một cỗ vi diệu cân bằng. Không người đến quấy rầy Diệp Thần, bởi vì có quá nhiều ánh mắt nhìn xem, giống Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên đám người, đều đang đợi chờ lấy cơ hội. Diệp Thần dứt khoát gọi ra Tuyết Hiên Thần Đăng, phóng xuất ra từng sợi huyễn tuyết sương mù, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, đem chính mình cùng Tôn Di thân ảnh che lại. Thấy sương mù bao phủ, rất nhiều những người dự thi, lại không dám tới gần, e sợ cho rơi vào Diệp Thần bẫy dập. Tại sương mù bao phủ xuống, không ai có thể thấy Diệp Thần cùng Tôn Di thân ảnh, thấy thế, hai người rất có ăn ý trao đổi một chút ánh mắt, mà hậu thân thể ôm chặt đến cùng một chỗ, dùng chút song tu đoàn tụ thuật pháp, dạng này có thể cho Diệp Thần càng nhanh khôi phục. Như thế trôi qua một đêm, Diệp Thần trạng thái khôi phục được 7-8 phần, nhưng trên cánh tay trái quấn quanh từng đầu nhân quả luật xích sắt, vẫn là đại đại hạn chế hắn thực lực phát huy. Diệp Thần xem chừng mong muốn thông qua vòng thứ nhất thi đấu, chỉ cần đem hết toàn lực. Tranh tài kéo dài 7 ngày, trước mắt đi qua một ngày, chung quanh hòn đảo bên trong, có trận trận đánh nhau cùng đi săn thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Đã có không ít người đánh giết hung thú, lấy được tinh không đạo thư mảnh vỡ. Bởi vì một trang này tinh không đạo thư, phân chia thành ngàn mảnh vụn, mà lại phần lớn cùng hung thú thân thể dung hợp, cho nên Diệp Thần cũng không thể cảm ứng được. Nghĩ điều tra tinh không đạo thư mảnh vỡ hạ lạc, cần dựa vào tìm linh kính. Diệp Thần xuất ra tìm linh kính, hắn chỗ đảo nhỏ,
10 điểm vắng vẻ hoang vu, không có hung thú, tự nhiên cũng sẽ không có thập yêu tinh không đạo thư mảnh vỡ, tím linh kính bên trên không có chút nào biểu hiện. Ta trạng thái tốt hơn nhiều, Tôn Di, chúng biến ta lên đường đi. Diệp Thần gọi Tôn Di mặc quần áo tử tế đứng dậy, thi đấu trình chỉ có 7 ngày, hắn đã phí phạm một ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không nếu là vòng thứ nhất liền bị đào thải, vậy nhưng hỏng bét cực kỳ. Chờ một chút, có đồ vật tới gần. Tôn Di mặc quần áo tử tế, bưng lấy tìm linh kính, đột nhiên lên tiếng kinh hô, đã thấy tìm linh kính bên trên biểu hiện, có một con hung thú, tới lúc gấp rút nhanh hướng bọn hắn tới gần, cái kia hung thú trong cơ thể, đúng là có chừng trên 100 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ. Phải biết, năm đó cái kia một tờ tinh không đạo thư, bị đánh nát về sau, cũng là vỡ thành 1000 mảnh vụn, 100 khối đã là 1/10. Một con hung thú, có thể dung hợp 100 mảnh vụn, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, tại đây mảnh phù không đảo tự trong khu vực, đủ để đứng tại đỉnh cao kim tự tháp. Diệp Thần tầm mắt hơi co lại, không cần tìm linh kính biểu hiện, hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ hung hãn bén nhọn khí tức, đang gào thét tới. Xuy, chỉ thấy một đầu to lớn hung thú, thân hình như cự khuyển, vặn vẹo hắc ám thân thể, bao trùm lấy răng cưa ra lông, con mắt thiêu đốt lên liệt hỏa, nhè răng nứt mắt. Từ bên ngoài trong hư không xé rách sương mù, chậm rãi buông xuống đến Diệp Thần cùng Tôn Di trước mặt. Lập tức, Diệp Thần ngửi được một cỗ mùi tanh hôi, lại có chút quen thuộc cảm giác. Hắn nhìn xem đầu này hắc ám cự khuyển, đúng là thấy cùng tinh đạo long nữ tương quan khí tức, nhân quả không cạn. Tiếp theo sát, Diệp Thần cùng Tôn Di tướng liếc mắt một cái, hai người ăn ý gật đầu, Diệp Thần phóng xuất ra kinh cức phương tỏa. Tôn Di bóp cái pháp quyết. Quát kinh cức gai độc, đi. Chỉ thấy từng đạo linh quang, rơi vào kinh cức phương tọa bên trên, kinh cức phương tọa lập tức bị thôi động, hóa sinh ra từng đầu mang theo gai độc dây leo, xoạt kéo rung động, phá không hướng về kia hắc ám cự khuyển quấn quanh mà đi. Này kinh cức phương tọa, là ngày xưa tử thần giáo đoàn quyền hành uy nghiêm biểu tượng, kinh cức lại thuộc cỏ cây, Tôn Di thân là thảo thần, có thể nhường kinh cức phương tọa uy lực, phát huy đến cực hạn. Cho nên, Diệp Thần vẫy một cái ra kinh cức phương tọa, Tôn Di liền lập tức phối hợp ra tay, từng đầu kinh cức dây leo phá không giết ra, uy thế mãnh liệt. Cái kia hắc ám cự khuyển lấy làm kinh hãi, răng cưa ra lông nổ lên, trong đồng tử liệt hỏa sáng rực, nhưng cũng không có đánh trả, mà là dùng tốc độ cực nhanh, nghiêng người né tránh. Luân hồi chi chủ, chậm đã, ta không có ác ý. Hắc ám cự khuyển gấp vội mở miệng, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nhướng mày, đánh giá đầu này hắc ám cự khuyển, nói, ngươi là ai? Lại hỏi, ngươi cùng tinh đạo long nữ, có quan hệ gì? Hắn bắt được đầu này báo, hắc ám cự khuyển, cùng tinh đạo long nữ tồn tại không cạn sâu xa. Cái kia hắc ám cự khuyển a một tiếng, giật nảy cả mình, nói, tinh đạo long nữ. Luân hồi chi chủ, làm sao ngươi biết tinh đạo long nữ? Nàng lão nhân gia, đã ngã xuống rất lâu, thế gian này, thế mà còn có người nhớ kỹ nàng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nó lắc lư đầu cảm thán liên tục, rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà sẽ biết tinh đạo long nữ danh hiệu. Diệp Thần trầm giọng hỏi, người cùng tinh đạo long nữ, đến cùng có cái gì sâu xa? Cái kia hắc ám cự khuyển ngốc ngốc xuất thần, nói chi nhớ của ta mài mòn quá nhiều, có rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả, nhưng ta còn nhớ rõ. Ta là nàng nuôi một con chó, nàng là chủ nhân của ta. Hắc ám cự khuyển lời nói này ra, đến phiên Diệp Thần ngây dại, nói, a, ngươi nói cái gì, ngươi là tinh đạo long nữ nuôi một con chó. Trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, cầu thông luân hồi mộ địa, hướng tinh đạo long nữ hỏi. Tiền bối, cái tên này là ngươi nuôi cầu. Tinh đạo long nữ đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng luyện công, nghe được Diệp Thần, nàng mở mắt, hỏi. Cái gì ta nuôi cẩu? Nàng tầm mắt nhìn chăm chú bên ngoài, thấy cái kia hắc ám cự khuyển thân thể khổng lồ, răng cưa ra lông, thiêu đốt lên con mắt, một thân hung thần sát khí, kỳ dị nói. Ta là ưa thích tiểu động vật, nhưng ta lúc nào, nuôi qua như vậy một đầu ảnh ma hung ngao. Còn có, các ngươi gọi ta cái gì, tinh đạo long nữ? Phi phi phi, gọi ta long vương đại nhân. Nàng tức giận trừng mắt Diệp Thần, nếu như không phải bận tâm tàn hồn yếu đuối. Không tiện thoát ly luân hồi mộ địa, nàng đã sớm hiện thân buông xuống, muốn hung hăng răn dậy Diệp Thần cùng cái kia hắc ám cự khuyển một trầu. Diệp Thần càng là kỳ lạ, nói tiền bối,
này ảnh ma hung ngao trên thân, hoàn toàn chính xác có ngươi nhân quả khí tức, không có giả. Tinh đạo long nữ nói, phải không? Nàng nhìn kỹ hướng cái kia ảnh ma hung ngao, bấm ngón tay tính toán, lập tức ôi một tiếng thét kinh hãi, nói. À, giống như đích thật là ta nuôi cẩu. Năm đó ta ưa thích tiểu động vật, nuôi hai đầu cẩu cùng một con cá, nhưng đều là hết sức bình thường đồ vật, làm sao thế mà tiến hóa thành ảnh ma hung ngao này loại cực đoan hung tàn ác thú. Ảnh ma hung ngao loại hung thú này, nếu là trưởng thành đến đỉnh phong cảnh giới, đủ để xé nát thiên đế. Tinh đạo long nữ vô cùng giật mình, nàng là thiếu nữ tâm tính, ưa tiểu động vật, tại luân hồi trong mộ địa sau khi tỉnh dậy, liền trước tiên liền gọi Diệp Thần đem tiểu la bạc đưa tới. Nàng năm đó còn không có ngã xuống thời điểm, nuôi qua hai đầu cẩu cùng một con cá, nhưng đó là vô cùng xa xôi sự tình, mà lại nàng nuôi hai đầu cẩu cùng một con cá, cũng không phải gì đó linh ngạc nhiên thần thú, liền là bình thường sinh vật, theo lý mà nói, đã sớm chết, làm sao lại có một con chó, còn sống đến bây giờ, thậm chí tiến hóa thành ảnh ma hung ngao. Diệp Thần tầm mắt chớp động, luân hồi pháp tắc vận chuyển, luân hồi chi bàn ở trong người chậm rãi chuyển động. Đẩy ngược cổ lão thiên cơ, hắn tựa hồ nhìn ra một chút mi mục, hướng cái kia ảnh ma hung ngao nói. Người xuất thân thấp hèn kém, ban đầu bất quá là một con chó vườn, làm sao tiến hóa thành hôm nay bộ dáng này. Người từng chiếm được đao phong nữ hoàng điểm hóa. Hắn đẩy ngược thiên cơ, mơ hồ lại thấy, tại ảnh ma hung ngao trên thân, không chỉ có tinh đạo long nữ nhân quả, còn có đao phong nữ hoàng nhân quả. Bất quá, đao phong nữ hoàng nhân quả. Mài mòn đến rất lợi hại, tuế nguyệt tang thương, dấu vết đã sắp hoàn toàn tiêu tán. Ảnh ma hung ngao ngẩn ngơ, nói ta không biết, năm đó tinh đạo long nữ nàng lão nhân ra. Diệp Thần cắt ngang nó nói, là tinh đạo long vương, mà lại nàng cũng không già. Ảnh ma hung ngao hoảng hốt vội nói, vâng vâng vâng, năm đó long vương nàng lão nhân ra, phi, năm đó long vương đại nhân nàng ngã xuống về sau, đúc tinh long thần buông xuống. Đưa nàng nuôi sủng vật đều mang đi, ta cũng bị mang đi, sau này không biết đạt được người nào vun trồng, ta huyết mạch thuế biến, tiến hóa thành bây giờ bộ dáng này. Đây là chuyện rất xa xôi, ta không quá nhớ kỹ, ta chỉ biết là ta ban đầu chủ nhân là tinh đạo Long Vương, sau này chủ nhân là đúc tinh Long Thần, ta theo đúc tinh Long Thần chinh chiến sơn thần giới, mong muốn tranh đoạt tinh không đạo thư, nhưng cũng tiếc không thể thành công. Diệp Thần nghe xong ảnh ma hung ngao, đại khái hiểu. Nghĩ thầm, xem ra này ảnh ma hung ngao, từng chiếm được đao phong nữ hoàng bồi dưỡng điểm hóa, cho nên huyết mạch thuế biến thành hôm nay bộ dáng này. Đao phong nữ hoàng là thuần thú thủy tổ, nàng thuần thú bát tự quyết, có loại diệu pháp, chăn nuôi hung thú hiệu quả phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể làm cho bình thường dã thú, thuế biến tiến hóa thành đại hung. Đầu này ảnh ma hung ngao, rõ ràng là từng chiếm được đao phong nữ hoàng bồi dưỡng. Sau này tùy tùng đúc tinh long thần chinh chiến sơn thần giới. Trận kia đánh trận, không người đắc thắng, tinh không đạo thư không có tán thành bất luận cái gì người, thăng thiên bay đến tinh không bỉ ngạn phía trên đi, chỉ ở không không lúc nào không tản mát hạ năm mảnh lẻ loi trơ trọi trang sách. Tại đánh trận sau khi kết thúc, ảnh ma hung ngao rõ ràng là bị lưu lại. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, hướng ảnh ma hung ngao nói, thân thế của ngươi, ta đại khái hiểu, ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Ảnh ma hung ngao vừa tới thời điểm, còn rất có ồn ào kiệt khí, nhưng ở biết Diệp Thần nhận biết chủ nhân của nó tinh đạo long nữ về sau, nó liền hoàn toàn thuận theo, không còn dám có chút hung lệ, dùng cùng hung tàn bề ngoài hoàn toàn không tương xứng cung kính thái độ, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Diệp Thần cau mày nói, hợp tác. Ảnh ma hung ngao nói, đúng vậy, ta ban đầu có đủ để xé nát thần vương thực lực. Nhưng trước mấy ngày nguyên thiên đế xuất quan, thao thiên thánh quang tắm gội buông xuống, như là thiên phạt, đại áp chế lực lượng của ta. Bây giờ ta thực lực, nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường cửu đỉnh cảnh võ giả tương đương, bây giờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, các ngươi coi ta là thành đi săn mục tiêu, nếu như các ngươi liên thủ, ta là trăm triệu đánh không lại. Ta không muốn chết tại cực đạo ma tôn cùng Chu võ hoàng thủ hạ, cho nên muốn cùng ngươi đàm cái hợp tác. Chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta chu toàn, ta có thể đem trong cơ thể ta tinh không đạo thư mảnh vỡ, toàn bộ cho ngươi. Diệp Thần nói, ngươi còn nhớ ta bảo hộ ngươi. Ảnh ma hung ngao lộ ra một vệt xấu hổ biểu lộ, nói cũng không phải, chính là. Chúng ta lẫn nhau bảo vệ, ta có thể giúp ngươi diệt trừ mặt khác người cạnh tranh, nhưng ngươi không thể gây thương ta,
cũng không thể tùy ý người khác sát hại ta. Trong cơ thể ta có 100 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta có khả năng toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Tại đi qua vô tận kỷ nguyên bên trong, ảnh ma hung ngao hao phí lớn lao tâm huyết, mới cướp đoạt đến 100 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, đây là nó thực lực căn bản chỗ, nếu như tổn thất hết, nó phải bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn. Nhưng mặc kệ đại giới như thế nào to lớn, dù sao cũng tốt hơn bị người săn giết. Diệp Thần nghe xong ảnh ma hung ngao, con mắt híp lại, ngưng thần suy tính tới. Này ảnh ma hung ngao, đích thật là thông minh, thế mà biết tìm hắn đàm hợp tác. Hiện tại Diệp Thần bị Sơn Thần ác ý làm khó dễ, cánh tay trái quấn quanh từng đầu xích sắt, thực lực bị đại hạn chế, nếu như có thể có một đầu ảnh ma hung ngao hiệp lực, hắn tiếp xuống cùng người tranh đấu, vậy liền dễ dàng nhiều. Vùng trời này hòn đảo khu vực, giống người cường đại như vậy hung thú, có vài đầu. Diệp Thần lại hỏi. Ảnh ma hung ngao nói, trừ ta ra, còn có hai đầu, một đầu là dung nham thiên cẩu, một đầu là thôn thiên côn, chúng ta đều là tinh đạo Long Vương năm đó chăn nuôi sủng vật, sau này tiến hóa thuế biến, bằng vào ta yếu nhất. Dung nham thiên cẩu so ta mạnh hơn một chút, trong cơ thể cũng có 100 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, ngoài ra còn nắm giữ lấy đúc tinh long thần một môn thần thông, bạo phát rất lợi hại. Mà thôn thiên côn liền so ta cùng dung nham thiên cẩu, đều muốn lợi hại hơn nhiều, trong cơ thể có chừng 200 mảnh vụn, các ngươi những người dự thi này, chỉ hợp lại mới có thể đánh qua thôn thiên côn, không phải chỉ có bị nó ăn hết xuống tràng. Diệp Thần tầm mắt lóe sáng, câu thông luân hồi mộ địa, hướng tinh đạo long nữ nói, tiền bối, người năm đó nuôi hai đầu cẩu cùng một con cá, đều tiến hóa thành đại hung. Tinh đạo long nữ có chút choáng váng, nói, nghĩ không ra chúng nó lại tiến hóa đến tình trạng như thế, xem ra là đúc tinh long thần hao phí đại tài nguyên bồi dưỡng, hừ hừ, cái kia con lươn nhỏ hoàn toàn chính xác cũng có chút bản sự. Chỉ nghe ảnh ma hung ngao lại nói, ngoại trừ ba chúng ta nhức đầu hung bên ngoài, còn có máu me đầy đầu ma, cái kia huyết ma thực lực, ta không xác định, thâm bất khả chắc. Diệp Thần vội hỏi, cái gì huyết ma? Ảnh ma hung ngao lộ ra một vệt húy mặc như thâm biểu lộ, nói, được rồi, ta không muốn nói, cái kia huyết ma, không trọng yếu, chỉ cần không trêu chọc nó, liền sẽ không sinh họa, trong cơ thể nó cũng không có tinh không đạo thư mảnh vỡ, có thể xem nhẹ. Diệp Thần nhìn thấy ảnh ma hung ngao bộ dáng này, trong lòng hết sức tò mò, nhưng cũng không truy vấn, nói. Tốt, ta đây hợp tác với ngươi chính là, ngươi như thành tâm, ta liền thành ý. Ảnh ma hung ngao mừng rỡ, nói cái kia rất tốt, luân hồi chi chủ, ta lập tức dẫn người đi thấy dung nham thiên cẩu cùng thôn thiên côn, xem thấy bọn nó có nguyện ý hay không hợp tác. Nói xong, ảnh ma hung ngao lắc mình biến hóa, lại biến thành một đầu tiểu hắc cẩu, uông uông sủa hai tiếng, tiếng chó sủa còn có chút non nớt bộ dáng. Diệp Thần Kỳ nói, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiểu hắc cẩu chỉ uông uông sủa gọi, bộ dạng này hình dáng. Lại không thể miệng nói tiếng người, bất quá, ảnh ma hung ngao thanh âm, lại truyền đến Diệp Thần cùng Tôn Di trong lòng, nói. Đây là vì tránh cho làm người khác chú ý, ta cũng không muốn bị vây công, luân hồi chi chủ, các ngươi ôm ta cho các ngươi chỉ đường là được. Diệp Thần cùng Tôn Di tướng liếc mắt một cái, đều cảm thấy có điểm buồn cười. Tôn Di liền ôm lấy tiểu hắc cẩu uông uông kêu, ảnh ma hung ngao thanh âm. Lại truyền đến Diệp Thần cùng Tôn Di trong lòng, đi bên này. Diệp Thần cùng Tôn Di gật gật đầu, liền chiếu vào tiểu hắc cẩu chỉ, bay ra, hướng về một tòa 10 điểm to lớn thiên không đảo tự bay đi. Tòa kia thiên không đảo tự, hà thải vần quanh, mẫu lâm tu trúc, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi trên đất, linh khí mờ mịt, so với hai người vừa mới chỗ hòn đảo, đó là muốn hùng vĩ lộng lẫy được nhiều. Tại hòn đảo bên trong, đã tụ tập có thật nhiều võ giả. Diệp Thần thậm chí bắt được Chu Võ Hoàng khí tức, 10 điểm bén nhọn lăng lệ, tại hòn đảo Trung ương. Xuy. Đột nhiên, chỉ thấy hòn đảo Trung ương, có một vệt xám kiếm khí màu đen, mang theo nóng rực khí thế, phóng lên tận trời, mạnh mẽ ý chí khuếch tán mà ra. Cái kia đúng là Chu Võ Hoàng ý chí, kiếm khí tại ông ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cũng bắt được Chu Võ Hoàng ý chí. Đạo kiếm khí này, là Chu Võ Hoàng phát ra tới. Cùng loại đạn tín hiệu, hắn tại triệu tập nhân thủ, mong muốn vây công một đầu mạnh mẽ hung thú. Kiếm khí ý chí phát ra về sau, bốn phương tám hướng, rất nhiều thiên không đảo tự, lần lượt có từng cái mạnh mẽ võ giả, hóa thành thần quang, gào thét tới.
không tốt, có người phát ra tín hiệu, mong muốn vây công Dung Nham Thiên Cẩu. Ảnh ma hung ngao thanh âm biến, một hồi gấp thúc. Đi, đi xem một chút. Diệp Thần hướng Tôn Di liếc mắt ra hiệu, hai người cấp tốc hướng hòn đảo Trung ương đi đến. Càng đến gần hòn đảo Trung ương, hai người liền càng nghe đến trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hòn đảo Trung ương là một mảnh liên miên dãy núi, hai người sau khi đến, liền thấy phía trên dãy núi bầu trời, có hai bóng người, chính kịch liệt chém giết lấy. Trong đó một đạo thân ảnh, chính là Chu Võ Hoàng, hắn dáng người thẳng tắp, sau lưng huyễn hóa ra cao ngàn trượng võ đạo pháp tướng, thiên thủ thiên tí, các chấp trường kiếm, khí thế hung mãnh cực điểm, bản thể thì nắm chặt thiên tội cổ kiếm, huy kiếm cuồng trảm, sau lưng pháp tướng đi theo thiên kiếm đều xuất hiện, hình thành một cỗ kiếm khí gió lốc, điên cuồng gào thét quét ngang, kiếm khí dư ba phá hủy một tòa ngọn núi, loạn thạch bay tứ tung, mây trắng xoắn nát, tràng diện hùng vĩ. Mà Chu Võ Hoàng đối mặt thân ảnh, lại so hắn ngàn trưởng pháp tướng, còn muốn khổng lồ nguy nga, chính là một đầu to lớn đến không thể tưởng tượng nổi thiên cẩu, thân thể như dung nham xây dựng mà thành, có từng đầu màu vàng kim vết nứt, theo trong cái khe thẩm thấu ra dung nham, một đôi kim màu đen cánh kéo ra, che khuất bầu trời, rộng rãi hùng vĩ. Đó chính là dung nham thiên cẩu. Chu Võ Hoàng kiếm khí cuồng hô, uy mãnh bá đạo, nhưng này dung nham thiên cẩu chẳng qua là sóng âm gào thét, phát ra gầm thét, liền đem kiếm khí của hắn chấn vỡ, che trời cánh vung lên, chỗ phiến ra cương phong, nhưng bây giờ Chu Võ Hoàng đối mặt, cũng là 10 điểm chật vật, phải vô cùng cẩn thận phòng thủ. Diệp Thần thấy thế, lấy làm kinh hãi, nói, này dung nham thiên cẩu cũng là lợi hại. Dung nham thiên cẩu thực lực, so với ảnh ma hung ngao còn lợi hại hơn một chút, nghiền nát bình thường cửu đỉnh cảnh võ giả, không thành vấn đề. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, hết thảy người dự thi, thực lực đều không có đi đến cửu đỉnh cảnh, đại bộ phận là thiên nguyên cảnh, mấy người là thần đạo cảnh. Đối mặt dung nham thiên cẩu loại cấp bậc này cường hãn hung thú, đơn đả độc đấu không thể nghi ngờ là muốn chết. Nếu như là bình thường thiên nguyên cảnh tồn tại, chỉ sợ liền dung nham thiên cẩu nhất kích cũng đỡ không nổi. Nhưng Chu Võ Hoàng cũng là lợi hại, lẻ loi một mình, ỷ vào thiên tội cổ kiếm phong mang, cùng dung nham thiên cẩu đối chiến, chẳng qua là thoáng rơi hạ phong, miễn cưỡng cũng có thể chu toàn. Đương nhiên, hắn muốn chiến thắng dung nham thiên cẩu, đó là không có khả năng, cho nên hắn vừa mới phát ra tín hiệu, triệu tập các phương võ giả tới. Diệp Thần cùng Tôn Di, là trước hết nhất đến. Luân hồi chi chủ, sao ngươi lại tới đây? Chu Võ Hoàng thoáng nhìn Diệp Thần thân ảnh, 10 điểm ngoài ý muốn, lập tức phân tâm. Hắn lần này phân tâm, dung nham thiên cẩu nhưng không có thừa cơ đánh giết. Bởi vì, dung nham thiên cẩu cũng có chút ngẩn người, nhìn thấy Tôn Di ôm tiểu hắc cẩu, trầm giọng quát, ảnh ma, ngươi làm sao đầu phục nhân loại. Tiểu hắc cẩu uông uông kêu hai tiếng, dung nham thiên cẩu nghe được ảnh ma hung ngao thanh âm kia là nói, thiên cẩu, lập tức có số lớn cao thủ giết tới, ngươi nhanh cùng chúng ta chạy. Dung nham thiên cẩu khinh thường cười một tiếng, nói chạy. Không cần, bất quá một đám gà đất chó sành thôi. Tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Dứt lời, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể run lên, trên thân bay vụt ra cuồn cuộn dung nham, hóa thành dung nham viêm bạo, hung hăng bạo sát hướng Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng con người co vào, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực nóng bỏng năng lượng gào thét tới, không dám đón đỡ. Vội vàng lui lại tránh né. Nhưng, vẫn là có mấy giày đặc nham thạch nóng chảy, rơi xuống hắn trên da, suy suy rung động, lập tức đem da của hắn, bỏng đến đỏ lên biến thành màu đen, đau đớn kịch liệt, cũng làm cho hắn ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Súc sinh này, Chu Võ Hoàng khẽ cắn môi, lại phi tốc lui về sau mở, không còn dám độc thân cùng dung nham thiên cẩu chống lại. Suy suy suy, lúc này, bốn phương tám hướng, có từng đạo lưu quang bay vụt tới, lại là chư nhiều các thiên tài võ giả, thu đến Chu Võ Hoàng tín hiệu, lần lượt chạy đến. Diệp Thần xem xét, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ, Đệ Nhị Thiên Nhai, Đại Từ Thụ Hoàng, Lạc Hạc Hiên, Tống Thiên Chú các loại, đứng đầu nhất một nhóm cường giả, đều chạy đến. Chạy tới mọi người, thấy Diệp Thần thân ảnh, hơi kinh ngạc, lại thấy dung nham thiên cẩu cái kia thân thể cao lớn, cảm thụ được thiên cẩu hung mãnh khí thế, mọi người lại là một hồi nghẹt thở. Chu Võ Hoàng, ngươi làm sao trêu chọc như thế một đầu đại hung? Cũng không sợ chết sao? Cực đạo Ma Tôn Ma Phi Thiên, tiến lên trước một bước, hơi có chút cười lạnh bộ dáng,
hướng Chu Võ Hoàng nói. Lúc này Ma Phi Thiên, khí thế so dĩ vãng mạnh hơn nhiều, hắn người mặc lấy một bộ trường bào màu đen, cái kia trường bào vô cùng dơ bẩn, che kín thi thủy, mủ dịch, con giận, nhuyễn trùng cùng không thể diễn tả ụ uế đổ vật, để cho người ta hoàn toàn không dám tới gần hắn. Tại Ma Phi Thiên bên người, xuất hiện một cái khu vực chân không, căn bản không ai dám cùng hắn đứng chung một chỗ. Trên người hắn áo choàng không chỉ là dơ bẩn, còn mang theo một cỗ mãnh liệt hung sát tà khí, hóa thành hắc ám sương mù, quanh quẩn không tiêu tan, hoặc là hóa thành từng khỏa màu đen đầu lâu, chầm chầm phù phù chập trùng không chừng. Này một thân áo bào đen, không phải bình thường áo bào đen, mà là ma đạo chí cao thần khí, thiên ma tinh hải biến thành chiến bào. Chấp trưởng thiên ma tinh hải, Ma Phi Thiên sức chiến đấu, so dĩ vãng không biết cường hãn bao nhiêu. Nghe được in Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng lạnh lùng nói, ngày này cậu trong cơ thể có không ít tinh không đạo thư mảnh vỡ, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Toàn trường võ giả nghe vậy, tầm mắt dồn dập tập trung tại dung nham thiên cầu trên thân, sau đó, bọn hắn liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tại dung nham thiên cầu trong cơ thể, có chừng trên trăm mảnh vụn. Bọn hắn săn giết thú dữ bình thường, thường thường chỉ có thể đạt được một hai khối mảnh vỡ, cường hãn điểm hung thú, trong cơ thể mảnh vỡ cũng là 3-5 khối, giống dung nham thiên cầu dạng này, trong cơ thể có chừng trên trăm mảnh vụn, đối toàn trường võ giả tới nói, đều có thể nói là bảo tàng. Bất quá, dung nham thiên cầu thực lực, so với bình thường hung thú, mạnh mẽ nhiều lắm, khí thế vô cùng hung hãn, là đỉnh cấp đại hung, người bình thường căn bản là không có cách đối kháng. Coi như là giống Chu Võ Hoàng, thiên nữ, Ma Phi Thiên loại cấp bậc này tồn tại, cũng không có khả năng độc thân chống lại. Ma Phi Thiên liếm môi một cái, trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng chi ý, nói Chu Võ Hoàng, ý của ngươi là. Chu Võ Hoàng nói, hợp lại vây giết đầu này thiên cầu, tuôn ra tới mảnh vỡ, mọi người bằng thực lực tranh thủ. Còn có ngày này cầu hài cốt năng lượng, người nào cần, cũng có thể xẻ thịt. Nghe được Chu Võ Hoàng, toàn trường đến võ giả, có chừng trên vạn người, vạn mắt người đều tỏa ánh sáng. Mặc dù 100 mảnh vụn, khẳng định là không đủ vạn người tranh đoạt, nhưng dung nham thiên cầu thực lực mạnh mẽ như thế, có thể cùng này loại mạnh mẽ tồn tại tác chiến, cũng có thể tăng lên võ đạo của mình trình độ, mà lại thiên cầu hài cốt, đối tầng dưới chót võ giả tới nói, cũng là cực kỳ bổ dưỡng đồ vật. Mặc dù không giành được tinh không đạo thư mảnh vỡ, nhưng có thể chia cắt thiên cầu hài cốt máu thịt, đối tầng dưới chót võ giả tới nói, cũng là cực lớn tạo hóa cơ duyên. Lập tức, toàn trường hơn vạn võ giả, tầm mắt liền nóng rực lên, đều hận không thể đem dung nham thiên cầu xẻ thịt phân thây. Cảm nhận được chúng võ giả ánh mắt tham lam, dung nham thiên cầu hừ một tiếng, khinh thường nói ra, một đám gà đất chó sành, bằng các ngươi cũng muốn xẻ thịt ta. Thiên cầu phệ hồn, chết đi cho ta. Dung nham thiên cầu ngẩng đầu hít sâu, miệng nở rộ hắc ám ma hi, cuồng bạo kinh khủng phệ hồn lực lượng bộc phát ra, một cỗ khói đen uy áp toàn trường. Tại cỗ khói đen này uy áp dưới, không ít võ giả phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hồn phách của bọn hắn, thế mà thoát thể bay ra, bay đến thiên cầu trong miệng đi, bị thiên cầu cắn nuốt hết. Trong chớp mắt, toàn trường tu vi yếu nhất mấy trăm võ giả, hồn phách của bọn hắn liền bị ăn sạch. Thiên cầu thôn phệ hồn phách về sau, khí thế trở nên càng cường đại hơn, kinh khủng ma khí theo nó thân thể nổ lên, che đậy bầu trời xanh thẳm hóa thành hoàn toàn u ám, mây đen thảm đạm. Động thủ. Chu Võ Hoàng huy kiếm trước tiên giết ra, thiên tội cổ kiếm mang theo cuồn cuộn thiên tai, muôn vàn kiếm khí hội tụ nhất kiếm, chém về phía dung nham thiên cầu. Đen kịt ngôi sao, vạn kiếm ma lưu. Ma Phi Thiên cũng ra tay rồi, chỉ gặp hắn thiên ma tinh hải chiến bào bên trên, nở rộ thao thiên ma quang, hóa thành muôn vàn nắm như hắc diệu thạch rèn đúc phi kiếm, đó là một thanh nắm vĩ đại tạo vật đen kịt ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, mưa kiếm như thác nước. Cũng là cuồn cuộn chém về phía thiên cầu. Ha ha, vừa luyện mấy chiêu quyền pháp, liền lấy này đại thiên cầu thử một chút chiêu đi. Hồng quân trận doanh đệ nhị thiên nhai, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể khẽ động, bắp thịt cả người nổ tung, no bạo quần áo, sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao võ tổ pháp tướng, hắn hai quả đấm đều xuất hiện, thế như oanh thiên, nổ tung hướng thiên cầu đầu. Đại từ thụ hoàng, Lạc Hạc Hiên, còn có một số thiên tài võ giả. Cũng là dồn dập ra tay. Ngay sau đó, ở đây hơn vạn võ giả, cũng là theo chân ra tay, vạn người hợp lại vây công thiên cầu, vô số thần thông thuật pháp hào quang, võ đạo hào quang,
pháp bảo binh khí hào quang, sáng chói rực rỡ che trời, vô cùng nóng rực. Phóng nhãn toàn trường, không có ra tay, chỉ có Diệp Thần, Tôn Di, Thiên Nữ ba người. Nhìn thấy Thiên Nữ không có ra tay, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, hỏi Thiên Nữ, ngươi làm sao không động thủ? Thiên Nữ nhàn nhạt ôm Thần Chu Thiên Kiếm, chỉ cười nói, ngươi không ra tay, ta cũng không ra tay, xem hình dạng của ngươi, giống như cũng không muốn giết cái kia Dung Nham Thiên Cẩu. Diệp Thần yên lặng, hắn cùng ảnh ma hung ngao hợp tác, lại là không tiện để lộ ra đi. Luân hồi chi chủ, hỏng bét, Thiên Cẩu giống như chịu không được a. Lúc này, ảnh ma hung ngao thanh âm, truyền vào Diệp Thần tâm bên trong. Chiến đấu đã khai hỏa, cơ hồ là ngay từ đầu, chiến đấu liền tiến vào quyết liệt, vạn người vây công Thiên Cẩu, tất cả mọi người liền bộc phát ra chính mình cường hãn thần thông, Dung Nham Thiên Cẩu tuy mạnh, nhưng lọt vào vạn người vây giết, rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. Đáng chết, một bầy kiến hôi, nghĩ dùng chiến thuật biển người vây chết ta. Thiên Cẩu chấn nộ, vô số công kích đánh vào trên người nó chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Đệ Nhị Thiên Nhai này ba cái chí cường giả, khoảng cách nó gần nhất, chỗ bộc phát ra công kích, càng làm cho nó khó mà chống đỡ. Kinh khủng nhất, là Ma Phi Thiên, cái kia thiên ma tinh hải sát khí, quấn quanh đến Dung Nham Thiên Cẩu trên thân, Thiên Cẩu chịu thương thế, đau đớn liền gấp trăm lần phóng to, mà lại giống như có cái gì ô uế ăn mòn, để nó thương thế vô pháp tự lành, cũng không cách nào khôi phục, chỉ có thể một mực đổ máu. Sinh tử huyền đỉnh, cho ta trấn áp. Thiên Cẩu gào thét một tiếng, trong cơ thể toát ra hai đạo cuồn cuộn thần mang, hóa thành hai tòa thần đỉnh, nhất sinh nhất tử, sinh tử pháp tắc tại phía trên chiếc thần đỉnh lưu truyền, mang theo đại khủng bố uy áp. Nhân tộc võ giả, khi tu luyện tới cửu đỉnh cảnh về sau, liền bắt đầu đúc đỉnh, một chút mạnh mẽ hung thú, cũng sẽ đúc đỉnh, nhưng hung thú thân thể trật tự, so ra kém nhân loại như vậy hoàn mỹ, đúc cửu đỉnh có chút khó khăn, cho nên bình thường là tập trung tinh lực, rèn đúc trọng yếu nhất sinh đỉnh cùng chết đỉnh. Tại cửu đỉnh bên trong, sinh đỉnh cùng chết đỉnh, là trọng yếu nhất tồn tại, hợp xưng vì sinh tử huyền đỉnh, là tính mệnh chỗ căn bản, mang theo sinh tử pháp tắc. Sinh tử huyền đỉnh vừa ra, liền là quyết đoán sinh tử, hoặc là kẻ địch chết, hoặc là chính mình chết, không có con đường thứ ba. Thiên Cẩu phóng xuất ra sinh tử huyền đỉnh, mạnh mẽ sinh tử pháp tắc chấn động, hai tòa thần đỉnh vù vù xoay tròn, hướng bốn phía quăng nện. Lập tức, kêu thảm liên miên tiếng vang lên, chỉ ít có bên trên ngàn võ giả, lập tức lọt vào sinh tử huyền đỉnh va chạm, hoặc là lọt vào sinh tử pháp tắc sóng khí bao phủ, thân thể bị xé nứt, hóa thành vụn vặt hài cốt cùng máu thịt, từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy Thiên Cẩu phóng xuất ra sinh tử huyền đỉnh, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Đệ Nhị Thiên Nhai ba người con ngươi co vào, biết Thiên Cẩu là muốn liều mạng. Bọn hắn mặt ngoài tu vi, cuối cùng chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, đối mặt cửu đỉnh cảnh cấp bậc sinh tử huyền đỉnh, lập tức lâm vào áp lực cực lớn cùng trong nguy cơ. Thiên ma pháp tướng, tử thần hóa thân, trấn áp sinh tử. Ma Phi Thiên cấp tốc lui lại một khoảng cách, trên thân chiến bào nở rộ ma hy. Sau lưng răng rắc vượt lên một đạo vạn trượng cao pháp tướng, đó là thiên ma tử thần, sau lưng gánh vác lấy một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần, khuôn mặt là khô lâu khuôn mặt, dữ tợn khủng bố. Tử thần pháp tướng hai tay, chân áp xuống, một tay một cái. Ma Phi Thiên thế mà mạnh mẽ, ấn ở Thiên Cẩu hai tòa thần đỉnh, chân áp sinh tử pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người rung động, liền Diệp Thần cũng chấn động. Không nghĩ tới Ma Phi Thiên lợi hại như vậy, tử thần pháp tướng vừa ra, liền đè lại Dung Nham Thiên Cẩu sinh tử huyền đỉnh. Ta tạm thời trấn áp xúc sinh này thần đỉnh, các người mau ra tay, đưa nó giết. Ma Phi Thiên đại uống, hắn áp chế Dung Nham Thiên Cẩu sinh tử huyền đỉnh, đã là cực hạn, không cách nào lại thoát ra động thủ. Chu Võ Hoàng cùng Đệ Nhị Thiên Nhai nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức nắm bắt cơ hội, mang theo toàn trường võ giả ngang tàng xung phong mà ra. Lần nữa công hướng Dung Nham Thiên Cẩu. Ô a a a. Dung Nham Thiên Cẩu sinh tử huyền đỉnh bị quản chế, thật giống như sinh tử mệnh mạch bị người dùng bàn tay lớn nắm lấy, toàn thân không sử ra được khí lực, đối mặt Chu Võ Hoàng đám người vây công, căn bản là không có cách phản kháng, lập tức bị bạo sát đến toàn thân máu thịt be bét, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Ảnh ma hung ngao thấy cảnh này, sợ đến toàn thân phát run, nói, luân hồi chi chủ. Nhanh ra tay cứu mạng a, Thiên Cẩu phải chết. Diệp Thần sầm mặt lại, nếu như Dung Nham Thiên Cẩu bị giết chết,
hắn là không được chia mảy may chỗ tốt, bởi vì khoảng cách dung nham thiên cầu gần nhất, liền là Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, đệ nhị thiên nhai đám người, chỉ cần thiên cầu vừa chết, tinh không đạo thư mảnh vỡ tuôn ra đến, chắc là phải bị bọn hắn cướp sạch, Diệp Thần liền một khối cũng đừng nghĩ cướp được. Bất quá, hiện tại Diệp Thần nghĩ xuất thủ cứu dung nham thiên cầu, đó cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Thiên cầu gặp vạn người vây công, Diệp Thần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng địch nổi toàn trường nhiều cao thủ như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Thần tâm bên trong lại có quyết đoán, quát to một tiếng. Thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa, lên. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể nở rộ từng sợi ánh xanh, một gốc to lớn thanh liên, chống trời mà lên, vung xuống rộng rãi hừng hực sinh mệnh hào quang, bất tử áo nghĩa nở rộ, từng sợi linh quang rơi vào dung nham thiên cầu trên thân. Một bên Tôn Di thấy thế, hiểu rõ Diệp Thần ý tứ, một tay ôm tiểu hắc cẩu, một cái tay khác bấm quyết, thôi động thảo thần đạo pháp, sinh mệnh cỏ cây lục quang tinh sáng chói, theo nàng đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, dung nhập Diệp Thần thanh liên bên trong. Diệp Thần thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, hiệu quả uy lực lập tức tăng lên rất nhiều. Từng sợi bất tử hào quang, rơi xuống dung nham thiên cầu trên thân về sau, dung nham thiên cầu thương thế, liền nhanh chóng khỏi hẳn khôi phục. Dung nham thiên cầu con ngươi lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ra tay thi cứu. Nó thương thế đại đại khôi phục, lập tức lực lượng nổ tung, gào thét một tiếng, đưa nó phụ cận đám võ giả, toàn bộ đánh văng ra. Ong ong, cái kia hai tòa sinh tử huyền đỉnh, cũng thoát khỏi Ma Phi Thiên khống chế, trở lại trong cơ thể nó. Thấy dung nham thiên cầu thương thế khôi phục, Ma Phi Thiên đại vì chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Quát, luân hồi chi chủ, ngươi lại giúp con xúc sinh này. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần không nói gì, thừa dịp mọi người hỗn loạn, soạt một tiếng, lôi kéo Tôn Di, đã nhảy tới dung nham thiên cầu trên thân. Nhanh lên! Diệp Thần hướng về dung nham thiên cầu quát, mặc dù dung nham thiên cầu thương thế khôi phục, nhưng nơi này quá nhiều người, nếu là lại chiến đấu tiếp, tình thế vẫn là vô cùng bất lợi. Dung nham thiên cầu tầm mắt chuyển động, thấy thế cũng không dám lưu lại. Lập tức phe phẩy cánh, chở Diệp Thần cùng Tôn Di, bay về phía một tòa khác không người hòn đảo. Muốn chạy, đuổi theo, nắm xúc sinh kia cùng luân hồi chi chủ đều giết. Ma Phi Thiên mục ánh sáng phát lạnh, trước tiên hướng về Diệp Thần đuổi theo. Chu Võ Hoàng cùng đệ nhị thiên nhai đám người, còn có toàn trường võ giả, cũng là cấp tốc truy giết tới. Dung nham thiên cầu chở Diệp Thần, trước bay đến bên cạnh một tòa hòn đảo không người bên trong. Nhìn thấy phía sau truy binh giết tới, thiên cầu tầm mắt chìm xuống, nói, này chút hỗn chướng âm hồn bất tán, đảo cũng khó đối phó. Huyễn tuyết sương mù, lên. Diệp Thần tế ra tuyết hiên thần đăng, phóng xuất ra từng sợi sương mù, cấp tốc bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Kinh cức phương tọa, cho ta phong tỏa. Hắn lại gọi ra kinh cức phương tọa, từng đầu kinh cức dây leo trải rộng ra, cấp tốc tại trên hòn đảo hình thành từng tầng một kinh cức phong tỏa, dùng ngăn cản truy binh bước chân. Những thủ đoạn này, chỉ có thể tạm thời kéo dài, nếu như Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng đám người, không để ý đại giới giết tiến đến, Diệp Thần cũng là không thể ngăn lại, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ chút thời gian. Sương mù cùng kinh cức phong tỏa bố trí xuống về sau, toàn bộ hòn đảo, đều bao phủ tại sương mù cùng kinh cức bên trong. Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng chờ truy binh đã tìm đến, thân thể phiêu phù ở hòn đảo bên ngoài, thấy cái kia rậm rạp sương mù. Còn có trong sương mù thỉnh thoảng nổi lên màu xanh sẫm kinh cức, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên âm trầm xuống. Luân hồi chi chủ ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi là chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể ngăn cản chúng ta. Chu Võ Hoàng nắm chặt thiên tội cổ kiếm, nhìn trước mắt sương mù cùng kinh cức, nghĩ trực tiếp phá giết đi vào, nhưng lại sợ chính mình thụ thương, vì người khác tác giả áo, liền rút kiếm bất động. Ma Phi Thiên nói, tiểu tử này nghe nói đạt được thuần thú thủy tổ đao phong nữ hoàng chân truyền, nói không chừng nghĩ muốn thuần phục cái kia dung nham thiên cầu, độc chiếm hết thảy mảnh vỡ, cũng không thể khiến cho hắn đạt được. Chu Võ Hoàng tầm mắt chìm xuống, nói cái kia, hợp lại giết đi vào. Ma Phi Thiên cười ha ha, nói, địch ở trong tối, ta tại sáng, ngốc như vậy hồ hồ xông đi vào, làm sao chết cũng không biết. Chu Võ Hoàng nghe được Ma Phi Thiên này mang theo mỉa mai lời nói, vẻ mặt hơi khó coi, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ma Phi Thiên nói, đối đãi ta triệu hoán thiên ma tinh hải, lũ lụt trùng kích tưới tràn, ta nhìn hắn ra không ra.
Dứt lời, Ma Phi Thiên đại tay vừa nắm, trên thân chiến bảo ma khí sôi trào, một luồng ma khí từ từ bay lên, ở giữa không trung hóa thành vòng xoáy, sau đó theo cái kia vòng xoáy bên trong, có màu đen ộ uế nước biển, ào 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 trút xuống xuống, trực hướng về phía dưới hòn đảo tưới tràn mà đi. Thấy thế, toàn trường võ lệnh giả nhìn về phía Ma Phi Thiên trong ánh mắt, nhiều hơn một vệt rung động cùng sùng bái. Ma Phi Thiên là cực đạo ma tôn, chấp trưởng thiên ma tinh hải, thần thông biến hóa thủ đoạn, lại vượt xa mọi người phía trên. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, không nói nữa, trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp. Tuy nói hắn dung hợp thiên tội cổ kiếm, nhưng dùng trước mắt hắn tu vi, còn chưa đủ để phát huy thiên tội cổ kiếm toàn bộ uy lực. Mà Ma Phi Thiên, đối thiên ma tinh hải trưởng khống, đã đến vô cùng thành thạo mức độ. Như vậy so sánh, tổng hợp thực lực, lại là Ma Phi Thiên càng hơn một bậc. Hòn đảo bên trong, sương mù kinh khắc phong tỏa, Diệp Thần cùng Tôn Di, coi là tạm thời an toàn, lại không nghĩ rằng có màu đen nước mưa, như thiên băng tầm tã, bạo rơi xuống, muốn đem toàn bộ hòn đảo ô nhiễm. Nguy rồi, là thiên ma tinh hải, Ma Phi Thiên muốn buộc chúng ta ra ngoài. Tôn Di thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi, cái kia thiên ma tinh hải nước mưa, bạo rơi xuống, nếu như không làm phòng ngự, nước mưa nhỏ xuống tại trên da, đủ để đem làn da ăn mòn. Nàng vội vàng vận chuyển linh khí, ngăn cản hắc vũ ăn mòn. Hắc vũ mưa như chút nước, trên đảo rất nhanh phồng nổi lên lũ lụt, tràn đầy qua Diệp Thần Tôn Di hai người đầu gối. Diệp Thần thấy thế, lập tức gọi ra thiên quang trục nhật hạp, rực rỡ sáng chói thuyền, phịch một tiếng trôi nổi tại hắc thủy bên trên, cái kia thần thánh phát sáng, làm cho thiên ma tinh hải ô uế cũng là không thể xâm nhiễm. Lên thuyền. Diệp Thần nói một tiếng, Tôn Di cuống quýt ôm tiểu hắc cẩu lên thuyền, dung nham thiên cẩu cũng hạ xuống bong thuyền. Chỉ thấy chỉnh chiếc thiên quang trục nhật hạm, thân thuyền quấn quanh lấy từng đầu màu đen xích sắt, đây là Diệp Thần chịu hạn chế. Sơn Thần bày ra nhân quả luật hạn chế, vô cùng hung mãnh lợi hại, Diệp Thần đủ loại thủ đoạn, đều hứng chịu tới to lớn hạn chế, chỉ cần thi triển đi ra, liền sẽ có màu đen xích sắt không cùng xiềng xích khí tượng xuất hiện. Ta nhận Sơn Thần nhân quả luật hạn chế, chính là có thể triệu hoán phương chu, tối đa cũng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Thần trầm giọng nói, thiên quang trục nhật hạm bày ra một tầng rực rỡ thánh quang vòng bảo hộ, ngăn cản được thiên ma tinh hải nước mưa cọ rửa cùng ăn mòn, nhưng như vậy vòng bảo hộ, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Thần tự nhiên còn có đường thủ đoạn, có thể đối kháng thiên ma tinh hải trùng kích, tỉ như thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại, nhưng thi triển những thủ đoạn nào, linh khí tiêu hao quá lớn, còn không bằng vọt thẳng giết ra ngoài, có lẽ còn có thể giết ra một đường máu, tại đây bên trong chỉ có thể chờ đợi chết. Luân hồi chi chủ, vì sao muốn cứu ta? Dung nham thiên cẩu đứng ở bong thuyền phía trên, cánh thu lại, nguy nga thân hình để nó thoạt nhìn như là một ngọn núi. Ta muốn trong cơ thể ngươi tinh không đạo thư mảnh vỡ. Diệp Thần trực tiếp làm, đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên cẩu cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi đây là muốn mạng của ta. Tôn Di trong lồng ngực tiểu hắc cẩu gâu một tiếng, nhảy xuống tới, lắc mình biến hóa, biến thành ảnh ma hung ngao bộ dáng, cả người lượn quanh khói đen, hướng dung nham thiên cẩu nói. Thiên cẩu, nếu như không là vừa vặn luân hồi chi chủ cứu ngươi, ngươi đã chết. Dung nham thiên cẩu nhếch miệng cười nói, hắn động cơ không tinh khiết, chẳng qua là mưu đồ trong cơ thể ta mảnh vỡ. Ảnh ma hung ngao nói, không phải đâu, ngươi còn muốn người khác vô duyên vô cớ cứu ngươi hay sao? Bên ngoài những người kia thực lực, ngươi cũng thấy đấy, khủng bố như vậy, cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên, lớn Chu gia tộc đã từng thiên đế Chu Võ Hoàng, còn có Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo đệ nhị thiên nhai, nguyên thiên đế mới thu đồ đệ nhậm thiên nữ, cái nào là đèn đã cạn dầu? Ngươi nếu là cùng bọn hắn đánh lên đến, chỉ có bị sâu xé xuống tràng. Chẳng thà cùng luân hồi chi chủ hợp tác, chúng ta chỉ cần nắm trong cơ thể mảnh vỡ cho hắn, hắn có thể bảo hộ chúng ta tính mệnh chu toàn. Dung nham thiên cẩu lạnh lùng nói, tinh không đạo thư mảnh vỡ, chính là chúng ta thực lực chỗ căn bản, nếu là chắp tay nhường cho người, chúng ta thực lực ít nhất phải rơi xuống năm thành, cái kia sống sót còn có ý gì? Ảnh ma hung ngao nói, sống sót trước lại nói. Dung nham thiên cẩu nói, cùng hắn giống con chó chó vẩy đuôi mừng chủ, chẳng thà. Ảnh ma hung ngao cắt ngang nó nói, chúng ta vốn chính là cẩu A. Dung nham thiên cẩu cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Tóm lại,
mong muốn trong cơ thể ta tinh không mảnh vỡ, trước hết giết ta lại nói. Dứt lời, dung nham thiên cầu đột nhiên nhếch nhếch miệng, lộ ra một vệt vô cùng hung hãn biểu lộ, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, có lẽ ta trước ăn ngươi, huyết nhục của ngươi, đủ để lớn mạnh ta thực lực. Chờ ta dung hợp ngươi luân hồi máu thịt, tất có thể nghiền sát bên ngoài địch chúng. Ảnh ma hung ngao kinh hãi, nói thiên cầu, ngươi muốn làm gì, luân hồi chi chủ vừa cứu được ngươi, ngươi lại muốn giết người. Dung nham thiên cầu hừ một tiếng, không nói lời gì, bỗng nhiên vung ra to lớn hung hãn móng vuốt, một chảo hướng Diệp Thần đập hạ xuống, kình phong hung mãnh. Thái thản tinh đấu quyền. Diệp Thần sớm có đoán trước, này dung nham thiên cầu, thoạt nhìn không hề giống ảnh ma hung ngao dễ nói chuyện như vậy, lúc này thấy đến nó lấy oán trả ơn ra tay, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, trở tay một quyền, thái thản tinh đấu quyền mãnh liệt lao ra, cánh tay xương cốt răng rắc rung động, lực lượng bùng nổ đến cực hạn, dung hợp xương chi thạch năng lượng, muốn cùng dung nham thiên cầu cứng đối cứng. Nhưng mà, Diệp Thần ra quyền thời điểm, nắm đấm cũng toát ra màu đen xích sắt không cùng xiềng xích khí tượng, sơn thần bố trí xuống nhân quả luật, hạn chế đúng là nghiêm trọng như vậy, liền hắn căn bản nhất võ đạo chiến kỹ, đều làm hạn chế. Thấy thế, Diệp Thần đồng tử lập tức co rụt lại, tại đây nhân quả luật hạn chế dưới, hắn nắm đấm 10 thành lực lượng, chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Làm Diệp Thần nắm đấm, cùng dung nham thiên cầu cự trảo đụng nhau. Thiên cầu cự trảo bên trên ẩn chứa khủng bố kinh lực cùng dung nham sóng nhiệt, điên cuồng chút xuống đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần nắm đấm ngăn không được, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở thiên quang trục nhật hạm trên lan can, đem lan can đều đụng gãy, thân thể lại phản bắn trở về, bộ dáng hơi có chút chật vật. Cũng may mắn Diệp Thần có được thiên hỏa mệnh tinh, không sợ dung nham cùng nhiệt độ cao, bằng không, dung nham thiên cầu cự trảo ẩn chứa nóng rực dung nham khí tức. Đủ để đem người đốt thành cho bụi. Luân hồi chi chủ, xem ra thực lực của ngươi bị hạn chế, ta cứ như vậy ăn hết ngươi, thật sự là có chút thắng mà không võ a. Dung nham thiên cầu nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn, bất quá, vậy cũng không có biện pháp, bên ngoài cường địch vây quanh, nếu không thôn phệ huyết nhục của ngươi, ta cần phải cùng ngươi cùng chết. Dung nham thiên cầu liếm môi một cái, nhanh chân hướng về Diệp Thần đi đến. Ảnh ma hung ngao chấn động. Nói, thiên cầu, ngươi không thể thương tổn luân hồi chi chủ. Nó bốn chân tại bong thuyền đạp mạnh, thân hình như bóng mờ ma mị, vội sông mà thành, hướng dung nham thiên cầu đánh tới. Cút ngay cho ta. Dung nham thiên cầu chẳng thèm ngó tới, thực lực của nó tại ảnh ma hung ngao phía trên, hiện tại hai cánh khẽ vỗ, một cỗ cương phong dâng trào mà ra, liền đem ảnh ma hung ngao thân thể, tầng tầng quét bay ra ngoài. Đáng giận xúc sinh. Ta cùng Diệp Thần liền không nên cứu ngươi. Một bên Tôn Di cắn răng, tràn ngập phẫn nộ, hai tay kết ấn, bốn phía kinh khắc phương tỏa năng lượng bị nàng điều động, từng đầu mang theo gai độc kinh khắc, như dây leo bạo sát mà lên, xoạt kéo vỡ không, quấn quanh hướng dung nham thiên cầu thân thể. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Dung nham thiên cầu chẳng thèm ngó tới, thân thể run lên một cái, theo làn da trong cái khe, phun ra nóng rực dung nham liệt tương. Bắn tại cái kia từng đầu kinh khắc dây leo bên trên, suy suy rung động, từng đầu kinh khắc bị đốt cháy khét khô héo đi. Thấy kinh khắc không đả thương được dung nham thiên cầu, Tôn Di cũng không hoảng hốt, hai tay tiếp tục kết ấn, từng sợi màu xanh cỏ cây hào quang, ở trên người nàng không ngừng hội tụ, cuối cùng tại trước người nàng, hóa thành một quyển sách ảo ảnh. Rừng rậm sách, mở. Tôn Di trước người thư tịch, lại có hiện thể là truyền thuyết rừng rậm sách. Trước hai đời thảo thần chút xuống vô tận tâm huyết vĩ đại kỳ quan. Đương nhiên, bây giờ Tôn Di, còn không có chân chính chế tạo ra rừng rậm sách. Trước người nàng rừng rậm sách, mông lung, chẳng qua là một đạo huyễn ảnh. Khái niệm ảo ảnh. Nhưng, này đạo khái niệm ảo ảnh, y nguyên có to lớn uy năng, là thảo thần quyền hành trọng yếu nhất chỗ. Ông, hừng hực thanh quang, theo Tôn Di rừng rậm sách khái niệm bên trong nở rộ mà ra, phô thiên cái địa. Dung nham thiên cầu chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tinh thần một cái hốt hoảng, tiếp theo sát, đã bị cuốn vào rừng rậm sách khái niệm huyễn tưởng thế giới bên trong. Xuất hiện tại trước mặt nó, không phải thiên quang trục nhật hạm cùng thiên ma tinh hải hắc vũ, mà là một mảng lớn rừng rậm. Vùng rừng rậm này, mỗi một cây cối đều là che trời cây lớn, cao có ngàn trượng, tại cái kia từng cây che trời cây lớn làm nổi bật dưới, dung nham thiên cầu thân thể, cũng có vẻ hơi mịt mù nhỏ lại.
không quan trọng ảo giác, tiểu nha đầu, người còn muốn vây khốn ta. Dung Nham Thiên Cẩu khinh thường cười cười, ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Tôn Di thân ảnh, nó sơ nhập ảo giác, nên cũng không dám khinh thường, trong cơ thể từng sợi thần quang phóng thích mà ra, hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ được thân thể. Oanh! Tiếp theo sát, Dung Nham Thiên Cẩu ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một người, huy trưởng từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ như thiên phạt, hung hăng hướng nó chân áp xuống. Chính là Diệp Thần. Tại Tôn Di mở ra rừng rậm sách đồng thời, Diệp Thần cũng ra tay rồi. Vùng rừng rậm này ảo giác, là Tôn Di xây dựng lĩnh vực thế giới, tại bên trong vùng thế giới này, Diệp Thần thực lực, rốt cuộc không cần chịu đến bất kỳ hạn chế. Không có hạn chế Diệp Thần, quả thực là hung mãnh, một trường theo thiên bạo sát, thanh thế dọa người, trên lòng bàn tay nở rộ kim quang, hiển hóa ra một cái uy chữ. Uy tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, đối mặt Dung Nham Thiên Cẩu, hắn trực tiếp vận dụng đao phong nữ hoàng bí kỹ, thuần thú bát tự quyết bên trong uy tự quyết. Uy tự quyết có thể dùng mạnh mẽ uy thế, trấn áp hung thú, Diệp Thần lần này không có hạn chế, thi triển đi ra, uy thế kinh người, trưởng thế tựa như một thanh cự chùy, cuồng nhiên đánh tới hướng Dung Nham Thiên Cẩu. Răng rắc, Dung Nham Thiên Cẩu toàn thân xương cốt, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nó đồng tử kịch liệt co vào, chỉ cảm thấy Diệp Thần một trưởng này, chỗ cuốn theo uy thế, như thiên địa phong lôi, muốn đem nó tinh thần nghiền ép, tiến tới để nó triệt để khuất phục, thành làm nô tài. Ta thề không vì nô, cũng sẽ không bị ngươi bực này tu vi người thuần phục. Dung Nham Thiên Cẩu chấn xí bay lên trời, tránh né Diệp Thần một trưởng. Ầm ầm, Diệp Thần một trưởng oanh sát đến đại địa bên trên, đánh cho mặt đất bạo liệt, bụi mù cuồn cuộn. Nhưng cũng không có gây tổn thương đến cho Dung Nham Thiên Cẩu. Dung Nham Thiên Cẩu thực lực, coi như giống ảnh ma hung ngao như thế, bị trước đó Nguyên Thiên Đế chúc phúc khí thức có hạn chế, nhưng bây giờ có thể phát huy ra thực lực, cũng đủ để dễ dàng xé nát bình thường cửu đỉnh cảnh tồn tại, giống loại cấp bậc này đại hung, Diệp Thần nghĩ muốn thuần phục, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Hô! Dung Nham Thiên Cẩu dương cánh chiếm cứ ở trên trời, đột nhiên một cái lao xuống hạ lạc. Thân thể cao lớn mang theo hung mãnh tình thế, trực trực hướng về Diệp Thần va chạm xuống tới. Nó biết Diệp Thần có thiên hỏa mệnh tinh, nó dung nham, hỏa diễm pháp tắc chờ rất nhiều thủ đoạn thần thông, đối Diệp Thần uy hiếp không lớn. Cho nên, nó trực tiếp dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất thân thể lực lượng, cường ngạnh hơn chấn sát Diệp Thần. Nghĩ cứng đối cứng, nhục thể của ta, cũng không so người yếu. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, trên ngón tay xương chi thạch chiếc nhẫn. Ông nở rộ bạch quang, hắn toàn thân xương cốt đi theo răng rắc nổ vang, chỉnh cá nhân lực lượng tăng lên dữ dội, oanh một thoáng, lại tế ra cửu thiên bàn long trụ, hai tay hư nắm to lớn cán, một thoáng quét ngang, phịch một tiếng, càng đem Dung Nham Thiên Cẩu quét bay. Răng rắc, Dung Nham Thiên Cẩu thân thể cao lớn, bị Diệp Thần quét bay, đụng gãy từng sợi cây cối, cuối cùng trùng điệp đập xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù. Nó bộ dáng có chút ngẩn người. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng của thân thể, mạnh mẽ như vậy, thế mà có thể một thoáng đưa nó đánh bay. Không tệ, không tệ, luân hồi chi chủ, xem ra tại đây mảnh huyễn cảnh bên trong, người không tiếp tục nhận sơn thần hạn chế. Vậy liền đánh xuống đi, ta nhìn người có thể chống đỡ tới khi nào. Dung Nham Thiên Cẩu lắc lư cánh đứng lên, nó biết Diệp Thần thủ đoạn cường hãn, nhưng cũng biết Diệp Thần tu vi, cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh 9 tầng trời, là một hạ vị thần. Nếu là bền bỉ tác chiến, Diệp Thần khẳng định sẽ trước nó một bước, hao hết linh khí. Kể từ đó, nó là có thể thắng được, tiến tới thôn vệ Diệp Thần máu thịt. Oanh! Dung Nham Thiên Cẩu thân thể bạo xông lại, thế như lôi đình, Diệp Thần sầm mặt lại, đành phải nghiêng người né tránh. Ngày này cẩu, nói đến cũng là không sai, luận khí tức kéo dài, thật sự là hắn vô pháp so sánh cùng nhau. Một khi thời gian kéo dài thêm, Diệp Thần thua không nghi ngờ, bên ngoài còn có ma phi thiên đám người nhìn chằm chằm. Uy, tiểu gia hỏa, người dạng này đánh không được. Đúng lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ mở miệng, người dùng ta dạy cho ngươi đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, trước trộm đi nó đấu trí, sau đó mới có thể thuần phục nó, bằng không, coi như đao phong nữ hoàng tới, cũng khó có thể để nó khuất phục, này tiểu hoàng cầu đều thành tinh. Dung Nham Thiên Cầu năm đó. Cũng chỉ là tinh đạo long nữ nuôi một con chó, chính là một đầu tiểu hoàng cẩu, bây giờ lột xác thành Dung Nham Thiên Cẩu,
kiệt ngạo bất tuần, nghĩ muốn thuần phục nó, trước hết ma diệt nó ý chí chiến đấu, còn cố ý khí. Nghe được tinh đạo long nữ, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cái kia đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, am hiểu nhất đánh cắp phương diện tinh thần đồ vật. Nếu như hắn có thể đem dòng dung nham thiên cầu đấu trí, trộm đi, cái kia dung nham thiên cầu liền sẽ mất đi chiến ý, tự nhiên là tùy ý hắn xẻ thịt. Nghĩ như vậy, Diệp Thần trong lòng có chủ ý, đột nhiên hướng dung nham thiên cầu mở miệng nói. Uy, ngươi còn nhớ rõ tinh đạo long nữ sao? Tinh đạo long nữ sửa chữa nói, là long vương á. Chỉ bất quá, dung nham thiên cầu cũng không nghe thấy thanh âm của nàng, cũng không biết nàng ngay tại Diệp Thần trong cơ thể luân hồi trong mộ địa, nó đang nghe Diệp Thần nói về sau, ngẩn ngơ, nói, tinh đạo long nữ. Ngươi làm sao? Diệp Thần cười nói, ta biết, ngươi năm đó bất quá là tinh đạo long nữ nuôi một đầu tiểu hoàng cẩu, hôm nay trở nên phách lối như vậy, ngươi chủ nhân biết không? Dung nham thiên cầu toàn thân run rẩy, lại là hoảng sợ, lại là chấn động nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, ngươi. Làm sao ngươi biết ta chủ nhân danh hiệu? Diệp Thần cười nói, ngươi chủ nhân có thể là bạn tốt của ta, ngươi quỳ xuống ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không giết ngươi. Dung nham thiên cầu chấn nộ, nói ta thà chết cũng không. Câu nói này chỉ nói nửa câu, nó liền nói không được nữa, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Không biết từ lúc nào, một đầu u ám dây thừng, mang theo hỗn độn khí cùng tinh quang, cuốn lấy nó trái chân trước, nó đầy bầu nhiệt huyết chiến ý, hết thảy đấu trí, giống như trong nháy mắt, liền bị người đánh cắp đi, đạo tâm trở nên mềm yếu vô lực, rốt cuộc đề không nổi mảy may phản kháng ý chí. A, là chủ nhân thuật pháp, đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đáng chết tiểu tử, người từ nơi nào học trộm. Dung nham thiên cầu nhìn xem chính mình trái chân trước quấn quanh hỗn độn thừng, liền biết mình trúng chiêu, trong lòng kích thích phẫn nộ huyết tính. Nhưng cỗ này phẫn nộ huyết tính, lại rất nhanh bị một cỗ lực lượng vô hình rút đi, nó đồng tử lửa giận hóa thành mờ mịt cùng si ngốc. Diệp Thần cười nói, ta và ngươi chủ nhân là bạn tốt, ngươi chỉ cần quỳ xuống đầu hàng. Ta cũng có thể cùng ngươi làm bằng hữu, sẽ không tổn thương ngươi. Vừa nói, Diệp Thần một bên nếm thử tới gần dung nham thiên cầu, tay cầm nhẹ nhàng đặt vào dung nham thiên cầu trên đầu. Chỉ thấy tại Diệp Thần trên bàn tay, hiện lên một cái bản chữ, đó là thuần thú bát tự quyết bản tự quyết, cũng có được tinh diệu thuần thú hiệu quả, có thể cùng hung thú thành lập hữu nghị, dựa vào loại thủ đoạn này thuần phục hung thú, thậm chí so đơn thuần uy áp có thể tin hơn. Dung nham thiên cầu đấu trí bị trộm đi, hoàn toàn không có kháng cự Diệp Thần. Làm Diệp Thần bản tự quyết hào quang, dung nhập trong cơ thể của nó về sau, nó toàn thân kịch liệt run lên, hai mắt khôi phục thanh minh, thân thể bởi vì xúc động mà lạnh cóng, một đôi chân trước bịch một thoáng, liền cho Diệp Thần quỳ xuống, nói. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi quả nhiên là ta chủ nhân hảo bằng hữu. Ta trách oan ngươi, sau này ta mặc cho ngươi phân công. Ngươi mong muốn trong cơ thể ta tinh không mảnh vỡ, ta lập tức cho ngươi. Nói xong nó lùi ra phía sau một bước, liền muốn đem trong cơ thể tinh không mảnh vỡ tế ra. Diệp Thần vội vàng ngừng lại nó nói, cũng là không cần gấp tại nhất thời, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Dung nham thiên cầu nói, đúng. Bên ngoài địch chúng vây quanh, nếu như nó tướng tinh không mảnh vỡ, lập tức hiến cho Diệp Thần, thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Diệp Thần còn muốn giữ lại nó, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Nhìn thấy dung nham thiên cầu đã thuận theo, Diệp Thần tâm bên trong vô cùng vui vẻ, hướng tinh đạo long nữ nói, tiền bối, ngươi năm đó nuôi hai đầu cẩu, ta trước hết thu, kỳ thật tốt nhất ngươi có thể hiện thân ra tới, dạng này dễ dàng hơn mau lẹ một chút. Tinh đạo long nữ nói, ta cũng không thể tùy tiện bại lộ, nếu bị phai màu người phát hiện làm sao bây giờ. Diệp Thần nói, phai màu người. Hắn mẫn duệ phát giác được một chút khác thường. Tinh đạo long nữ nhưng không có thâm nhập hơn nữa nói tiếp, mà là lộ ra một bộ húy mạc như thâm bộ dáng, nói, được rồi, trước không nói cái này, người nhanh nghĩ biện pháp lao ra đi, không phải một mực bị người vây quanh cũng không phải biện pháp. Đối cái kia phai màu người, tinh đạo long nữ tựa hồ không nghĩ tới nói thêm cùng. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, nhẹ gật đầu. Lúc này Tôn Di nhìn thấy Diệp Thần tuần phục dung nham thiên cẩu. Liền triệt bỏ rừng rậm huyễn cảnh, thở hổn hển ngồi liệt tại bong thuyền, bộ ngực chập trùng không chừng, đổ mồ hôi tràn trề. Vừa mới mở ra rừng rậm sách huyễn cảnh, trực tiếp nắm nàng linh khí rút sạch, may mắn Diệp Thần thuận lợi hàng phục dung nham thiên cầu. Một bên ảnh ma hung ngao,
nhìn thấy Dung Nham Thiên Cẩu đã thuận theo, thậm chí biểu lộ so với nó còn muốn trung thành được nhiều, không khỏi hắc hắc cười quái dị, nói Thiên Cẩu, ngươi không phải nói thể không vì nô sao? Tại sao lại cúi đầu quy thuận? Dung Nham Thiên Cẩu bình tĩnh nói, trước đây ta trách lầm Luân Hồi Chi Chủ, hắn nếu là Tinh Đạo Long Nữ đại nhân bằng hữu, đó cũng là chủ nhân của chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ảnh Ma Hung Ngao cười ha ha, nói cái kia rất tốt, tập hợp lực lượng của chúng ta, đoán chừng có thể cùng bên ngoài những người kia một quyết sống mái. Dung Nham Thiên Cẩu nói, chính diện đối quyết, không phải cử chỉ sáng suốt, chúng ta nắm kẻ địch dẫn tới huyễn tưởng thôn thiên trên đảo, nếu là có thể mượn dùng đến tiểu hồng ngư lực lượng, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Diệp Thần Tâm bên trong khẽ động, nói, huyễn tưởng thôn thiên đảo, tiểu hồng ngư. Ngươi nói là thôn thiên côn. Dung Nham Thiên Cẩu nói, đúng vậy. Diệp Thần Tâm nghĩ, cái kia thôn thiên côn, năm đó cũng là Tinh Đạo Long Nữ chăn nuôi sủng vật. Thôn thiên côn thực lực, thậm chí muốn so Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu càng cường đại. Nếu có thể thu phục thôn thiên côn, vậy cái này vòng thứ nhất tranh tài, Diệp Thần liền vững vàng thắng được. Bởi vì, theo Ảnh Ma Hung Ngao trước đây nói, thôn thiên côn trong cơ thể, có chừng 200 khối tinh không mảnh vỡ, cái kia lại thêm Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu mảnh vỡ, liền có chừng 400 khối. Tinh không đạo thư mảnh vỡ, tổng cộng mới 1.000 khối, nếu là Diệp Thần có thể cầm tới 400 khối, vòng thứ nhất đoán chừng là có thể vững vàng đoạt được đầu danh. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, ban thưởng 10 điểm phong phú, mỗi một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều có ban thưởng. Nếu có thể cầm hạ vòng thứ nhất thi đấu đầu danh, Diệp Thần chắc chắn có khả năng thu hoạch được phần thưởng phong phú. Sơn Thần lão quỷ kia nghĩ làm khó dễ ta, lại nghĩ không ra Ảnh Ma Hung Ngao, Thiên Cẩu, thôn thiên côn ba đầu đại hung, toàn bộ đều muốn bị ta thu phục. Ta có lẽ không cần tốn nhiều sức, là có thể cầm hạ vòng thứ nhất thi đấu quán quân. Diệp Thần Tâm bên trong tính toán, khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vệt nụ cười, hướng Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu nói, các người dẫn đường, mang ta đi kia cái gì huyễn tưởng thôn thiên đảo, ta muốn gặp mặt cái kia thôn thiên côn. Dung Nham Thiên Cẩu trần chờ một chút, nói tiểu hồng ngư tính khí nóng nảy cực kỳ, khả năng không có hai huynh đệ chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Diệp Thần nói, đi ra ngoài trước lại nói, ta cùng Tôn Di đều mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, các ngươi tới kéo thuyền. Diệp Thần đem quấn ở thiên quang trục nhật hạm bên trên xích sắt, phân biệt quấn đến Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu trên thân. Hai đầu cẩu sững sờ, chợt hiểu ý, liền nhảy vọt đến phía trước hư không, dùng xích sắt kéo thuyền, soạt kéo rung động, phát bước chạy như điên, oanh long long xông phá phong vân, hướng hòn đảo bên ngoài biểu vút đi. Lúc này Diệp Thần chỗ hòn đảo, còn bị Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Đệ Nhị Thiên Nhai đám người vây khốn lấy, còn thật nhiều võ giả, theo bốn phương tám hướng chạy đến tham gia náo nhiệt, nghĩ thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không nhặt được tiện nghi gì. Ma Phi Thiên đại nước tưới tràn, đang thúc giục thiên ma tinh hải năng lượng, hóa thành mưa như chút nước hắc vũ, chút xuống đến cái kia hòn đảo bên trong, muốn bức Diệp Thần ra tới. Diệp Thần rốt cục xông phá sương mù ra tới, nhưng thấy lao ra Diệp Thần, Ma Phi Thiên lại ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Diệp Thần, cùng Tôn Di an ổn ngồi tại thiên quang trục nhật hạm phía trên, thân hạm thần hy sáng chói, thánh quang hừng hực, hoàn toàn không sợ thiên ma tinh hải ô uế ăn mòn. Tại thuyền phía trước, hai đầu to lớn hung thú, đang gào thét bão táp xông về phía trước đạp, đó chính là Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu, chúng nó khổng lồ như núi thân thể, kéo lấy thiên quang trục nhật hạm, dùng lưu tinh truy nguyệt tốc độ, cấp tốc hướng trời cao bay chạy nhanh mà đi. Một màn này hình ảnh, 10 điểm hùng vĩ, Ảnh Ma Hung Ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu, đều là vùng trời này hòn đảo trong khu vực, đỉnh cấp đại hung, nhưng bây giờ chúng nó đều thuận theo Diệp Thần. Vì Diệp Thần kéo thuyền bão táp, tại trong hư không ném ra một đầu thật dài thánh quang đuôi lửa. Không muốn chết liền lăn mở. Dung Nham Thiên Cẩu phát rít lên một tiếng, khí thế trùng thiên, phía trước vây khốn lấy đám người nhóm, dồn dập hoảng sợ la lên tránh lui. Có người lui lại hơi chậm, tại chỗ liền bị sống sờ sờ đâm chết. Dung Nham Thiên Cẩu, Ảnh Ma Hung Ngao, còn có thiên quang trục nhật hạm, ba cái dung hợp lực lượng, quả thực là khủng bố. Bình thường võ giả chịu một thoáng liền là chết, muốn bị đụng đến thịt nát xương tan. Luân Hồi Chi Chủ, người lại đã thu phục được hai đầu đại hung. Ma Phi Thiên Đại vì chấn động, không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Thần thực lực bản thân liền cường hãn,
nếu là lại phối hợp thêm hai đầu đại hung, đơn đả độc đấu phía dưới, còn có ai là địch thủ của hắn? Ma Phi Thiên, gặp lại. Diệp Thần ngồi trên thuyền, khóe miệng mang theo ý cười, hướng về phía Ma Phi Thiên phất phất tay. Hai đầu đại hung cẩu kéo thuyền, phá vỡ đám người bao vây, thẳng hướng không trung chạy đi, cản chi người chết. Uy, Diệp Thần, chờ ta một chút. Lại nghe trong đám người thiên nữ, quát to một tiếng, phi thân lên, mong muốn lên thuyền cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Không được, lần sau đi. Diệp Thần khoát khoát tay, ôm Tôn Di thân eo, khéo léo từ chối thiên nữ. Bây giờ Tôn Di ở bên người, hắn tự nhiên không tiện cùng thiên nữ có quá nhiều tiếp xúc. Tiểu tử này, vận khí thật là tốt ha, lại đã thu phục được hai đầu đại hung thú, cũng không thể khiến cho hắn liền chạy như vậy. Chu Võ Hoàng tầm mắt phát lạnh, tế ra thiên tội cổ kiếm, ngự kiếm chém giết, phá vỡ hư không phong vân, biểu chém về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần lúc này khí thế cực thịnh, có bóng ma hung ngao cùng dung nham thiên cẩu hai đầu đại hung trợ lực, nếu như đơn đấu, hắn có khả năng nghiền ép toàn trường bất kỳ người nào, nhưng bây giờ toàn trường có mấy vạn võ giả, nếu như đùa lưu lại, mấy vạn người liên hợp, hắn đã có thể nguy hiểm. Cho nên, Diệp Thần cũng không có ham chiến ý tứ, hắn nghĩ chạy, không ai có thể ngăn được. Lúc này thấy đến Chu Võ Hoàng kiếm khí giết tới, hắn tế ra yêu tổ thần khí siêu thiên bảng hiệu, keng một tiếng, liền đem kiếm khí cản lại. Siêu thiên trên tấm bảng cũng có từng đầu màu đen xích sắt quấn quanh, Triều Thiên Sơn thần tận lực làm khó dễ Diệp Thần, đối Diệp Thần thực lực hạn chế càng nghiêm trọng, mặc kệ Diệp Thần thi triển thủ đoạn gì, lực lượng đều sẽ gặp phải hạn chế. Bất quá chỉ là đơn thuần ngăn cản Chu Võ Hoàng nhất kiếm, vẫn là có thể đỡ được. Ngăn lại Chu Võ Hoàng nhất kiếm về sau, hai đầu đại thiên cẩu đã vọt tới trên không trung đi, Chu Võ Hoàng phi thân truy kích, nhưng nhìn thấy mọi người đứng im bất động, không ai cùng hắn giết đi lên, hắn thân thể liền dừng tại giữ không trung, không tiếp tục truy. Dù sao đơn đả độc đấu, Diệp Thần bây giờ có hai đầu đại hung trợ lực, hắn độc thân đối mặt, cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Mọi người là bị Diệp Thần chấn động, hai đầu đại hung cẩu kéo thuyền, vẫn là kéo phương Chu. Hình tượng này quá hùng vĩ, rung động trái tim tất cả mọi người linh, cũng không ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần lại có bản lãnh lớn như vậy, đã thu phục được hai đầu đại hung. Ma Phi Thiên yên lặng bất động, cũng không có ra tay, bởi vì hắn biết, lúc này Diệp Thần chính là khí thế hừng hực thời điểm, hắn ra tay sẽ không có kết quả gì tốt, cho dù là chút xuống thiên ma tinh hải ô uế ma khí, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể ăn mòn Diệp Thần phương chu. Tinh không thần sơn trên quảng trường. Chư nhà các phái các cường giả, một mực tại lưu ý lấy chiến cuộc, làm nhìn đến so thi đấu mới tiến hành đến ngày thứ hai, Diệp Thần thế mà tuần phục hai đầu đại hung thú, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ổn đến 200 tinh không mảnh vỡ, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tuyệt đối có khả năng đứng hàng đầu, chúng cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân lý sẽ trận doanh bên này, Nguyên Thiên Đế sờ lên râu ria, cười cùng bên cạnh thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão nói. Luân hồi chi chủ quả thật là có lớn may mắn, xem ra vòng thứ nhất thi đấu đầu danh là hắn. Triều Thiên Sơn thần vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn đã tận lực làm khó dễ Diệp Thần, hạn chế Diệp Thần đủ loại thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần thế mà còn là thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Luân hồi đại khí vận, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu tử này nếu là không giết chết, sợ rằng sẽ trở thành tâm phúc của ta họa lớn, ta cả tòa thần sơn đều muốn bị hắn cắt đi. Triều Thiên Sơn thần nội tâm co rúm, yên lặng lấy ra một đạo đưa tin phù, không để lại dấu vết trong tay thiêu đốt. Lúc này, Diệp Thần tại hai đầu đại hung cẩu dẫn đầu dưới, đã vọt tới không trung, chỉ nghe dung nham thiên cẩu rít lên một tiếng, sóng âm truyền ra, hư không oanh long long chấn động, không gian thế mà giống pha lê, choảng một tiếng đập tan. Tại nát bấy không gian đằng sau, hiện ra một cái thế giới tưởng tượng, lơ lửng một tòa nguy nga thiên không đảo tự, phồn hoa như gấm. Thanh tùng thúy bách, thiên chân địa tú hỗn hợp có nhật tinh quầng trăng, lưu chuyển thành hà thải thần quang, đầy đất hiên hà tán màu, trên trời ngày chiếu lam ánh sáng, có tiên hạc phượng hoàng bay lượn, tựa như thế ngoại chi cảnh. Nguyên lai các người nói huyễn tưởng thôn thiên đảo, là giấu ở huyễn tưởng thế giới bên trong. Diệp Thần giật mình hiểu được, nói. Hắn nhìn trước mắt này mảnh thế ngoại chi cảnh thế giới, cảm nhận được đại cơ duyên đại tạo hóa khí tức, nhưng sau lưng lại ẩn chứa thao thiên mối nguy. Khiến cho lòng người triều minh mông đồng thời, cũng là một hồi dùng mình. Ảnh ma hung ngao toàn thân run run một thoáng, quan sát dung nham thiên cẩu nói, thiên cẩu, thật muốn đi vào sao?
Tiểu Hồng Ngư tính tình như thế táo bạo, quấy rầy nàng thanh tịnh, nàng không được làm thịt chúng ta. Mà lại, đầu kia huyết ma, cũng cư ngụ ở nơi này. Dung Nham Thiên Cẩu nói, đừng hoảng hốt, đi vào lại nói, chờ chúng ta tiến vào, ha ha, bên ngoài những người kia, khẳng định nhìn không được cùng theo vào. Chờ Tiểu Hồng Ngư đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, thế giới liền thanh tịnh. Nói xong, Dung Nham Thiên Cẩu cất bước hướng huyễn tưởng thôn thiên đảo chạy đi. Ảnh ma hung ngao bất đắc dĩ, cũng chỉ được kiên trì theo sau, hai cẩu kéo thuyền, nắm Diệp Thần cùng Tôn Di, cũng kéo tiến vào. Luân hồi chi chủ, ta trước mang ngươi trốn đi, không thể trực tiếp đi gặp Tiểu Hồng Ngư, nhìn một chút tình huống lại nói, bằng không nàng thật sẽ ăn hết chúng ta. Dung Nham Thiên Cẩu nói với Diệp Thần, đang nói đến Tiểu Hồng Ngư thời điểm, nó trong thanh âm tràn ngập e ngại kiêng kỵ chi ý. Diệp Thần tâm bên trong cực kỳ kỳ lạ, Dung Nham Thiên Cẩu thực lực, đã có khả năng có thể xưng cường hãn, liền nó đều như thế e ngại cái kia Tiểu Hồng Ngư, cái kia Tiểu Hồng Ngư thực lực, lại sẽ khủng bố đến mức nào. Vậy trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần ngưng thần nói ra. Dung Nham Thiên Cẩu ừ một tiếng, cùng ảnh ma hung ngao lôi kéo Diệp Thần trở ra, lập tức hướng nơi xa một tòa núi hoang hạ xuống tới. Phía dưới mấy vạn võ giả, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng đám người, thấy Diệp Thần tiến vào huyễn tưởng thôn thiên đảo, bọn hắn không có nghĩ tới đây còn ẩn giấu đi một cái thế giới tưởng tượng. Mà lại, cái kia huyễn tưởng thế giới truyền đến khí tức, vô cùng cuồn cuộn, có đại cơ duyên đại tạo hóa khí tức, mặc dù sau lưng có hung hiểm, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người tâm động. A, tốt mãnh liệt tạo hóa khí tức. Nghĩ không ra nơi này còn có cái huyễn tưởng thế giới. Tại cái kia huyễn tưởng trên đảo, nhất định ẩn giấu có vô số viễn cổ thời điểm lưu lại cơ duyên. Này luân hồi chi chủ, cũng không phải là muốn nắm chỗ có cơ duyên độc thôn a. Tiểu tử này thật lòng tham a, xông đi lên, không thể để cho hắn đạt được. Rất nhiều phân loạn thanh âm vang lên, ban đầu mọi người nhìn thấy Diệp Thần tuần phục hai đầu đại hung, cũng không dám khiêu chiến Diệp Thần phong mang, nhưng lúc này cảm nhận được huyễn tưởng thôn thiên đảo đại tạo hóa khí tức. Tất cả mọi người máu nóng sôi trào dâng lên, biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn thấy hắn độc chiếm chỗ có cơ duyên. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người, cấp tốc phóng lên tận trời, hướng về huyễn tưởng thôn thiên đảo bay đi. Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ chờ cao thủ hàng đầu tướng liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng cũng rất có ăn ý hướng cái kia thôn thiên đảo bay đi. Tại Chu Võ Hoàng bên người, một cái tuổi trẻ đệ tử hạ giọng, nói, Võ Hoàng ca, ta tựa hồ tại cái kia huyễn tưởng trên đảo, cảm ứng được huyết chi thạch khí tức. Chu Võ Hoàng nghe được huyết chi thạch tam chữ, lập tức toàn thân chấn động, nói, người nói cái gì, Hùng Bá Phong, huyết chi thạch. Là, cái kia viên huyết chi thạch. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nắm chặt lại quyền, chỉ thấy trên tay của hắn, mang theo một cái đúc bằng kim loại bao tay, giống như là dùng thanh đồng cùng hoàng kim hỗn hợp rèn đúc mà thành, lộ ra cổ lão sáng bóng, hắn ánh mắt sắc bén. Nói đúng, liền là chiến thần bao tay 6 viên bảo thạch một trong, ta sớm có dự cảm, lần này tới tham gia tinh không tranh bá thi đấu, chắc chắn sẽ có đại cơ duyên, nghĩ không ra thế mà có thể đụng tới huyết chi thạch. Chu Võ Hoàng tầm mắt sáng lên, nói, nếu ngươi có thể được đến huyết chi thạch. Cái kia đệ tử trẻ tuổi lại nắm chặt lại quyền, bao tay bằng kim loại dưới ánh mặt trời chớp động lên hào quang, hắn xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, cười nói, Võ Hoàng ca. Nếu là ta có thể cầm tới huyết chi thạch, ta khí huyết đủ để nghịch chuyển thuế biến, đến lúc đó, ta liên thủ với ngươi, nghĩ giết ai thì giết. Chu Võ Hoàng một hồi tâm động, gật đầu nói, rất tốt, ta sẽ giúp ngươi cầm tới viên bảo thạch kia, ha ha, chớ để cho luân hồi chi chủ nhanh chân đến trước. Nói xong, hắn tăng thêm tốc độ hướng huyễn tưởng thôn thiên đảo bay đi. Tinh không thần sơn người xem quảng trường bên trên, đạo tông trận doanh bên này. Đại chủ tể nhìn xem vô số điểm đen phóng lên tận trời, đều hướng về trên bầu trời cái kia như thế ngoại chi cảnh huyễn tưởng hòn đảo bay đi, ánh mắt hắn híp lại, cười nói, nghĩ không ra lúc này mới ngày thứ hai, thôn thiên đảo chính là hiện thế, lần này có trò hay để nhìn. Lúc này Diệp Thần đã tiến vào huyễn tưởng thôn thiên đảo, cũng là bắt được một cỗ đại cơ duyên khí tức, nhưng hắn thật sâu cảm nhận được, chỗ này nguy hiểm, hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện xuất động đến cướp đoạt cơ duyên. Bằng không chính mình làm sao chết cũng không biết. Hắn dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút thế cục như thế nào, làm tiếp quyết đoán. Ảnh ma hung ngao cùng Dung Nham Thiên Cẩu, lôi kéo thiên quang trục nhật hạm,
hướng nơi xa một tòa núi hoang hạ xuống đi. Lúc này, có đại lượng võ giả, lít nha lít nhít như thủy triều, như châu chấu, cũng xông vào huyễn tưởng thôn thiên đảo. Thôn thiên đảo dồi dào mênh mông linh khí, làm cho rất nhiều tầng dưới chót võ giả, trực tiếp liền mừng rỡ hoan hô lên, chỉ cho là tìm được tu luyện bảo địa. Càng nhiều võ giả, tại cảm nhận được nơi này cơ duyên tạo hóa khí tức về sau, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lớn lớn khí tức nguy hiểm, mang theo thao thiên đè nén, cấp tốc áp sát tới, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, đúng là trở nên tối tăm, mây đen dần dần tụ lại, có phong vũ lôi điện tại giữa tầng mây ấp ủ. Ong ong! Trên thân mọi người truyền ra vù vù tiếng đến từ tìm linh kính, làm mọi người xuất ra tìm linh kính về sau, liền vô cùng thấy rõ, tìm linh kính bên trên biểu hiện, có một đầu đại hung thú, đang đến gần. Đầu kia đại hung thú, trong cơ thể có chừng 200 khối tinh không mảnh vỡ. Mọi người ngạc nhiên, sau đó liền thấy hắc ảnh che trời, ánh nắng đều không thấy được, không cần tìm linh kính biểu hiện, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể thấy đầu hung thú kia thân ảnh. Đó là một đầu to lớn đến khó dùng hình dung cự côn, chỉ ít có 3.000 vạn dặm dài, khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, phát ra thanh âm ô ô, thân thể hiện ra màu nâu xanh, như bành trướng cự kình. Có hai đầu trong suốt thuần trắng râu dài, kéo dài trăm vạn dặm, trong suốt bên trong râu bạc trắng bên trong lại có điểm điểm tinh quang, mỗi một điểm tinh quang đều ẩn chứa một cái tinh không thế giới, khí tượng cuồn cuộn không thể tưởng tượng nổi. Đầu này cự côn, thật sự là to lớn đến đáng sợ, vừa xuất hiện, liền để đến toàn trường hết thảy võ giả, hít sâu một hơi. Trời ạ, tại sao có thể có khổng lồ như vậy sinh vật? Đây là cái gì quái vật? Thật lớn như thế, chỉ sợ một ngụm liền có thể nhập vào xuất gia nhật nguyệt tinh thần. Khó trách nó sinh hoạt tại huyễn tưởng thế giới bên trong, bình thường thế giới chân thật thiên đạo pháp tắc, căn bản không chứa được nó khổng lồ như vậy thân hình a. Này cự côn, sợ là so cái kia hai đầu đại hung cẩu, cộng lại còn kinh khủng hơn. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn a. Tất cả mọi người phát ra rung động tiếng hô, đầu này cự côn thực sự quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách. Cự côn vừa xuất hiện, toàn bộ huyễn tưởng thế giới, gió nổi mây phun, lôi điện gió táp mưa sa, cuồng phong bao phủ bát phương, hỗn hợp có cự côn thê lương bén nhọn ô ô tiếng kêu, vừa mới vẫn là thế ngoại thánh cảnh thế giới, lập tức phảng phất biến thành hắc ám tận thế, có đại khủng bố khí tượng lan tràn. Một đám côn trùng, lại dám đánh nhiễu bản tọa thanh tịnh. Cự côn phát ra thê lương tang thương. Lại to rõ thanh âm rung trời, chấn động toàn trường tâm thần của mọi người đều lộ ra hoảng sợ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy cự côn thân thể, thừa phong gào thét lao đến, ở đây mấy vạn võ giả, phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, dồn dập chạy như điên đào mệnh. Nhưng, cự côn thực sự quá lớn, mà lại tựa hồ tự mang lấy nó hóa tự tại đại thần thông, mặc kệ người như thế nào tránh né, này cự côn liền là tràn ngập tại mỗi trong khắp ngõ ngách, khắp nơi đều là thân ảnh của nó. Hắn hóa tự tại, thiên địa bát hoang đều là nó, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trận trận phát ra tiếng gào thảm thiết, chỉ ít có mấy ngàn võ giả, tại đây đầu cự côn thân thể va chạm dưới, lập tức hóa thành thịt nát, lại có mấy ngàn võ giả, bị cự côn há miệng sống sờ sờ nuốt mất. Một màn này quá kinh khủng, có tư cách tới tham gia tinh không tranh bá thi đấu võ giả, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, đều có thể nói là một phương cường giả, có xây dựng vũ trụ, tự lập đạo thống tư cách. Là chân chính thần linh, mà lại không phải cấp thấp hạ vị thần, mà là có thể hấp thu thiên đạo bản nguyên linh khí trung vị thần. Nhưng chính là này loại mạnh mẽ tồn tại đây cự côn trước mặt, lại như là một đám con tôm nhỏ, bị một thoáng nuốt vào mấy ngàn người. Này cự côn mạnh mẽ, có thể nghĩ, đây là nguyên thiên đế trước mấy ngày xuất quan, tận lực động dùng sức mạnh, hạn chế rất nhiều đại hung thực lực tình huống dưới. Nếu như đầu này cự côn, không có bất kỳ cái gì hạn chế lời. Sợ là muốn ăn một miếng đi một cái thiên đế. Cường đại như vậy tồn tại, chỉ là nhìn thẳng liếc mắt, cũng làm người ta thấy khủng bố, run lẩy bẩy. Diệp thần phi thuyền, ngay tại nơi xa núi hoang, chậm rãi hạ xuống lấy, hắn xa xa thấy cái kia cự côn thân ảnh, thấy nhiều như vậy mạnh mẽ võ giả, bị cự côn một ngụm nuốt vào, hắn cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu, lẩm bẩm nói. Cái này là thôn thiên côn sao? Này khí tức cũng quá kinh khủng. Căn bản không có khả năng thuần phục a. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Thần liền xác định, đầu này thôn thiên côn, không phải mình có thể thuần phục,
người sau khí tức quá cường đại, so với ảnh ma hung ngao cùng dung nham thiên cầu, cộng lại đều cường đại hơn. Dung Diệp Thần thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng thuần phục loại cấp bậc này đại hung, chỉ sợ tới gần một thoáng, liền bị đối phương ăn hết. Luân hồi chi chủ, Tiểu Hồng Ngư là không thể nào thuần phục, nàng chỉ nhận hai người chủ nhân, một cái là chủ cũ tinh đạo Long Nữ Đại Nhân, một cái khác là sau này Đúc Tinh Long Thần Đại Nhân. Năm đó chúng ta tùy tùng Đúc Tinh Long Thần Đại Nhân, chinh chiến sơn thần giới, bất quá đáng tiếc không có chiếm được chỗ tốt gì. Từ trận chiến kia thất bại về sau, Tiểu Hồng Ngư tính tình liền trở nên đặc biệt táo bạo, chúng ta vẫn là không muốn tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Liền để nàng ra tay, nắm những người dự thi kia toàn bộ nuốt. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách, Tiểu Hồng Ngư liền là cái kia hổ. Dung Nham Thiên Cẩu nói ra. Diệp Thần ừ một tiếng, tại trong núi hoang quan sát lấy phía ngoài chiến đấu, chỉ thấy Thôn Thiên Côn thân thể cao lớn, quấy phong vân, nhưng rất nhiều võ giả quân lính tan rã, không ít người chật vật hướng chạy ra ngoài. Tại thời khắc nguy cấp này, chỉ thấy Ma Phi Thiên Đại bước ra, uy nghiêm lạnh lùng như quân vương, trên thân ma khí dâng lên, hiển hóa ra vạn trượng cao ma tôn pháp tướng, phù văn xen lẫn, bá đạo phi phàm, từ trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Bằng vào ta vì trận, chiến ý hội tụ. Thất tinh sát sát trận, mở. Ma Phi Thiên thanh âm, dường như sấm sét tại trong thiên địa quanh quẩn, rất nhiều võ giả, đều bị thanh âm của hắn rung động. Chỉ thấy tại Ma Phi Thiên trên thân, nở rộ ma quang, dùng hắn vì người đứng đầu, triển khai một cái che trời thật lớn tinh không trận pháp. Cái này tinh không trận pháp, vạn tinh giao hội, đen kịt thâm thúy, lộ ra vô tận thần bí huyền bí. Tinh không nội tình mang theo kinh khủng hắc ám sa đọa khí tức, tựa như có thể đem người kéo vào vực sâu không đáy bên trong. Đây là tinh không sụp đổ khí tức. Trận pháp này, dùng tinh không bị ngạn rơi xuống làm màu nền, có tinh không đại khí to lớn, cũng có hắc ám tịch diệt sa đọa, vô cùng lợi hại. Ma Phi Thiên đứng sừng sững ở người đứng đầu trận vị, lại có một cỗ tay sắn họa trời đại khí phách, trấn áp hắc ám sa đọa, thống ngự tinh không đại thế, bá khí vô biên. Như chí cao tôn chủ đế hoàng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền đối với hắn tạo ra vô tận sùng bái cùng kính ngưỡng. Vừa mới còn quân lính tan rã mấy vạn đám võ giả, giờ phút này như là được cái gì tác động cùng chúc phúc, bọn hắn cấp tốc bay đến Ma Phi Thiên thất tinh sát sát trận bên trong, mỗi người chiếm lấy một cái tinh vị, toàn bộ trận pháp lập tức ông ông tác hưởng, mấy vạn võ giả đấu trí, chiến ý, khí tức, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ thông thiên cột sáng, xông phá thương khung. Thiên nữ, Chu Võ Hoàng, đệ nhị thiên nhai đám người, tướng liếc mắt một cái, cũng cấp tốc quyết đoán, bước vào trong trận pháp, mỗi người chiếm lấy một cái chủ tinh vị vị trí. Bọn hắn biết, Thôn Thiên Côn cực kỳ cường đại, chỉ có liên hợp mọi người lực lượng, mới có thể đối kháng hạ gục. Diệp Thần xa xa thấy cảnh này, cũng âm thầm bội phục Ma Phi Thiên quyết đoán cùng năng lực, thế mà nhanh như vậy liền ổn định trung tâm, hơn nữa còn chuẩn bị kết trận phản kích. Chỉ thấy Ma Phi Thiên bày ra thất tinh sát sát trận, hạo đại che trời, đầy sao tô điểm, trong đó có 7 cái trận nhãn, cùng bắt đầu thất tinh phù hợp với nhau, Ma Phi Thiên liền đứng sừng sững ở tinh trận người đứng đầu phía trên. Còn lại 6 cái trận nhãn, chúng võ giả bên trong cường hãn nhất 6 người, mỗi người chiếm lấy một cái, Diệp Thần nhận ra có Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Lạc Hạc Hiên, Đệ Nhị Thiên Nhai, Đại Từ Thụ Hoàng, còn có một cái yêu dị thiếu nữ, hắn không nhận ra. Chỉ thấy cái kia yêu dị thiếu nữ, tựa hồ là một đầu hoa yêu, cũng không phải nhân tộc, toàn thân tản mát ra mị hoặc yêu đạo tà khí, trên thân không mặc quần áo, chỉ dùng từng mảnh đồ mi cánh hoa, bện thành áo ngực cùng váy ngắn, che lại trên thân bộ vị yếu hại, mặt khác đại bộ phận địa phương, trắng sáng như tuyết da thịt, mảnh lớn mảnh nhỏ trần lộ ra, để cho người ta thấy hoa mắt. Diệp Thần trước kia chưa thấy qua cái này hoa yêu thiếu nữ, lúc này ngưng thần xem xét. Trái tim liền mãnh liệt nhảy động đậy, trong nháy mắt bắt được thiên cơ, cái này hoa yêu thiếu nữ, lại là chân lý sẽ chân truyền đệ tử, càng là Triều Thiên Sơn thần tọa dưới đồ đệ một trong. Trên người nàng đồ mi cánh hoa bện thành áo ngực váy ngắn, cái kia từng mảnh đồ mi hoa, cùng Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly chỗ đồ mi biển hoa, khí tức là hoàn toàn tương tự, nghĩ đến nàng chính là từ cái kia đồ mi trong biển hoa đản sinh ra hoa yêu. Ma Phi Thiên, Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Lạc Hạc Hiên, Đại Từ Thụ Hoàng, Đệ Nhị Thiên Nhai, Đồ Mỹ Hoa Yêu, này 7 cái cường đại nhất thiên tài, chiếm cứ lấy thất tinh sát sát trận thất tinh trận mắt, còn lại võ giả phân tán tại vạn tinh trận vị bên trong,
mấy vạn nhân khí cơ hội tụ một thể, trận pháp cột sáng trùng thiên, một màn này cực kỳ hùng vĩ. Ma kiếp tẩy trần đại kiếm khí, cho ta chảm diệt. Ma phi thiên nhất tiếng quát to, trong tay nắm chặt đen kịt ngôi sao trường kiếm, hội tụ toàn bộ thất tinh sát sát trận khí tức, vung chảm ra một đạo kinh thiên kiếm khí, cuồng nhiên hướng về thôn thiên côn chém đi. Này một đạo kiếm khí, như ngân hà cuồn cuộn to lớn, nổ một phát chảm ra ngoài, lập tức phong vân thất sắc, lôi điện giao minh, muốn làm thiên băng địa liệt, chảm diệt hết thảy. Thôn thiên côn thấy thế, trong ánh mắt lập tức lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không có vừa mới khinh miệt, nó vô cùng chấn động, nói. Cực đạo ma tôn, lại có thể là ngươi. Ngươi nhân vật bậc nào, ngươi lúc nào thì buông xuống đến không không thời không. Thôn thiên côn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma phi thiên, nhận ra thân phận của ma phi thiên, chính là trong truyền thuyết cực đạo ma tôn, chấp trưởng hắc ám cùng tử vong vĩ đại tồn tại, chí cao ma đạo người đứng đầu. Nó trăm triệu không nghĩ tới, ma phi thiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lấy tay sắn họa trời đại khí phách, tụ lại tán loạn đám võ giả, kết thành đại trận, liên hợp lại, muốn cho nó một kích chí mạng. Mắt thấy cái kia ma kiếp tẩy trần đại kiếm khí, phá không chém giết mà tới, thôn thiên côn cũng là vô cùng e dè, thân thể cao lớn phun trào, cuốn lên phong vân, trong miệng ô ô rung động, sau đó phun ra một cỗ màu nâu xanh ma diễm, cuồn cuộn như thác trời bạo rơi. Oanh! Ma diễm thiên bộc cùng ma kiếp tẩy trần đại kiếm khí đụng va vào nhau, lập tức nổ lên làn sóng kinh thiên, không gian bị chấn nát, pháp tắc ma diệt, mạnh mẽ nổ tung sóng khí xé nát vạn dặm đám mây, hạ phương sơn hà chấn động, không biết nhiều ít sơn nhạc dòng sông sụp đổ phá toái. Ma phi thiên bị đẩy lui một khoảng cách, nhưng cũng không có thụ thương. Mà thôn thiên côn, lại gặp đến ma đạo kiếm khí chảm kích, tại cái kia thân thể cao lớn phía trên, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, thụ thương có chút nghiêm trọng. Lần này giao phong, lại là ma phi thiên bên này thắng. Toàn trường võ giả reo hò, nhìn về phía ma phi thiên trong ánh mắt, mang theo thật sâu sùng bái. Thiên nữ, Chu Võ Hoàng chờ đứng đầu nhất thiên tài, cũng là im lặng, trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, ma phi thiên thực lực mạnh mẽ như thế, bọn hắn mong muốn tranh đoạt quán quân, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Này cự côn thụ thương, hợp lại đánh giết nó. Ma phi thiên liếm môi một cái, lộ ra một vệt hung hãn biểu lộ, quát to một tiếng, trước tiên rút kiếm chém bay mà ra, trực hướng về thôn thiên côn chém đi. Thiên nữ, Chu Võ Hoàng chờ đỉnh cấp thiên tài. Còn có mấy vạn đám võ giả, cũng là ngang tàng ra tay, kêu gào hướng thôn thiên côn vây giết mà đi, muốn hợp lại đem thôn thiên côn đánh giết. Thôn thiên côn tầm mắt chấn động, hừ một tiếng, nói, ma phi thiên, bản tọa tán thành thực lực của ngươi, nhưng ngươi nghĩ đánh giết bản tọa, còn chưa đủ tư cách. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chỉ thấy thôn thiên côn lắc mình biến hóa, thế mà hóa thành một đầu cửu thiên kim bằng. Cánh chim như đám mây che trời, thân thể khổng lồ, nở rộ nóng rực kim quang, đồng tử phảng phất thành liệt nhật, phù văn xen lẫn. Nhìn thấy thôn thiên côn hóa bằng, ma phi thiên đại là giật mình, không nghĩ tới này cự côn thế mà còn có thể biến hóa hình thái. Chỉ thấy cái kia cửu thiên kim bằng, uy mãnh thần tuấn, bằng chảo như câu đao sắc bén, từng mảnh lông vũ lạc ấn lấy tinh hà hoa văn, rực rỡ hùng vĩ, phong vân bao phủ, rung động tâm thần của người ta. Toàn trường chúng võ giả, thấy thôn thiên côn hóa thành cửu thiên kim bằng, đều là quá sợ hãi, không ít người phát ra rung động tiếng hô, vô cùng đờ đẫn cứng đờ tại chỗ. Ma phi thiên, bản tọa muốn ngươi chết. Cửu thiên kim bằng vỗ hai cánh, cuốn lên gió lốc, oanh long long rảo toái thương khung, nó thân thể bạo xông tới, sắc bén móng vuốt mang theo kim quang, cầm lấy ma phi thiên đầu. Chư quân, giúp ta một chút sức lực. Ma phi thiên đại uống một tiếng. Trong trận pháp thiên nữ, Chu Võ Hoàng, đệ nhị thiên nhai đám người, vội vàng phóng xuất ra tự thân linh khí, chuyển vận đến ma phi thiên trên thân. Toàn trường hết thảy võ giả, cũng là đem linh khí quán chú đến ma phi thiên trên thân, liều mạng trợ lực. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, ma phi thiên là thất tinh sát sát trận người đứng đầu, nếu là hắn chết, đại trận tán loạn, vậy còn dư lại mọi người, chỉ có bị cửu thiên kim bằng xé nát xuống tràng. Thiên ma hóa huyết trưởng. Ma phi thiên hội tụ chúng nhân chi lực, một trưởng đánh tung mà ra, bá đạo kinh thiên, thiên ma sát khí cuồn cuộn, trưởng thế hung mãnh như vũ trụ sụp đổ. Phịch một tiếng, ma phi thiên hung hăng một trưởng, ấn tại cửu thiên kim bằng trên thân.
Một trường này hội tụ toàn trường võ giả lực lượng, 10 điểm hung mãnh, nơi xa quan chiến Diệp Thần, liền thấy cửu thiên kim bằng trên thân, xuất hiện một cái thật sâu màu đen trường ấn, thậm chí lõm lún xuống dưới, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ly! Cửu thiên kim bằng phát ra một tiếng thê lương thét lên, bị thương rất nặng, nhưng nó cũng bay bổ nhào vào ma phi thiên trước mặt, sắc bén móng vuốt mang theo cương khí kình phong giết ra, xùy một tiếng, ngay tại ma phi thiên trên thân vẽ ra năm đạo dữ tợn vết máu. Ngô! Ma phi thiên kêu lên một tiếng đau đớn, đau nhức toàn tâm, gương mặt vặn vẹo, thân thể bị quét bay ra ngoài, cũng là bị trọng thương. Không tốt, xuất! Hắn một thụ trọng thương, thiên nữ, Chu Võ Hoàng đám người hô to hỏng bét. Ma phi thiên sau khi bị thương, toàn bộ thất tinh sát sát trận, quần long vô thủ, cấp tốc sụp đổ. Cửu thiên kim bằng nhân cơ hội này, ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to, hai cánh cuốn lên phong vân, đánh giết vào trong đám người, cánh chim như đao loạn chảm, móng vuốt như kiếm giết lung tung, không biết giết nhiều ít võ giả, đầy trời tan nát thân thể bay tứ tung, máu tươi phun tung tóe. Hạch tâm nhất thất tinh trong mắt trận, ma phi thiên đã trọng thương, thiên nữ, Chu Võ Hoàng đám người thấy cửu thiên kim bằng thế lớn, hoàn toàn không dám đối kháng, dồn dập lui lại tránh tránh mũi nhọn, nhưng có một người vô ý lọt vào cửu thiên kim bằng oanh kích, đó là Đại Từ Thụ Hoàng. Đại Từ Thụ Hoàng bị cửu thiên kim bằng hung hăng một chảo, từ trên không trung đập hạ xuống, rơi vào phía dưới đại địa, chết sống không biết. Cửu thiên kim bằng giết lung tung một hồi, thương thế trên người phát tác, rên rỉ một tiếng. Vừa mới ma phi thiên nhất chiêu thiên ma hóa huyết trưởng, hội tụ quần hùng lực lượng, 10 điểm hung mãnh bá đạo, chính là nó cũng không chịu nổi, giờ phút này thương thế phát tác dâng lên, cái kia trưởng ấn khói đen tỏa ra, nó lông vũ da thịt đã bị ăn mòn đến nát bét. Xoạt, cửu thiên kim bằng vô pháp tái chiến tiếp, thân thể thoáng qua, lại khôi phục thôn thiên côn bộ dáng, trốn vào phong vân bên trong, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Súc sinh kia thụ thương, đừng để nó chạy. Nó chúng ta thiên ma hóa huyết trưởng, sống không được bao lâu. Ma phi thiên phi thân lên, tầm mắt như điện, quát to. Hắn vừa mới bị cửu thiên kim bằng kích thương, trên thân máu tươi còn đang chảy, nhưng hắn chấp trưởng thiên ma tinh hải, chỉ cần bất tử, thương thế là có thể cấp tốc khôi phục. Như thế thương thế nghiêm trọng, chẳng qua là chói mắt ở giữa, hắn liền khôi phục được không sai biệt lắm, thanh âm to mang theo nóng bỏng đấu trí, phảng phất có thể dẫn đốt người huyết dịch. Toàn trường không ít võ giả, nghe được ma phi thiên thanh âm về sau, đều là một hồi phấn chấn, kinh khủng ngừng lại đi, dồn dập hướng thôn thiên côn truy sát mà đi. Bất quá, này mảnh huyễn tưởng thôn thiên đảo cương thổ hạo đại vô biên, thôn thiên côn ẩn vào trong mây về sau, liền không biết đi nơi nào, mọi người phân tán truy kích. Ma phi thiên, thiên nữ, Chu Võ Hoàng đám người, cũng là phân tán truy sát mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng thôn thiên côn mạnh mẽ, nhất định phải thừa dịp nó thụ thương, đưa nó đánh giết. Bằng không, chờ thôn thiên côn khôi phục lại, bọn hắn lại nghĩ đánh giết, cái kia liền không khả năng, thậm chí muốn bị giết ngược lại. Diệp Thần, Tôn Di, Ảnh Ma Hung Ngao, Dung Nham Thiên Cẩu đám người, xa xa thấy cảnh này, đều là kinh hãi. Ảnh Ma Hung Ngao nói, ôi, hỏng bét, nghĩ không ra cái này ma phi thiên, lợi hại như thế, thế mà nắm Tiểu Hồng Ngư đánh thành trọng thương. Dung Nham Thiên Cẩu trầm giọng nói, Tiểu Hồng Ngư thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng, thậm chí khả năng uy hiếp được sinh mệnh, chúng ta nhanh đi cứu viện. Nếu như chẳng qua là một cái ma phi thiên, không có khả năng trọng thương thôn thiên côn, nhưng ma phi thiên kết trận tập hợp quần hùng lực lượng, mấy vạn người hội tụ kinh thiên nhất kích, đó là ngay cả thôn thiên côn đều ngăn cản không nổi. Diệp Thần hồi nhớ tới vừa mới trận chiến kia, Đại Từ Thụ Hoàng bị đánh rơi, không rõ sống chết, trong lòng của hắn 10 điểm lo lắng, liền hướng Tôn Di đạo. Tôn Di, người cùng Tiểu Hắc Cẩu đi cứu Đại Từ Thụ Hoàng, ta cùng Thiên Cẩu đi xem một chút thôn thiên côn tình huống. Tôn Di ngẩn ngơ, nói chúng ta muốn tách ra sao? Diệp Thần gật đầu nói, ừm, chia binh hai đường, người cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, kêu gọi tên của ta. Tôn Di trong lòng lo sợ bất an, nhưng cũng biết Đại Từ Thụ Hoàng thân phận đặc thù, liền nói tốt, vậy liền chia binh hai đường. Thương nghị cố định, Diệp Thần cưỡi Dung Nham Thiên Cẩu, Tôn Di cưỡi Ảnh Ma Hung Ngao, hai người chia ra hành động. Tôn Di đi cứu viện Đại Từ Thụ Hoàng, Diệp Thần thì đi cứu viện thôn Thiên Côn. Lúc này bên ngoài một mảnh hỗn loạn, vừa mới đại chiến dẫn đến sơn hà phá toái, bụi mù tràn ngập,
bầu trời khói mây tán loạn, Diệp Thần cùng Tôn Di mượn bụi mù khói mây che lấp, cấp tốc hành động, cũng không ai phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, tại đây hỗn loạn hoàn cảnh dưới, Diệp Thần cũng không nhìn thấy Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ đám người thân ảnh. Thôn Thiên Côn ở đâu? Diệp Thần lại càng không biết Thôn Thiên Côn hướng đi, liền hỏi thăm Dung Nham Thiên Cẩu. Ta mang ngươi tới. Dung Nham Thiên Cẩu bày ra hai cánh, mang Diệp Thần phi hướng huyễn tưởng thế giới chỗ sâu. Nó cùng ảnh ma hung ngao, Thôn Thiên Côn là đồng bạn, đã từng đều là tinh đạo long nữ chăn nuôi sủng vật, giữa lẫn nhau quan hệ mật thiết, có thể lẫn nhau bắt được hơi thở đối phương chỗ. Cho nên, mặc dù Thôn Thiên Côn ẩn vào trong mây, quần hùng đều không thể khóa chặt hắn khí tức, nhưng Dung Nham Thiên Cẩu có khả năng rõ ràng biết. Dung Nham Thiên Cẩu bay qua Sơn Hà, đi vào huyễn tưởng thế giới chỗ sâu, mảnh thế giới này chỗ sâu khu vực, càng là linh khí dồi dào, khắp nơi lưu quang tán màu. Yên hà muôn vàn, thần hy lượn lờ, núi khe hàm yên mang mưa, linh thú ở trong núi chạy nhanh, phi điểu bay lượn, quả thực là một phái thần tiên thánh cảnh phúc địa. Tiểu Hồng Ngư ngay ở chỗ này. Dung Nham Thiên Cẩu tầm mắt nhìn chăm chú lấy một tòa xanh tươi mỏng núi, chở Diệp Thần hạ xuống đi. Chỉ thấy một đầu bạch long thác nước, treo ở trước núi. Dung Nham Thiên Cẩu hạ xuống trước thác nước, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ. Tiểu Hồng Ngư ngay tại này phía sau thác nước, nàng tựa hồ thương đến rất nặng, ngươi nhanh đi cứu viện, ta tại đây bên trong trông coi. Thanh âm 10 điểm ngưng trọng. Diệp Thần cẩn thận bắt, quả nhiên bắt được phía sau thác nước, có một đạo mỏng manh khí tức, liền gật gật đầu, từ trên người Dung Nham Thiên Cẩu vọt lên, một cái khuất thân trước cướp, xuyên qua thác nước. Chỉ thấy phía sau thác nước, có động thiên khác, có một cái hang động, thanh thủy leng keng chảy xuôi, từng tia mát lạnh khí tức thấm vào ruột gan. Diệp Thần bước vào hang động, chỉ thấy động quật nội bộ tia sáng tối tăm, che kín xanh biếc dây leo cùng xanh nhạt rêu, trên vách tường còn có một số lông vũ cùng cánh hoa trang trí, đỉnh động bên trên có một vết nứt, ánh nắng theo bên trong bắn xuống đến, hình thành một cái ánh sáng sáng tỏ ban. Tại trong động quật, một cái to lớn đầm nước, đàm thủy xanh biếc như ngọc, sóng nước lấp loáng, trong đầm nước là một khối lớn thanh nham, chỉ thấy một cái xanh thẳm thiếu nữ đang xếp bằng ở nham thạch bên trên, nàng thân dưới mặc một đầu vụn vặt màu đỏ váy ngắn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp trắng sáng như tuyết, trên thân không mảnh vải che thân, quần áo bị trút bỏ để qua một bên, chính là một kiện màu đỏ sa y. Thiếu nữ làn da thủy nộn trắng nõn, không được mảnh vải trên thân, không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, dáng người tương đương đầy đặn, vòng eo lại là doanh doanh vừa nắm, ở trên ngực nàng có một đạo đen kịt trưởng ấn, đang tản biến thành màu đen khí, 10 điểm dữ tợn. Diệp Thần nhìn thấy thiếu nữ như thế trên thân, sửng sốt một chút, tầm mắt nghiêng đi đi. Thiếu nữ này, không hề nghi ngờ, liền là Dung Nham Thiên Cẩu nói tới Tiểu Hồng Ngư, là ngày xưa tinh đạo long nữ nuôi sủng vật, bây giờ đã thuế biến tiến hóa thành mạnh mẽ Thôn Thiên Côn, mà lại tu thành hình người. Từ thiếu nữ trên thân, Diệp Thần nhìn không ra nửa điểm yêu khí dấu hiệu. Rõ ràng thiếu nữ tu vi đã 10 điểm tinh thâm, sau khi hóa hình không hiện ra yêu khí dấu vết, giống như thiên sinh liền là nhân tộc. Nếu như không phải ngực nàng bên trên đen kịt trưởng ấn, Diệp Thần đều không thể khẳng định nàng liền là Thôn Thiên Côn. Diệp Thần đến, làm cho thiếu nữ kiều khu run lên, mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo thật sâu kiêng kỵ, nói, luân hồi chi chủ, là ngươi. Nàng tầm mắt lại nhìn một chút ngoài hang động mặt phương hướng, thiên cẩu tại bên ngoài. Diệp Thần nhìn thẳng vào mặt nàng bàng, nói, đúng, Tiểu Hồng Ngư, chúng ta là tới cứu ngươi. Thiếu nữ nghe được Diệp Thần xưng hô, lập tức chấn nộ, quát cái gì Tiểu Hồng Ngư, danh tự cũng là ngươi có thể gọi. Nếu không phải bản tọa thụ thương, ngươi dám như thế khinh thường bản tọa liền lập tức muốn động thủ giết ngươi. Ngươi, khục, khụ khụ. Nàng nói được nửa câu, khiên động thương thế, một hồi kịch liệt ho khan, thậm chí ho ra màu đen máu đen. Hiển nhiên là bị thương rất nặng, mà lại không là bình thường thương thế, trong vết thương ẩn chứa thiên ma tinh hải ô nhiễm tà sát, 10 điểm khủng bố. Diệp Thần tâm nghĩ, này Tiểu Hồng Ngư tính tình, quả nhiên như Dung Nham Thiên Cẩu nói tới như vậy táo bạo, trạng thái trọng thương dưới, còn muốn kêu đánh kêu giết, hắn liền hỏi ta đây hẳn là gọi ngươi là gì. Thiếu nữ gương mặt hơi chậm, nói, ngươi có khả năng xưng hô bản tọa vì Thôn Thiên Côn Bằng, hoặc là Nuốt Thiên Tôn Giả, Thôn Thiên Nữ Đế. Hoặc là ngươi vô cùng đơn giản, xưng hô bản tọa một tiếng tiền bối cũng có thể. Diệp Thần cười nói, ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy,
đều sắp chết, còn giảng quy củ nhiều như vậy, ta là ngươi chủ nhân trước kia, bạn của tinh đạo long nữ, gọi ngươi tiền bối không quá phù hợp, thậm chí hẳn là ngươi gọi ta một tiếng tiền bối. Thiếu nữ giận dữ, nói, càn rỡ, ngươi nói cái gì, long nữ đại nhân sớm đã ngã xuống, ngươi dám tiêu khiển nàng. Bản tọa muốn ngươi chết. Nàng tay giơ lên, làm bộ muốn ra trưởng chém giết Diệp Thần, nhưng thương thế nghiêm trọng, căn bản đề không nổi khí lực, thậm chí phấn khích phía dưới, làm động tới thương thế, một ngụm máu phun tới. Diệp Thần cười nói, ta liền gọi ngươi tiểu hồng ngư, ngươi thụ thương quá mức lợi hại, vẫn là chớ cùng ta xính miệng lưỡi chi tranh, ngoan ngoãn nằm xuống đừng động, ta giúp ngươi trị liệu. Nói xong, Diệp Thần lướt thân bay đến thủy đàm trung ương trên nham thạch lớn. Tiểu hồng ngư thấy hắn tới gần, lập tức hét lớn, lăn đi. Chớ tới gần ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi, một mặt tức giận phẫn nộ, muốn động thủ công kích Diệp Thần, nhưng thương thế thực sự quá nghiêm trọng, toàn thân bủn rủn vô lực. Nằm xuống đi. Diệp Thần tại bả vai nàng huyệt tê bên trên một điểm, nàng lập tức toàn thân đay mềm, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần bài bố. Diệp Thần đưa nàng thân thể nhẹ nhàng bình buông ra, nàng vòng eo tinh tế. Nhưng dáng người 10 điểm đầy đặn, có thể nói là cành cây nhỏ kết quả lớn, bình nằm xuống đường cong cũng là 10 điểm xúc động lòng người. Diệp Thần tầm mắt ở trên người nàng quét qua, tiểu hồng ngư vừa thẹn lại phẫn nộ, kêu lên, chờ bản tọa khí tức khôi phục, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thần cười nói, nữ hài tử nhà tính tình như thế táo bạo, này cũng không tốt, quá mức phấn khích, đạo tâm rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vừa nói. Diệp Thần một bên vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, hội tụ tại trên tay phải, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp tiểu hồng ngư bộ ngực bên trên màu đen trưởng ấn. Hắn thiên hỏa mệnh tinh, năng lượng nóng rực nóng bỏng, đối phó thiên ma tinh hải ô uế có cực tốt hiệu quả. Đừng đụng ta, đồ chết tiệt, người dám đụng ta thân thể, bản tọa muốn ngươi chết. Tiểu hồng ngư đối Diệp Thần 10 điểm kháng cự, thân thể mặc dù không thể động đậy, nhưng ý chí tràn ngập chống lại. Không muốn tiếp nhận Diệp Thần trị liệu. Diệp Thần lông mày lập tức nhíu một cái, năng lực của hắn, nhận chiều thiên sơn thần nhân quả luật hạn chế, thiên hỏa mệnh tinh bên trên quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, 10 thành năng lượng chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10, tiểu hồng ngư nếu là lại kháng cự lời, hắn muốn trị liệu liền khó khăn. Ta nói, ta là bạn của tinh đạo long nữ, đối ngươi không có ác ý, là tới cứu ngươi, ngươi hà tất như thế kháng cự. Diệp Thần từ tốn nói, đang khi nói chuyện âm thầm thi triển đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đi đánh cắp tiểu hồng ngư để phòng cùng lòng kháng cự. Tiểu hồng ngư tinh thần một cái hốt hoảng, chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận, đúng là tại thoáng chốc ở giữa, tiêu tán đến sạch sành xanh, lại đi xem Diệp Thần, liền thấy thế nào làm sao thuận mắt, tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế anh tuấn vĩ ngạn nam tử. Diệp Thần thấy tiểu hồng ngư ánh mắt, theo phẫn nộ trở nên bằng phẳng cùng mờ mịt, liền biết đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp sinh hiệu. Nàng đề phòng kháng cự tâm, đã hoàn toàn bị Diệp Thần trộm mất, không còn tồn tại. Ngươi thật sự là long nữ đại nhân bằng hữu. Tiểu hồng ngư ngốc ngốc xuất thần, lúc này lòng đề phòng buông xuống, đối Diệp Thần cũng không nữa kháng cự. Diệp Thần nói, tự nhiên. Tiểu hồng ngư ngốc ngốc nói, thật xin lỗi, mới vừa là ta quá mức cực đoan, trách lầm ngươi. Diệp Thần nói, vậy còn muốn ta giúp ngươi trị liệu không? Tiểu hồng ngư hoảng nói gấp, muốn. Diệp Thần nói, nằm tốt. Tiểu hồng ngư liền ngoan ngoãn nằm tốt, không tiếp tục phản kháng. Diệp Thần tay cầm mang theo thiên hỏa năng lượng, chậm rãi ở trên người nàng xoa bóp, thiên hỏa hơi nóng theo nàng trong vết thương, thẩm thấu vào thân thể bên trong đi, nàng bộ ngực bên trên màu đen trưởng ấn, màu sắc cũng là làm giảm bớt một chút. Diệp Thần thấy thế, liền tăng lớn cường độ, tiếp tục thay nàng xoa bóp. Hóa giải nàng trong vết thương thiên ma tinh hải ô uế tà sát. Ai nha, điểm nhẹ. Tiểu hồng ngư rên rỉ một tiếng, thiên hỏa hơi nóng vào cơ thể, để cho nàng toàn thân tê tê dại dại, ngón chân đều câu lên. Diệp Thần liền khống chế cường độ, chín nhẹ nhất trọng, chậm rãi xoa bóp, không cần lâu nay, tiểu hồng ngư chỗ ngực màu đen trưởng ấn, liền hoàn toàn làm nhạt mà đi, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Phương diện này là Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng cường hãn, một phương diện khác, cũng là bởi vì tiểu hồng ngư thể chất cường hãn, tu vi mạnh mẽ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, dung hợp Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, trị liệu tự thân. Tốt, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Thần thu về bàn tay,
May mắn hắn thiên hỏa mệnh tinh, đối thiên ma tinh hải năng lượng tồn đang áp chế hiệu quả, cho nên trị liệu tiểu hồng ngư thương thế, cũng không tính quá khó khăn. Đa tạ. Tiểu hồng ngư chậm rãi đứng dậy, cũng không có kiêng kỵ cái gì, ngay tại Diệp Thần trước mặt mặc quần áo tử tế, tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, nói, ngươi thật sự là long nữ đại nhân bằng hữu. Nàng bây giờ ở đâu? Diệp Thần nói, chờ sau này thời cơ đã đến, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện, ngươi không cần lo lắng, vẫn là nghĩ muốn làm sao đối phó người bên ngoài. Nghe vậy, tiểu hồng ngư lại hơi có chút khinh thường, nói, một đám gà đất chó sành thôi, nếu không phải ta nhất thời chủ quan, cũng sẽ không bị cái kia ma phi thiên gây thương tích, chờ ta khí tức khôi phục, liền đem người bên ngoài toàn giết. Nàng lúc này thương thế khôi phục rất nhiều, trong giọng nói lại có xâm nghiêm sát khí, một mặt uy nghiêm cao cao tại thượng bộ dáng. Đừng hung hăng càn quấy, người thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, nơi này thiên cơ cũng nhanh bại lộ ra ngoài, đi theo ta đi, không phải chờ ma phi thiên bọn hắn công tới, vậy cũng không diệu. Diệp Thần nghĩ đến Tôn Di bên kia còn không có tin tức, không biết đại tử thụ hoàng sinh tử như thế nào, hiện tại không nên cùng ma phi thiên khai chiến. Chờ xác định đại tử thụ hoàng tình huống về sau, hắn lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại ảnh ma hung ngao, dung nham thiên cẩu, thôn thiên côn bằng tam đại hung, toàn bộ quy về Diệp Thần dưới trướng, nếu là đánh lên đến, hắn chiếm hết ưu thế, có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu hồng ngư ừ một tiếng, nói, vậy ngươi an bài là được. Nàng vừa mới bị Diệp Thần trị liệu, lại từng có thân mật như vậy ra thịt tiếp xúc, trong lòng đối Diệp Thần có chút tình cảm phức tạp, mà lại nàng đề phòng lòng kháng cự, sớm bị Diệp Thần trộm đi, đối Diệp Thần tự nhiên là 10 điểm thuận theo. Ngay sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Hồng Ngư ra ngoài, dung nham thiên cẩu đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai người ra tới, không khỏi lấy làm kinh hãi. Xem Tiểu Hồng Ngư bộ dáng, hình rõ ràng thương thế đã khôi phục. Nhưng nhường dung nham thiên cẩu chân chính giật mình, là Tiểu Hồng Ngư biểu lộ, thế mà như vậy ngoan thuận, đi theo Diệp Thần đằng sau, một bộ nhu tính bộ dáng, đây cũng không phải là nó chỗ nhận biết Tiểu Hồng Ngư. Tiểu Hồng Ngư, ngươi! Dung nham thiên cẩu chấn kinh đến nói không ra lời. Thế nào, thiên cẩu, trăm năm không thấy, ngươi không nhận ra ta sao? Tiểu hồng ngư đạm mạc lườm dung nham thiên cẩu liếc mắt. Dung nham thiên cẩu ngốc ngốc nói, không phải, chẳng qua là. Diệp Thần nói tốt, trước không nói, đi nhanh đi, nơi này không nên ở lại lâu. Hắn vươn mình cưỡi trên dung nham thiên cẩu lưng, hướng tiểu hồng ngư vươn tay. Tiểu hồng ngư lôi kéo Diệp Thần tay. Cũng nhảy tới, ngồi tại Diệp Thần đằng trước. Diệp Thần thuận tay ôm nàng eo thon chi, nàng cũng không kháng cự, rất là thuận theo bộ dáng, nơi nào còn có trước đó táo bạo. Đi! Diệp Thần vỗ vỗ thiên cẩu thân thể, liền muốn rời đi. Soạt! Thiên cẩu dương cánh, liền muốn bay lên trời, bỗng nhiên ở giữa, đã thấy hư không bên trong, có từng mảnh đồ mi cánh hoa, bay là tả tung bay rơi xuống. Từng mảnh đồ mi hoa. Ở trên bầu trời phất phới rải xuống, trang diện 10 điểm mỹ lệ, như mộng như ảo, trong không khí tràn ngập say lòng người hương hoa. Người được cỗ này hương hoa, thiên cẩu thần sắc ngẩn ngơ, tinh thần có chút hốt hoảng, lung la lung lay giữa không trung rơi xuống. Tiểu hồng ngư cũng là kinh ngạc cùng mờ mịt, kiều khu lay động một thoáng, mềm nhũn ngã vào Diệp Thần trong ngực, nói, luân hồi chi chủ, ta. Đau đầu quá. Diệp Thần ngửi được hương hoa. Cũng thấy trận trận mãnh liệt tinh thần trùng kích, gào thét tới, muốn bao phủ ý thức của hắn. Luân hồi đạo tâm, thủ hộ. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, lập tức vận chuyển luân hồi đạo tâm, thủ hộ tinh thần, sau lưng ông hiển hóa ra một cái luân hồi chi bàn đồ đằng, răng rắc chuyển động. Ha ha, không hổ là luân hồi chi chủ, thế mà còn có thể bảo trì tỉnh táo. Chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng cười vang lên, có ba đạo thân ảnh, từ đằng xa bay tới. Đáp xuống Diệp Thần trước mặt. Đang là chân lý sẽ chân truyền đệ tử, Lạc Hạc Hiên, Tống Thiên Chú, Đồ Mỹ Hoa Yêu ba người. Lạc Hạc Hiên cùng Tống Thiên Chú, Diệp Thần trước kia đã nhận biết, cái kia Đồ Mỹ Hoa Yêu, hắn là hôm nay mới nhìn thấy. Lúc này, Đồ Mỹ Hoa Yêu trên trán lập lòe một đạo phù văn cổ xưa, là một cái núi chữ. Ngươi là Sơn Thần Đồ Đệ, mượn Sơn Thần lực lượng. Diệp Thần sầm mặt lại. Này Đồ Mỹ Hoa Yêu, hương hoa mê hoặc thủ đoạn, lại lợi hại như thế, liền dung nham thiên cẩu cùng Tiểu Hồng Ngư cũng đỡ không nổi. Nếu như chỉ dựa vào chính nàng, tuyệt đối không thể nào làm được điểm này.
Dù sao Dung Nham Thiên Cẩu cùng Tiểu Hồng Ngư, đều là đỉnh cấp đại hung, làm sao có thể bị nàng mê hoặc. Nếu là thật đánh lên đến, nàng lập tức liền bị đánh giết, không có khả năng có cơ hội phản kháng. Nhưng bây giờ, nàng hết lần này tới lần khác làm cho Dung Nham Thiên Cẩu cùng Tiểu Hồng Ngư, đều lâm vào mê loạn trạng thái mê man, Diệp Thần xem trên trán nàng núi ký tự văn, liền biết nàng mượn sơn thần lực lượng. Ngươi đừng có thể nói hưu nói vượn, ta chẳng qua là mượn chung quanh dãy núi linh khí. Đồ Mỹ Hoa yêu mỉm cười, mảnh khảnh hai tay kéo ra, dãy núi đáp lại nàng, từng sợi linh khí hội tụ đến trên người nàng, dãy núi khí tức trở nên ảm đạm, nàng thân thể liền toát ra thần quang. Diệp Thần cười ha ha, nếu như chẳng qua là mượn dùng dãy núi lực lượng, này Đồ Mỹ Hoa yêu, cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể mê hoặc đến Dung Nham Thiên Cẩu cùng Tiểu Hồng Ngư. Nàng mặc dù không thừa nhận, nhưng Diệp Thần liếc mắt liền xác định, nàng mượn sơn thần lực lượng. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, vốn chính là muốn khảo nghiệm các người dự thi bản thân sức chiến đấu, hạn chế sử dụng ngoại vật, hết thảy tuyển thủ tại tranh tài trước, đều tiếp nhận sơn thần nhân quả luật hạn chế, trong đó dùng Diệp Thần chịu hạn chế, mãnh liệt nhất. Nhưng bây giờ, sơn thần thân là quan chủ khảo, lại mượn lực cho Đồ Mỹ Hoa yêu, đây là gian lận. Chính ngươi gian lận, trong lòng mình rõ ràng. Diệp Thần biểu lộ lạnh lùng, hắn cùng Tiểu Hồng Ngư tại đây bên trong, thiên cơ tuyệt đối không có nhanh như vậy khuếch tán ra, nhưng Đồ Mỹ Hoa yêu trực tiếp dẫn người hàng lâm xuống, nếu như không phải sơn thần ở sau lưng âm thầm chỉ bảo, nàng làm sao có thể biết Diệp Thần tại đây bên trong. Lạc Hạc Hiên trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, người nữ nhân trong ngực, chính là cái kia đại hung thôn thiên côn bằng. Nàng tàn sát không biết nhiều ít võ giả, người sao có thể cùng nàng pha trộn cấu kết. Đồ Mỹ Hoa yêu cười nói, Lạc sư huynh, này luân hồi chi chủ đã điên rồi. Chúng ta nhanh hợp lại giết hắn, miễn cho hắn tiếp tục họa loạn, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Lạc Hạc Hiên nói, Đồ Mi sư muội nói không sai, luân hồi chi chủ chấp mê bất ngộ, lại bốc lên khinh sơn thần đại nhân thiên uy, phải làm chu diệt. Diệp Thần thấy Lạc Hạc Hiên trong đôi mắt, thấp thoáng bao hàm thoáng ánh lên màu hồng sương mù, chìm nhưng nói, Lạc huynh, người đã bị này Đồ Mỹ Hoa yêu mê hoặc. Trước đó tại Vạn Tinh Hải, Diệp Thần chỗ nhận biết Lạc Hạc Hiên, còn tính chính trực, nhưng bây giờ lại tựa như một đầu giật dây con rối, hoàn toàn nghe theo cái kia Đồ Mỹ Hoa yêu chỉ huy. Xem ra này Đồ Mỹ Hoa yêu mị hoặc thủ đoạn, đích thật là cường hãn, Diệp Thần luân hồi đạo tâm cứng cỏi, không nhận trùng kích, nhưng Lạc Hạc Hiên cũng đã bị mị hoặc. Đồ Mỹ Hoa yêu lộ ra một vệt câu hồn nụ cười, nhìn thẳng Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi nhìn xem con mắt của ta, ngươi cảm thấy, ta giống như là sẽ gạt người người sao. Diệp Thần liền nhìn về phía con mắt của nàng, thoáng chốc ở giữa, cả người tinh thần, đều bị đẩy vào trong ảo cảnh. Chỉ thấy trong ảo cảnh, đầy trời Đồ Mỹ Hoa loạn vũ, cánh hoa trên mặt đất thật dày trồng chất ngàn tầng, cái kia Đồ Mỹ Hoa yêu theo thật dày trong cánh hoa hiện thân ra tới, óng ánh da thịt ngọc nhuận phát quang, thân thể mềm mại đến đúng như một cánh hoa, theo gió bay tới Diệp Thần trước mặt, mảnh khảnh ngón tay bốc lên Diệp Thần cái cằm, nhẹ nhàng cúi người tại hắn trên môi hôn một thoáng, khẽ cười nói. Luân hồi chi chủ, người quỳ xuống gọi ta một tiếng chủ nhân, ngoan ngoãn quy thuận ta, ta có khả năng tha mạng của ngươi, thậm chí có thể bảo vệ ngươi hưởng thụ được vô thượng vui thích, chỉ cần ngươi nghe lời. Nói xong, nàng nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, đặt vào chính mình mềm mại trên người. Diệp Thần cười ha ha, nói, bằng ngươi điểm này mị hoặc thủ đoạn, cũng muốn dung chuyển đạo tâm của ta. Người si nói mộng, yêu nữ, chết đi cho ta. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, hai tay đều đặt vào Đồ Mỹ Hoa yêu trên thân, dùng sức xé ra, đưa nàng từ giữa đó sống sờ sờ xé thành hai nửa, lập tức máu tươi phun tung tóe, huyễn cảnh cũng đi theo bị xé nát. Ôi! Diệp Thần tinh thần trở lại hiện thực, lại nghe được Đồ Mỹ Hoa yêu hét thảm một tiếng, thân thể vô cùng chật vật về sau ngã đi, mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận. Thế nào, tiếp tục tới mê hoặc ta à? Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, đem Tiểu Hồng Ngư cùng Dung Nham Thiên Cẩu an đốn qua một bên, thân thể bỗng nhiên lao ra, mãnh liệt hướng Đồ Mỹ Hoa yêu phóng đi, mười ngón tay xòe ra, phảng phất mong muốn đưa nàng sống sờ sờ xé nát, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đồ Mỹ Hoa yêu lập tức sắc mặt tái nhợt, biết mình mị hoặc thủ đoạn, đối Diệp Thần không có một chút tác dụng nào, nàng phẫn nộ quát, Lạc sư huynh, Tống sư đệ, nhanh giết chết hắn. Một bên Lạc Hạc Hiên, nhẹ gật đầu, nhanh chân bước ra, mãnh liệt một quyền,
liền hướng Diệp Thần nổ tung mà đi, nói, luân hồi chi chủ, chớ có thương sư muội ta. Thiên đường thánh quyền. Chỉ gặp hắn nắm đấm toát ra sáng chói thánh quang, quyền phong khuấy động bá đạo, 10 điểm hung mãnh. Thái thản tinh đấu quyền. Diệp Thần cũng là hung hăng đấm ra một quyền, cùng Lạc Hạc Hiên quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Hai quả đấm kịch liệt va chạm, này va chạm kết quả, lại là Diệp Thần bị đẩy lui 5 bước, giữ ngực bụng khí thế một hồi rung chuyển. Ta bị sơn thần nhân quả luật hạn chế, cứng đối cứng chỉ sợ không có kết quả tốt. Diệp Thần nhìn xem cánh tay trái của mình, phía trên quấn quanh lấy màu đen xích sắt, tầng tầng nhân quả luật phù văn xen lẫn, đối với hắn thực lực hạn chế phi thường lớn. Tại đây cố hạn chế phía dưới, hắn chính diện đối quyết, rất khó chiến thắng Lạc Hạc Hiên. Mà Tiểu Hồng Ngư cùng Dung Nham Thiên Cẩu, lọt vào đồ Mỹ Hoa Yêu tinh thần trùng kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào gia nhập chiến đấu. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, suy tư cách đối phó. Luân hồi chi chủ, trước đó ngươi tại Thương Lôi Sơn, không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Hiện tại làm sao không tiếng hừ lạnh rồi? Chỉ nghe một đạo lạnh lùng mỉa mai tiếng cười vang lên, Tống Thiên Chú thừa dịp Diệp Thần bị Lạc Hạc Hiên đánh lui, lập tức lấn người xông tới, cũng là một chiêu thiên đường thánh quyền, cuồng nhiên đánh tới hướng Diệp Thần lưng. Diệp Thần tránh cũng không thể tránh, dứt khoát liền không né tránh, vận chuyển xương chi thạch chiếc nhẫn năng lượng, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cốt tủy năng lượng đều hội tụ đến phía sau lưng, cột sống của hắn lập tức trở nên vô cùng cường ngạnh. Phịch một tiếng, Tống Thiên Chú một quyền nện xuống đến, lại phảng phất nện vào thế gian kiên cố nhất tấm sắt, hắn a một tiếng hét thảm dâng lên, chẳng những không có tổn thương đến Diệp Thần, quả đấm mình ngược lại lọt vào lực phản chấn trùng kích, lập tức cốt nhục hiếm vỡ, hắn nhọn tiếng kêu rên liên hồi, khoanh tay lui lại. Tống sư đệ, ngươi không phải luân hồi chi chủ địch thủ, lui ra đi, để cho ta tới. Lạc Hạc Hiên nói. Tống Thiên Chú nghiến răng nghiến lợi, nói, không cần, sư huynh, này luân hồi chi chủ, ta có thể đối phó, không nhọc ngươi ra tay. Cái tên này chẳng qua là xương cốt cứng rắn chút, thủ đoạn thần thông đều bị sơn thần đại nhân hạn chế, ta có khả năng chiến thắng hắn. Tống Thiên Chú nhìn thấy Diệp Thần trên cánh tay trái từng đầu xen lẫn màu đen xích sắt, liền biết Diệp Thần bị hạn chế nghiêm trọng, hắn nghĩ thầm chính mình chỉ cần cẩn thận đối phó, nhất định có thể lấy thắng. Đồ Mỹ Hoa Yêu cười tủm tỉm nói, Tống sư đệ, vậy ngươi có thể phải cẩn thận, ta thay ngươi lược trận. Từng sợi thấm người yêu nhã hương hoa, theo Đồ Mỹ Hoa Yêu trong cơ thể phát ra, Tống Thiên Chú ngửi được, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần đại chấn, nói tốt, Đồ Mi sư tỷ, ta hôm nay tất sát luân hồi chi chủ. Đồ Mỹ Hoa Yêu cười gật đầu, lui ra phía sau mấy bước, trong hư không từng mảnh cánh hoa bay bổng, hương hoa càng nồng đậm. Diệp Thần nhìn lại, liền thấy Tiểu Hồng Ngư cùng Dung Nham Thiên Cẩu tại hương hoa trùng kích vào, đều là hỗn loạn bộ dáng, hoàn toàn không cách nào gia nhập chiến đấu. Nghĩ để chúng nó tỉnh táo, chỉ có đánh giết Đồ Mỹ Hoa Yêu. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, xương chi thạch chiếc nhẫn năng lượng bùng nổ, răng rắc rung động, đại địa phá xuất từng sợi cốt thứ, xây dựng thành một đầu thi hài chi lộ, bay thẳng hướng Đồ Mỹ Hoa Yêu. Nguyên thần thiên đường sáu thức, cân nhắc quyết định. Tống Thiên Chú thấy thế, lập tức ra tay, thần thông bùng nổ, quanh thân có thánh quang kêu khóc, tại sau lưng tạo thành một tòa to lớn thiên đường hư ảnh, theo cái kia chí cao trong thiên đường, thần diệu mở mắt, một khỏa thánh khiết thuần trắng con mắt, tại thiên đường trên bầu trời nứt ra, hừng hực sức mạnh to lớn từ trong đó bộc phát ra, một tia sáng trắng răng rắc một tiếng, mang theo cửu thiên cân nhắc quyết định thần uy, đúng là chặt đứt Diệp Thần thi hài chi lộ. Tiếp theo sát, cái kia cửu thiên cân nhắc quyết định thánh quang, càng là như thiên lưu thác nước, cuồn cuộn hướng về Diệp Thần đánh tới. Tiểu gia hỏa, cẩn thận, đây chính là nguyên thiên đế hạch tâm áo nghĩa một trong, đừng trúng chiêu. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long Nữ quan sát lấy chiến đấu, nhìn thấy Tống Thiên Chú ra chiêu, nàng hơi có chút chấn động, cảnh cáo Diệp Thần nói. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cấp tốc lui lại, né tránh Tống Thiên Chú nhất kích, nhìn xem Tống Thiên Chú sau lưng thiên đường hình ảnh, còn có cái kia chí cao thiên đường trên bầu trời, mở ra một khỏa thuần trắng con mắt, hắn cũng cảm nhận được một hồi áp lực cực lớn, hỏi. Đây là thần thông gì, bá đạo như vậy thần thánh? Tinh Đạo Long Nữ kiến thức rộng rãi, hiện tại nhân tiện nói. Đây là nguyên thiên đế sáng tạo thần thông, thiên đường sáu thức. Nguyên thiên đế là quang minh, thần thánh,
vĩ đại biểu tượng, năm đó ở thời đại viễn cổ, rất lợi hại, thiên đường của hắn sáu thức, có cân nhắc quyết định, tịnh hóa, long thần, sử thi, đại phạm quang minh, thăng thiên cực lạc sáu loại áo nghĩa biến hóa. Theo nguyên thần thiên đường bên trong lưu truyền tới thần thông, thiên đường sáu thức là hạch tâm bên trong hạch tâm, người đừng bị đánh trúng. Diệp thần nghe tinh đạo long nữ nói đến thiên hoa loạn trụy, trong lòng cũng là thấy một tia kiêng kỵ, lần nữa lui về sau đi. Thế nào, nhanh như vậy liền rút lui sao? Tống thiên chú lạnh lùng cười một tiếng, chỉ dùng vì thần thông của mình, có thể vững vàng áp chế diệp thần, lại là đấm ra một quyền, màu trắng thánh quang sáng chói kinh thiên. Thần thánh khí chiều sục sôi, mang theo cửu thiên cân nhắc quyết định lực lượng, nổ tung hướng Diệp Thần, muốn cân nhắc quyết định Diệp Thần sinh tử. Diệp Thần thấy Tống Thiên Chú chiêu thức bên trong, khắp nơi có đại quang minh khí tượng, thần thánh rực rỡ, trong lòng cũng âm thầm bội phục Nguyên Thiên Đế lợi hại. Quang minh hệ thần thông, hắn cũng nắm giữ không ít, chính là quang thần thiên tôn truyền xuống đạo thống, như thần thánh chi thư, quang minh chi tâm các loại. Đã từng quang thần thiên tôn chính là Nguyên Thiên Đế dưới trướng tôi tớ, thời đại viễn cổ đi theo Nguyên Thiên Đế du lịch bốn phương, đạt được điểm hóa, nắm giữ quang minh nguyên đạo áo nghĩa. Nhưng quang thần thiên tôn quang minh đạo pháp, càng thiên về pháp tắc phương diện biến hóa, lui tránh hắc ám, ánh chiếu chư thiên, luận chiến người bị đánh chết phạt, vẫn là Nguyên Thiên Đế cái này quang minh đầu nguồn, càng thêm hung hãn mãnh liệt. Tống Thiên Chú từng quyền oanh sát tới, khiến Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau. Tinh đạo long nữ chỉ bảo nói ra, hắn làm quang minh thuật pháp, người lợi dụng hắc ám ma đạo phản kích, người không phải kế thừa hồn thiên đế thôn hồn tà đạo trương. Diệp thần nói, hiện tại còn không phải thi triển thời điểm. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa Yêu, còn ở một bên nhìn chằm chằm, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải một đòn giết chết, bằng không Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa Yêu công giết đi lên, hắn khó đối phó. Diệp thần thân hình xê dịch né tránh Tống Thiên Chú công kích, hắn bày ra cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân thể liền giống như quỷ mị bóng dáng chớ định, Tống Thiên Chú liên tục tiến công, thủy chung không đụng tới hắn một đầu lông tơ. Đường đường luân hồi chi chủ, sẽ chỉ tránh sao? Tống Thiên Chú lông mày nhíu lại, hơi không kiên nhẫn, hít sâu một hơi, đúng là bốc cháy lên tự thân khí huyết, sau lưng lơ lửng thiên đường hình ảnh, theo huyễn tượng cấp tốc biến thành chân thực tồn tại. Nguyên thần thiên đường, cho ta trấn áp. Tiếp theo sát, Tống Thiên Chú vung tay lên, cái kia lớn đại huy hoàng, quang minh đường hoàng nguyên thần thiên đường, liền vô cùng bạo ngược gào thét mà ra, hướng về Diệp Thần trấn áp xuống. Cái gọi là nguyên thần thiên đường, liền là nguyên thiên đế huyễn tưởng cấu tạo hoàn mỹ thế giới, là phồn vinh, mỹ hảo, thánh khiết biểu tượng, nguyên thiên đế cũng gọi nguyên thần, hắn sáng tạo nguyên thần thiên đường, là hắn đỉnh phong áo nghĩa một trong. Chính như hồn thiên đế tác phẩm đỉnh cao, là thôn hồn tà đạo trương, sử thần là thế giới khải kỳ lục, nguyên thiên đế tác phẩm đỉnh cao, liền là nguyên thần thiên đường. Mà lại, nguyên thiên đế đỉnh phong áo nghĩa, còn không chỉ một loại, ngoại trừ nguyên thần thiên đường bên ngoài, còn có mặt khác. Này nguyên thần thiên đường hung mãnh, có thể nghĩ, vừa mới Tống Thiên Chú thi triển thiên đường sáu thức, liền là theo nguyên thần thiên đường bên trong diễn hóa lưu truyền tới thần thông. Giờ phút này, chỉnh một tòa nguyên thần thiên đường, mang theo thiên băng địa liệt uy thế, quay đầu đánh tới hướng Diệp Thần, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Diệp Thần lập tức thấy thao thiên áp lực, hô hấp một hồi đình trệ. Sau đó tiếp theo sát, Diệp Thần thân thể, liền lọt vào thiên đường cung điện bạo nệt, bị đánh ngã xuống đất, triệt để bị trấn áp, thân thể nứt ra, máu tươi chảy xuôi. Thấy cảnh này, giữa sân Tống Thiên Chú, Lạc Hạc Hiên, Đồ Mỹ Hoa Yêu, Tiểu Hồng Ngư, Dung Nham Thiên Cẩu. Là ngây dại. Bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Thần sẽ vận dụng bài tẩy gì, cùng ngày đó đường cung điện chống lại, không nghĩ tới thế mà trực tiếp liền bị trấn áp, cái này thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ha ha ha, cái gọi là luân hồi chi chủ, cũng chỉ đến như thế. Tống Thiên Chú tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong lòng máu nóng dâng lên, một hồi to lớn xúc động, lập tức nhanh chân cuồng xông đi lên, một quyền lại đánh tới hướng Diệp Thần đầu, nghĩ triệt để đánh nổ Diệp Thần. Tống Thiên Chú nắm đấm, hết sức thuận lợi đánh chúng vào Diệp Thần, lập tức máu thịt bắn tung tóe. Nhưng, kỳ quái là, chung quanh còn có Diệp Thần khí tức, cũng không có triệt để vẫn diệt. Tống Thiên Chú có chút ngẩn người, bỗng nhiên thấy sau lưng tiếng xé gió cùng, nhìn lại, lại thấy một trưởng lại như quỷ mị xuất hiện tại hắn thần hồn sau lưng,
một trưởng cuồng vỗ xuống tới. Ngươi còn không trấn áp được ta. Diệp Thần nhanh lệ cười một tiếng, nguyên lai vừa mới tống thiên chú chỗ trấn áp, bất quá là hắn thanh liên phân thân. Này thanh liên phân thân, Diệp Thần đã rất lâu chưa từng dùng qua, giờ phút này vận dụng, lập tức liền man thiên quá hải, tống thiên chú hoàn toàn không có phát hiện. Diệp Thần di hình hoán ảnh, đã lượn quanh giết tới phía sau hắn, một trưởng đánh giết. Chỉ thấy Diệp Thần trong lòng bàn tay, tinh hồng khí lưu cùng hắc ám khí lưu, xen lẫn thành sương mù, có từng khỏa virus tảo cầu, tại trong bàn tay hắn nhấp nhô, kịch liệt kinh khủng virus lực lượng, làm cho tống thiên chú vô cùng kinh hãi, dọa đến hồn phi phách tán. Bệnh ách ma quân virus chi pháp, ngươi sao lại thế? Tống thiên chú kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, e sợ cho lọt vào virus ăn mòn. Trước đây tại Vạn Tinh Hải, Diệp Thần đánh giết bệnh ách ma quân đệ tử Tiêu Cửu U, đem đối phương thôn vệ hết, cũng là lĩnh ngộ được rất nhiều virus ách nạn chi đạo pháp môn, mặc dù còn không có tu luyện có thành tựu, nhưng giờ phút này thi triển đi ra, cũng đủ để uy hiếp Tống Thiên Chú. Tống Thiên Chú gương mặt tái nhợt, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, quát. Thiên đường sáu thức, quang minh tịnh hóa. Hắn hao phí bản mệnh tinh huyết, lần nữa thi triển thiên đường sáu thức, bày ra tịnh hóa áo nghĩa. Lập tức liền có một luồng thánh quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng cường hãn tịnh hóa lực lượng, đi tịnh hóa Diệp Thần trên bàn tay virus. Diệp Thần chỗ bộc phát ra virus, đúng là trong nháy mắt, liền bị tịnh hóa đến sạch sành xanh. Thấy virus bị tịnh hóa, Diệp Thần lại cũng không bối rối, nhìn chăm chú Tống Thiên Chú, cười nói. Thiên đường của ngươi đạo pháp hoàn toàn chính xác cường hãn, liền là không biết cùng ta thôn hồn tà đạo trương so sánh, ai thắng một bậc. Chỉ thấy từng sợi khói đen, theo Diệp Thần trong cơ thể dâng trào mà ra, hóa ký thành từng cái màu đen như hồ điệp phiên phi tự, những chữ này phù rất nhanh xây dựng thành một bộ hắc ám tà điển, chính là thôn hồn tà đạo trương bên trong thôn phệ chi trương. Oanh long long, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, theo thôn phệ tà điển bên trong bộc phát ra, ma khí cuồn cuộn, bàng bạc khói đen trực tiếp đem Tống Thiên Chú quấn chặt lấy. A, Tống Thiên Chú hét thảm lên. Chỉ cảm thấy mình toàn thân khí quan, đều bị một cỗ kinh khủng tà ác lực lượng lôi kéo, muốn sụp đổ. Hắn vừa mới bùng cháy bản mệnh tinh huyết, thân thể đã là vô cùng suy yếu, căn bản ngăn không được Diệp Thần thôn hồn tà đạo trương nghiền ép. Diệp Thần vừa mới cái gọi là virus, kỳ thật chẳng qua là hư chiêu thôi. Hắn chân chính sát chiêu, là thôn hồn tà đạo trương. Thôn hồn tà đạo trương mãnh liệt hắc ám ma khí, so với vừa mới virus, không biết hung mãnh nhiều ít. Cho dù là Tống Thiên Chú thiên đường tịnh hóa hào quang, cũng hoàn toàn không thể gột rửa tịnh hóa. Thậm chí, thôn hồn tà đạo trương cái kia bàng bạc ma khí, lan tràn ra ngoài, trực tiếp liền che khuất bầu trời, làm cho chung quanh thiên địa lâm vào trong bóng tối, không thác nước phía xa cũng lọt vào tà khí ăn mòn, dòng nước hóa thành đen kịt, vô cùng quỷ dị. Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa Yêu, vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này, phảng phất thấy được hồn thiên đế đích thân tới. Bọn hắn toàn thân run rẩy, không thể tin được. Nguyên thần thiên đường là chân lý sẽ đỉnh phong áo nghĩa, chuyên môn khắc chế hắc ám, nhưng bây giờ lại không cách nào tịnh hóa Diệp Thần nuốt hồn tà điển. Đây là bởi vì Diệp Thần khí tức nội tình, xa mạnh mẽ hơn Tống Thiên Chú, mà lại là đột nhiên thi đánh lén, Tống Thiên Chú căn bản ngăn không được. Luân hồi chi chủ, dừng tay cho ta. Lạc Hạc Hiên mắt thấy Tống Thiên Chú liền bị Diệp Thần giết chết, không khỏi gấp. Đan điền linh khí sôi trào, quanh thân bùng nổ thánh quang, một quyền mang theo thiên đường sử thi thánh uy, cách không oanh sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên bắt lấy Tống Thiên Chú thân thể, xem như tấm chắn, ngăn cản Lạc Hạc Hiên nhất kích. Lạc Hạc Hiên một cái kinh thiên quyền mang, dũng mãnh đánh vào Tống Thiên Chú trên thân, trực tiếp đem Tống Thiên Chú thân thể, đánh ra một cái lỗ thủng, người sau sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Lạc Hạc Hiên, mẹ nó ngươi. Tống Thiên Chú kinh sợ gặp nhau nhìn chằm chằm Lạc Hạc Hiên, nghĩ chửi mắng một tiếng, nhưng tiếp theo sát, từng đầu hắc sắc ma khí, như xúc tu quấn chặt lấy tay của hắn tay chân, sau đó đưa hắn chỉnh cỗ thân thể, kéo vào thôn hồn tà đạo trương thôn phệ chi trương bên trong đi. Diệp Thần trực tiếp đem Tống Thiên Chú thôn phệ hết, người sau tất cả máu thịt, trí nhớ, linh hồn các loại tồn tại, toàn bộ hóa thành tinh thuần linh khí, tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Oanh! Chỉ một thoáng. Diệp Thần thức hải một cỗ căng đau, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bí quyết, như mang theo cửu thiên hào quang, tại trong thức hải của hắn lao nhanh nô nước tấp nập,
Đó là nguyên thần thiên đường tu luyện huyền bí. Tống Thiên chú trí nhớ, đại bộ phận không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn trong trí nhớ, nguyên thần thiên đường pháp quyết tu luyện, lại là vô cùng minh mông, rộng rãi bá đạo, là nguyên thiên đế tác phẩm đỉnh cao. Này nguyên thần thiên đường pháp quyết tu luyện, hết sức phức tạp, Tống Thiên chú bản thân chỉ lĩnh ngộ 1% không đến, hắn là dựa vào trí nhớ, đem hết thảy bí quyết học bằng cách nhớ xuống tới. Riêng là theo nguyên thần thiên đường bên trong biến hóa ra thần thông, liền có thiên đường sáu thức, thiên quốc thẩm phán, thiên quốc chi môn, thiên đường thánh kiếm, thiên đường bảo hộ thánh quang chúc phúc, thánh quang trị liệu, thần thánh thủ hộ các loại biến hóa, ảo diệu vô tận. Diệp thần rung động, những bí pháp này, toàn bộ là nguyên thiên đế sáng tạo, so bác đại tinh thâm còn bao la hơn tinh thâm. Tống Thiên chú học bằng cách nhớ, vì ghi khắc hạ này chút bí quyết áo nghĩa. Trọn vẹn hao tốn vài vạn năm thời gian, mà lại cũng chỉ là chết nhớ kỹ, chân chính có thể lĩnh ngộ tinh túy, trăm không đủ một. Bất quá Diệp thần thiên phú rất mạnh mẽ, ngộ tính cực cao, cho nên Tống Thiên chú học bằng cách nhớ xuống tới nội dung, rất nhanh từng trang sách mãnh liệt bị hắn lĩnh ngộ. Đột nhiên cảm ngộ nhiều như vậy bí pháp, coi như là dùng Diệp thần đầu, cũng gặp to lớn trùng kích. Bất quá may mắn lúc này Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa yêu. Thấy Tống Thiên Chú bị Diệp Thần thôn phệ hết, hai người ở vào to lớn rung động cùng trong kinh hãi, cũng không có nắm chắc cơ hội ra tay đánh giết Diệp Thần, bằng không, Diệp Thần liền nguy hiểm. Diệp Thần cấp tốc tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Đổ Mỹ Hoa Yêu cùng Lạc Hạc Hiên, làm thấy Đổ Mỹ Hoa Yêu trên trán núi ký tự văn lúc, hắn liền thật sâu thấy kiêng kỵ. Đổ Mỹ Hoa Yêu là Sơn Thần đệ tử, có thể mượn dùng Sơn Thần lực lượng, nếu là bạo phát đi ra, chỉ sợ vô cùng phiền phức. Thiên đường sáu thức, cửu thiên cân nhắc quyết định. Diệp thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức liền một quyền đánh tung mà ra, lập tức đầy trời thánh quang tràn ngập, bầu trời biến thành bạch lượng màu sắc, có to lớn thiên đường đồ đằng đại khí tượng, ở chân trời lơ lửng, truyền ra hoa mỹ sử thi bài hát ca tụng tiếng ngâm sướng, từng sợi thánh quang tựa như thác trời bạo rơi mà xuống, theo Diệp thần nắm đấm, bạo ngược hướng về Đồ Mỹ Hoa Yêu cùng Lạc Hạc Hiên đánh tới, xen lẫn một cỗ to lớn cân nhắc quyết định lực lượng. Thiên đường sáu thức có sáu loại áo nghĩa biến hóa, cân nhắc quyết định, tịnh hóa, long thần, sử thi, đại phạm quang minh, thăng thiên cực lạc. Ngày này đường cân nhắc quyết định thức, có thể cân nhắc quyết định người sinh tử, vô cùng lợi hại. Diệp thần giờ phút này thi triển đi ra, Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa Yêu, lập tức liền thấy nghẹt thở, phảng phất sinh tử của mình vận mệnh, đều đã bị Diệp thần cân nhắc quyết định, hết thảy tội nghiệt đều lọt vào thẩm phán. Diệp thần chỗ bộc phát ra thiên đường thánh quang, cân nhắc quyết định oai, thậm chí so với vừa mới Tống Thiên Chú, còn muốn hung mãnh không chỉ gấp 10 lần. Đây là bởi vì, nguyên thần thiên đường là nguyên thiên đế sáng tạo bí pháp, mà nguyên thiên đế ngoại hình, như già đi Diệp thần, hắn từng đánh cắp một tia luân hồi khí, vì chính mình rèn đúc thân thể. Cho nên, nguyên thiên đế cùng luân hồi một đạo quan hệ mật thiết, hắn sáng tạo qua, tu luyện qua thần thông bí pháp. Đều sẽ chiếu rọi đến chí cao vô thượng luân hồi pháp tắc bên trong, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, có thể xỏ xuyên qua thiên cơ, kế thừa dấu vết, cho nên phàm là nguyên thiên đế sáng tạo tu luyện qua bí pháp, hắn đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ, lập tức tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Lạc Hạc Hiên cùng Đồ Mỹ Hoa Yêu, đều triệt để chấn kinh, không nghĩ tới Diệp thần thiên đường đạo pháp, như thế thần thánh rực rỡ, cân nhắc quyết định thánh quang kinh thiên. Tại Diệp thần hừng hực hào quang chiếu rọi, bọn hắn tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Cái kia cân nhắc quyết định thánh quang, nổ tung mà tới, Lạc Hạc Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ bị đập vụn xương cốt, sụi lơ trên mặt đất, chết sống không biết. Đồ Mỹ Hoa Yêu có Sơn Thần chúc phúc bảo hộ, miễn cưỡng ngăn cản được Diệp thần thiên đường uy áp, nhưng kiều khu răng rắc rung động, xương cốt cũng gần như vỡ vụn. Luân hồi chi chủ, ngươi, chấm. Ta không tin, ta có sư phụ ta chúc phúc, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi? Đồ Mỹ Hoa Yêu biểu lộ có chút dữ tợn, tràn ngập không cam tâm, nàng cắn răng, cái trán phủ văn ông ông tác hưởng, nở rộ hạo đại hào quang. Dãy núi, nghe ta hiệu lệnh. Chỉ thấy Đồ Mỹ Hoa Yêu hai tay kéo ra, trên trán phủ văn, hào quang nở rộ đến nhất hừng hực hoàn cảnh, mênh mông pháp tắc uy năng lan tràn ra, đúng là bao phủ phương viên một tòa tọa thần núi lớn ngọn núi. Chỉ thấy chung quanh sơn nhạc, răng rắc rung động, dồn dập sụp đổ đập tan, hết thảy sơn nhạc bản nguyên nhất, nhất dư thừa năng lượng, địa mạch chỗ sâu tinh thuần nhất khí tức, toàn bộ tràn đầy mà ra,
tại đồ Mỹ Hoa Yêu trên đỉnh đầu, dần dần tạo thành một tòa hình dạng như tay cầm mỏm núi. Này tòa tay cầm phong, nguy nga khổng lồ, sự cũ tang thương, lộ ra vô biên trấn áp thần uy. Diệp Thần thấy này tòa tay cầm phong, đồng tử lập tức kịch liệt co vào, phảng phất vượt qua vô tận thời không, nhìn thấy năm đó Triều Thiên Sơn Thần, tại thời đại viễn cổ trấn áp muôn vàn thần ma hình ảnh. Triều Thiên Sơn Thần tay cầm, liền là một tòa ngũ chỉ sơn, trấn hạ xuống, cường hãn hơn nữa thần ma đều muốn bị trấn áp, không thể động đậy, vĩnh thế thoát thân không được. Giờ khắc này, đồ Mỹ Hoa Yêu rút sạch chung quanh dãy núi năng lượng, dãy núi sụp đổ, đại địa hóa thành phế tích, hết thảy linh khí năng lượng, đều hội tụ thành cái kia một tòa nguy nga bàn tay khổng lồ phong, chậm rãi hướng Diệp Thần uy áp xuống tới. Cùng lúc đó, đồ Mỹ Hoa Yêu gương mặt, cũng là triệt để tái nhợt, thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, không ngừng run rẩy. Này tòa tay cầm phong, là Triều Thiên Sơn Thần Đại Thần Thông, rõ ràng không phải nàng có thể dễ dàng trưởng khống, giờ phút này thi triển đi ra, rất có điểm muốn cùng Diệp Thần đồng quy vu tận ý tứ. Tên điên! Diệp Thần chán nổi gân xanh đột nhiên. Đồ Mỹ Hoa Yêu cười một tiếng, tiếng nói lăng lệ nói, luân hồi chi chủ, hôm nay liền ngọc thạch câu phần, ta cho dù chết, sư phụ ta cũng có thể đem ta phục sinh. Nhưng nếu như ngươi chết, ha ha, chỉ sợ chính là muốn vạn kiếp bất phục. Tiếng nói vừa ra, đồ Mỹ Hoa Yêu thôi động bàn tay kia phong, hướng Diệp Thần đập xuống. To lớn nguy nga tay cầm phong, chấn động toàn bộ huyễn tưởng thế giới, tại huyễn tưởng thôn thiên đảo bên trong, bốn phương tám hướng võ giả, đều có thể rõ ràng mắt thấy đến một màn này kỳ quan, một đầu núi đá xây dựng thành tay cầm, từ trên trời giáng xuống, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Diệp Thần lập tức hít thở không thông, hắn cũng không muốn cùng đồ Mỹ Hoa Yêu đồng quy vu tận. Người mượn dùng sơn thần lực lượng, sau lưng ta cũng có người. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, liền chuẩn bị kêu gọi tinh đạo long nữ cùng tiểu La Bạc, hắn rất nhiều thủ đoạn nhận sơn thần nhân quả luật hạn chế, nhưng luân hồi mộ địa là sẽ không bị hạn chế, hắn vẫn là có thể mượn dùng luân hồi đại năng cùng tiểu La Bạc lực lượng, chỉ bất quá cuối cùng không quá hợp tranh tài quy củ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ không mượn dùng. Bằng không, bị người bắt được cái chuôi, mượn đề tài để nói chuyện của mình, vậy cũng đầy thiệt là phiền. Hiện ở thời điểm này, chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Diệp Thần liền chuẩn bị mượn dùng tinh đạo long nữ lực lượng, nhưng lúc này, lại nghe phương xa truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Thu tới sơ sắc tiêu điều vạn thảo điêu, đem nhiễm phồn hoa quy trần tiêu. Dùng tên của ta, ban thưởng ngươi tài ách. Đạo thanh âm này, ầm ầm chú ngôn từ minh, như kinh lôi, lại như chí cao thần ngâm sướng, mang theo một cỗ rộng rãi uy áp. Diệp Thần nghe được, này đúng là Tôn Di thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tôn Di ngồi cưỡi lấy ảnh ma hung ngao, cấp tốc chạy đến cùng Diệp Thần hội hợp, trên lưng của nàng còn đeo một người, chính là Đại Từ Thụ Hoàng. Nhìn thấy Tôn Di mang Đại Từ Thụ Hoàng trở về, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Xem ra Đại Từ Thụ Hoàng còn chưa có chết, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Chỉ thấy Tôn Di một tay kết ấn, từng đạo linh quyết đánh ra, mang theo nguyền rủa tai ách khí tức khủng bố, từng sợi khô héo như lá héo hào quang, rơi xuống đồ Mỹ Hoa Yêu trên thân. Một màn kinh người xuất hiện, đồ Mỹ Hoa Yêu trên thân, cánh hoa bện thành áo ngực cùng váy ngắn, giờ phút này thế mà sụp đổ, vô pháp duy trì hình dạng, hóa thành nguyên thủy vụn vặt cánh hoa rơi xuống. Hơn nữa còn từng mảnh khô héo. Khô héo, không chỉ là cánh hoa, còn có đồ Mỹ Hoa Yêu cả người. Nàng sinh cơ, vận mệnh của nàng, vậy mà tại trong chớp mắt, bị Tôn Di trưởng khống. Tôn Di phát lớn nguyền rủa, muốn cho đồ Mỹ Hoa Yêu héo tàn chết đi, cái kia đồ Mỹ Hoa Yêu toàn thân linh khí, liền nhanh chóng héo rút. Tôn Di là thảo thần, chấp trưởng thảo thần quyền hành, theo trên lý luận nói. Nàng có khả năng trưởng khống thế gian hết thảy cỏ cây thực vật sinh tử khô vinh. Đồ Mỹ Hoa Yêu là một gốc đồ mi hoa biến thành, nàng tự nhiên cũng đào thoát bất quá Tôn Di trưởng khống. Tôn Di lần này nguyền rủa liền để đến đồ Mỹ Hoa Yêu linh khí khô kiệt, không cách nào lại duy trì bàn tay kia phong trật tự. Răng rắc, chỉ thấy bàn tay kia phong, cấp tốc nổ tung phá toái, hóa thành trăm ngàn khối loạn thạch rơi xuống, chà phá không khí kích thích hỏa diễm. Như là cỗ sao băng hùng vĩ. Chỉ bất quá, thi triển ra như vậy nguyền rủa Tôn Di, tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao, gương mặt một hồi tái nhợt, kêu lên, Diệp Thần, mau đem cái kia hoa yêu giết. Diệp Thần tâm bên trong run lên, lập tức phi thân mà ra, một cái thiểm lược,
liền xuất hiện tại Đồ Mỹ Hoa Yêu trước mặt. Chỉ thấy Đồ Mỹ Hoa Yêu lọt vào Tôn Di nguyền rủa, đồng tử thần quang đã triệt để khô héo, cả người hấp hối, hiện tại Diệp Thần chỉ cần nhất kích là có thể đưa nàng giết chết. Đồ Mỹ Hoa Yêu nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Thần, lập tức lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, tử vong đại khủng bố triệt để đem nàng đạo tâm bao phủ, nhưng nàng cũng không muốn chó vẩy đuôi mừng chủ, nghiến răng nghiến lợi nói. Luân hồi chi chủ, người coi như giết ta, sư phụ ta cũng sẽ báo thù cho ta. Diệp Thần lại chợt lộ ra một vệt ý cười, nói, phải không? Cái kia ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, ngươi sau này làm ta thị thiếp là được. Nói xong Diệp Thần đánh ra một chưởng, đập vào Đồ Mỹ Hoa Yêu trên thân, âm thầm vận chuyển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, đánh cắp tinh thần của nàng. Đồ Mỹ Hoa Yêu kiều khu run lên, thoáng chốc ở giữa, nàng một trái tim phảng phất đều bị Diệp Thần trộm đi, thân thể trở nên mềm nhũn, trong mắt hận ý cũng đã biến mất, biến thành mờ mịt, nhu tình, lại dẫn một điểm khắc cốt quyến luyến bộ dáng. Cuối cùng, Đồ Mỹ Hoa Yêu mềm nhũn quỳ gối Diệp Thần trước mặt, thở dốc liên tục, tiềm thức vẫn còn muốn tìm hồi trở lại lòng của mình, nhưng lòng của nàng đã bị Diệp Thần trộm đi, nàng rất nhanh lâm vào bao la mờ mịt trong hỗn loạn, trong mắt toàn bộ thế giới, phảng phất cũng chỉ còn lại có Diệp Thần. Người độ tan nàng. Tôn Di nhìn thấy một màn này, lập tức rất đỗi giật mình, đáp lấy ảnh ma hung ngao hạ xuống tới. Diệp Thần cười nói, xem như thế đi. Chỉ thấy Đồ Mỹ Hoa Yêu ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong thần quang một lần nữa ngưng tụ, trở nên kiên định, nói ta trước kia tội nghiệt quá sâu, nhờ có luân hồi chi chủ cứu vớt, về sau nhất định tâm hướng luân hồi, thay đổi triệt để. Tôn Di nhìn thấy vừa mới vẫn là vô cùng hung hăng càn quấy Đồ Mỹ Hoa Yêu, bây giờ lại ngoan ngoãn cúi đầu, thật sự là thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, nàng không phải là chứ a. Đồ Mỹ Hoa Yêu nói, ta trước kia ngộ nhập lạc lối, vậy mà thờ phụng sơn thần này bạo ngược tự dưng lão quỷ, may mắn được luân hồi chi chủ cứu vãn, ta vô cùng cảm kích, đối luân hồi chi chủ khăng khăng một mực, có thể kính dâng hết thảy, để cầu chuộc tội. Tôn Di gật đầu nói, xem ra không phải chứ. Đồ Mỹ Hoa Yêu dám mở miệng trực tiếp nhục mạ sơn thần, vậy khẳng định không phải chứ. Mà theo Đồ Mỹ Hoa Yêu quy thuận, Tiểu Hồng Ngư cùng Dung Nham Thiên Cẩu cũng khôi phục tỉnh táo. Theo bị mê hoặc trong trạng thái thoát thân ra tới, bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Đại chiến lắng lại, chung quanh rừng núi đã bị san thành phế tích, vừa mới cái kia vô cùng kinh khủng tay cầm phong, đã hoàn toàn tan vỡ thành thiên thạch, hết thảy người khởi xướng Đồ Mỹ Hoa Yêu, bây giờ lại tựa như thành tín nhất tín đồ, quỳ lạy tại Diệp Thần trước mặt. Dung Nham Thiên Cẩu nói, luân hồi chi chủ, người thật đúng là lợi hại, thế mà đã thu phục được cái này yêu nữ. Tiểu Hồng Ngư thở dài một hơi, nói, hổ thẹn, thế mà bị tiểu nha đầu này mê hoặc. Diệp Thần nói, đó là sơn thần đang giở trò, Tiểu Hồng Ngư, ngươi không cần tự trách. Tiểu Hồng Ngư thực lực là rất mạnh mẽ, nếu như không phải sơn thần giúp Đồ Mỹ Hoa Yêu gian lận, Đồ Mỹ Hoa Yêu không có khả năng dung chuyển tinh thần của nàng. Đồ Mỹ Hoa Yêu nói, hổ thẹn hẳn là ta, mọi loại sai lầm, tội nghiệt tại ta, thỉnh luân hồi chi chủ hàng phạt. Diệp Thần cười nói, người về sau ngoan ngoãn nghe lời là được. Hắn không giết Đồ Mỹ Hoa Yêu, trong lòng là có một cái suy tính, Đồ Mỹ Hoa Yêu từ cái này đồ mi trong biển hoa sinh ra, giữ lại tính mạng của nàng, có lẽ đối cứu vớt Hải Nguyệt Thần nữ Tiêu Mộng Ly có ích. Lúc này, Lạc Hạc Hiên tỉnh lại, hắn còn chưa có chết, chỉ là bị trọng thương, nhìn thấy Đồ Mỹ Hoa Yêu đã quy thuận Diệp Thần, hắn quá sợ hãi, nói, Đồ Mi sư muội, ngươi làm sao? Chân lý sẽ có thập đại chân truyền đệ tử, hắn xếp tại thứ 8, Tống Thiên Chú thứ 10, Đồ Mỹ Hoa Yêu thì là thứ 9. Mặc dù Đồ Mỹ Hoa Yêu thực lực chân chính, so với hắn hơi kém một chút, nhưng nàng có thể là sơn thần đồ đệ, thân phận hết sức đặc thù, giờ phút này thế mà quy thuận Diệp Thần, hắn trực tiếp chấn kinh. Đồ Mỹ Hoa Yêu quy thuận về sau, Lạc Hạc Hiên trước đây chịu mị hoặc, cũng là tiêu tán, hắn hiện tại vô cùng tỉnh táo, chấn động không gì sánh nổi. Đồ Mỹ Hoa Yêu nói, Lạc Sư Huynh, tùy tùng luân hồi chi chủ, có thiên đại tiền đồ, người cũng theo ta cùng một chỗ quang nhập luân hồi dưới trướng là được. Lạc Hạc Hiên lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói, sư muội, người điên rồi, người điên rồi. Hắn lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người độ tan sư muội ta, sơn thần sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, ta không quan tâm, Lạc Huynh, nếu như ngươi chịu theo ta, ngươi liền lưu lại, nếu không chịu. Ngươi rời đi là được.
Kỳ thật hắn đối nổ Mỹ Hoa yêu, không phải độ hóa, mà là trộm tâm, cả hai vẫn là có khác biệt, độ hóa là hoàn toàn đem nhân hóa thành khôi lỗi tồn tại, nhưng trộm tâm, nổ Mỹ Hoa yêu là triệt để yêu hắn, đối với hắn khăng khăng một mực, tình cảm thân mật hơn. Đến mức Lạc Hạc Hiên, Diệp Thần cùng hắn không có gì khác cốt đại thù, hắn là địa phủ tà quân người, mà tại chân lý sẽ bên trong, địa phủ tà quân là duy trì luân hồi trận doanh, cho nên, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không tổn thương Lạc Hạc Hiên, hai bên lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lạc Hạc Hiên yên lặng một hồi, chắp tay, thở dài, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi ân không giết, chỉ bất quá, Sơn Thần là khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, chính ngươi cẩn thận. Diệp Thần nói, ta biết. Lạc Hạc Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, lại hướng Diệp Thần bái, liền quay người rời đi. Ngô! Lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi thanh âm, theo đại tử thụ hoàng trong miệng phát ra, nàng sắp tỉnh dậy. Hắn ngưng mắt xem xét, liền thấy đại tử thụ hoàng quần áo vỡ tan, trên thân vết thương chồng chất, rõ ràng bị thương rất nặng, mà Tôn Di cùng ảnh ma hung ngao trên thân, cũng là mang thương. Tôn Di, các ngươi làm sao cũng thụ thương rồi. Diệp Thần nhíu mày hỏi. Tôn Di đạo, bị Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu ảnh hưởng đến, bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Diệp Thần kỳ nói, hai người bọn họ đánh nhau. Tôn Di đạo, đúng vậy, giống như là vì tranh đoạt một khỏa bảo thạch. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, chỉ một thoáng bắt được thiên cơ, nói, là chiến thần bao tay bảo thạch. Tôn Di ngưng thần nghĩ đo một cái, nói, giống như là, viên bảo thạch kia, ta nhìn thấy liếc mắt, khí huyết năng lượng cực kỳ dồi dào, mà lại có máu me đầy đầu ma chấn thủ, cực kỳ cường đại huyết ma. Huyết ma sao? Diệp Thần nhớ tới ảnh ma hung ngao nói qua, tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới, tồn tại một đầu hung ác huyết ma. Xem ra cái kia huyết ma, liền là chiến thần bao tay bảo thạch chấn thủ người. Chỉ nghe ảnh ma hung ngao nói ra, liền là huyết chi thạch. Cái kia huyết ma chấn thủ lấy huyết chi thạch, truyền thuyết nếu như có thể đạt được huyết chi thạch, tự thân khí huyết có thể đạt được nghịch thiên thuế biến. Ta cùng Tôn Di đại nhân đi ra thời điểm, thấy đầu kia huyết ma, đã bị cái kia Chu Võ Hoàng liên thủ với Ma Phi Thiên đánh giết, hai người đánh giết huyết ma về sau, vì tranh đoạt huyết chi thạch, lại ra tay đánh nhau. Chu Võ Hoàng thủ hạ còn có cái tiểu đệ, kêu cái gì Hùng Bá Phong tới, tựa hồ là Hùng Bá gia tộc thiên tài, trên tay mang theo một bộ bao tay, là chiến thần bao tay phỏng chế phẩm, tuy nói là phỏng chế phẩm, nhưng uy lực cũng là 10 điểm hung mãnh, hắn liên thủ với Chu Võ Hoàng, kém chút liền đánh bại Ma Phi Thiên. Diệp Thần khẩn trương lên, hỏi cái kia sau đó thì sao? Ảnh ma hung ngao nói, sau này, lại là Ma Phi Thiên đột nhiên nện xuống một chiếc phương chu, đánh Chu Võ Hoàng cùng Hùng Bá Phong một trở tay không kịp. Diệp Thần gật gật đầu, cái kia phương chu nghĩ đến liền là trước đây tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc, Ma Phi Thiên lấy được thiên tinh thánh thành hào. Cuối cùng cái kia huyết chi thạch, bị Ma Phi Thiên cướp đi, Chu Võ Hoàng cùng Hùng Bá Phong đuổi theo, bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, hắc hắc, nghĩ đến liền sẽ không tới quấy rối chúng ta. Ảnh ma hung ngao nói xong chân tướng, nhếch miệng cười cười. Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, đều là 10 điểm nhân vật cường hãn, trước đó Ma Phi Thiên càng là sáng lập thất tinh sát sát trận, một chiêu thiên ma hóa huyết trường, liền đem Tiểu Hồng Ngư đánh thành trọng thương. Hiện tại hai người lẫn nhau tranh đấu, cái kia Diệp Thần bên này liền an toàn. Diệp Thần hiểu được, nếu Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, muốn tranh đoạt huyết chi thạch, vậy liền không rảnh lại đến truy sát Tiểu Hồng Ngư, hắn cũng là có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Lên thuyền, rời đi nơi này lại nói. Diệp Thần gọi ra Thiên Quang Trục Nhật Hạm, chào hỏi Tôn Di, Đồ Mỹ Hoa Yêu, Tiểu Hồng Ngư chờ thêm thuyền, tuy nói hiện tại Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, hẳn là sẽ không tới, nhưng Thiên Nữ cùng Đệ Nhị Thiên Nhai, cũng là không được xem nhẹ uy hiếp. Diệp Thần vừa mới đại chiến hoàn tất, linh khí tiêu hao đến lợi hại, cần điều tức, mà lại đại tử thụ hoàng bị trọng thương, cũng cần trị liệu. Đoàn người leo lên Thiên Quang Trục Nhật Hạm, Diệp Thần khu động thuyền, trực tiếp ẩn vào trong mây giấu kín dâng lên. Tôn Di đem đại tử thụ hoàng đặt ngang tại bong thuyền, ánh nắng chiếu xuống đến, đại tử thụ hoàng gương mặt xinh đẹp cho mang theo tiểu tụy, trên thân tràn đầy vết thương, trước đó Ma Phi Thiên liên hợp chúng võ giả, cùng Tiểu Hồng Ngư biến thành thôn thiên côn kịch đấu, đại tử thụ hoàng là thất tinh sát sát trận trận nhãn một trong, nàng nhận nghiêm trọng công kích, lại từ trên cao rơi xuống, trên thân xương cốt đều không biết đứt gãy bao nhiêu. Tôn Di đạo, ta thay nàng trị liệu qua,
nhưng nàng thương thế quá nặng, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, nàng ngắn ngủi tỉnh táo qua, nói biết mình gọi đại từ thụ hoàng, nhưng nàng nói đại từ thụ hoàng đi qua, nàng đã vứt bỏ, nàng tại cổ tinh môn bên trong thu hoạch được tân sinh, nàng bây giờ tên gọi Thi Thiên lại. Diệp Thần cau mày nói, nàng thế mà từ bỏ chính mình đi qua thân phận. Chẳng lẽ không quan trọng một cái cổ tinh môn đệ tử thân phận, có thể cùng đại từ thụ hoàng so sánh. Đại từ thụ hoàng, chính là thiên mẫu nương nương tạo vật, thậm chí là nguyên thiên đế sáng tạo mỹ thần linh cảm đầu nguồn, là ban đầu thế gian mỹ hảo biểu tượng, có tư cách cùng sử thần chống lại. Tại thời đại viễn cổ, thật nhiều mạnh mẽ thiên đế, thậm chí siêu phẩm thiên đế, đều là đại từ thụ hoàng tín đồ. Đại từ thụ hoàng thần cách quyền hành, tại đỉnh phong thời điểm, siêu việt siêu phẩm thiên đế, vô cùng mạnh mẽ, như thế thân phận cao quý quyền hành, nàng lại muốn vứt bỏ, đây là Diệp Thần không cách nào tưởng tượng. Tôn Di Đạo, người trước cứu tỉnh nàng lại nói, tốt nhất chính miệng hỏi nàng một chút, đại từ thụ hoàng chân quý như vậy thân phận, nàng lại còn nói muốn vứt bỏ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần gật gật đầu, đủ loại này nghi vấn, xem ra chỉ có chính miệng hỏi thăm đại từ thụ hoàng, mới có thể cởi ra. Ngay sau đó, Diệp Thần đầu tiên là tại đại từ thụ hoàng trên thân, một hồi xoa bóp, đưa nàng gãy mất xương cốt một lần nữa tiếp hảo. Này gãy xương tiếp tục đau đớn, làm cho trong hôn mê đại từ thụ hoàng, ôi một tiếng kêu hô, thống khổ mở mắt, tỉnh lại một thoáng, lại bởi vì đau đớn kịch liệt ngất đi. Nguyên thần thiên đường, thánh quang trị liệu, rơi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tay cầm toát ra từng sợi thần thánh hào quang. Hào quang bên trong mơ hồ có thiên đường cung điện đại khí tượng hiển hóa ra ngoài, sau đó cuồn cuộn thánh quang như thác nước bạo rơi, quán chú đến đại từ thụ hoàng trong cơ thể. Đây là thánh quang trị liệu pháp môn, theo nguyên thần thiên đường bên trong lưu truyền mà ra, Diệp Thần trước đó thôn phệ tống thiên chú, liền lĩnh ngộ nguyên thần thiên đường diệu pháp, này thánh quang trị liệu thủ đoạn thi triển đi ra, thành thạo như ý, thánh huy cuồn cuộn, rất nhanh toàn bộ thẩm thấu vào đại từ thụ hoàng trong thân thể. Đồ Mỹ Hoa Yêu nói, tôn chủ, người nguyên thần thiên đường tu vi tạo nghệ, thật đúng là lợi hại, chỉ sợ so với chúng ta chân lý sẽ thập đại chân truyền đệ tử, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tiểu Hồng Ngư, Dung Nham Thiên Cẩu, ảnh ma hung ngao ở bên yên lặng nhìn xem, liền thấy tại Diệp Thần thánh quang trị liệu dưới, đại từ thụ hoàng thương thế trên người cấp tốc khôi phục, đến cuối cùng ương một tiếng, mở mắt ra, chậm rãi liền thanh tỉnh lại. Tỉnh táo sau đại từ thụ hoàng. Vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt trong suốt, khí sắc khôi phục cái gì tốt. Diệp Thần thấy thế, cũng là vừa lòng phi thường, thánh quang trị liệu hiệu quả, vô cùng chắc tuyệt. Người biết mình là người nào không? Diệp Thần nhìn xem đại từ thụ hoàng hỏi. Vừa mới tỉnh lại đại từ thụ hoàng, có chút bao la mờ mịt, nói ta gọi Thi Thiên lại, ngươi là luân hồi chi chủ, ta nhận ra ngươi. Nàng lại nhìn chung quanh, nhìn thấy Tôn Di, Dung Nham Thiên Cẩu. Ảnh ma hung ngao các loại, trong mắt lộ ra một vệt đề phòng, các ngươi muốn giết ta sao? Diệp Thần nói, nếu như muốn giết ngươi, liền sẽ không cứu ngươi. Đại từ thụ hoàng nhìn mình thân thể, thương thế xác thực là hoàn toàn khôi phục, trong lòng hơi rộng, nói, đa tạ cứu mạng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần hỏi, ngươi có nhớ hay không chính mình trước kia thân phận? Ngươi là đại từ thụ hoàng, không phải cái gì Thi Thiên lại. Đại từ thụ hoàng ngẩn ngơ. Lắc lắc đầu nói, không phải, đại từ thụ hoàng chẳng qua là quá khứ của ta của quá khứ đã hư thối, không tiếp tục giá trị tồn tại, ta tại cổ tinh môn ở bên trong lấy được tân sinh, như lần này tinh không tranh bá thi đấu có thể thắng được, ta là có thể theo chân truyền đệ tử, tấn thăng làm thánh nữ. Nàng tầm mắt sáng rực, đối thánh nữ kia vị trí, tựa hồ có chút khát vọng. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, nói cổ tinh môn thánh nữ tính là gì, sao có thể cùng ngươi đi qua so sánh. Trước kia cổ tinh môn thánh nữ, san hô cung mưa, sớm đã bị Diệp Thần thu làm thị thiếp, không quan trọng một cái thánh nữ, quyền hành làm sao xứng cùng đại từ thụ hoàng đánh đồng. Đại từ thụ hoàng chán nản nói, ta của quá khứ, đã mục nát. Ta từng bị sử thần mê hoặc, uống xong ngạc tuyền chi thủy, trở thành bảy ác mộng trận trận nhãn một trong, cuối cùng rất có thể muốn trở thành sử thần vật chứa, thân thể bị hắn chiếm lấy, vậy thì thật là không thể tưởng tượng lớn ác mộng. Ta tại mấy năm trước ngạc tuyền chi thủy sát khí phát tác, thân thể thối rữa, muốn biến thành một đầu ác mộng yêu, là cổ tinh môn một cái ẩn thế cường giả ra tay, đem ta sát khí trấn áp, ban cho ta tân sinh. Theo một ngày kia trở đi, đại từ thụ hoàng liền chết, thế gian chỉ có Thi Thiên lại,
đây là tên của ta. Đi qua nhân quả, ta không thể lại tiêm nhiễm nửa điểm, nếu bị trấn áp Ngạc Tuyền sát khí, lại muốn phát tác. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói cái gì ẩn thế cường giả. Cổ tinh môn còn sẽ vượt qua ngũ đại thiên đế tồn tại. Cổ tinh môn nhân vật cường hãn nhất, liền là Cốt Thiên Đế, Kính Thiên Đế, Ban Thiên Đế đám người, nhưng bây giờ nghe Đại Từ Thụ Hoàng nói, năm đó cứu vớt nàng tính mệnh người, cũng không là ngũ đại thiên đế, mà là một vị khác ẩn thế cường giả. Vị cường giả kia, là lợi hại như thế, thế mà liền Ngạc Tuyền chi thủy sát khí, đều có thể trấn áp. Đại Từ Thụ Hoàng nói, ta không biết, vị kia ẩn thế cường giả, tựa hồ cũng không phải là chân thực tồn tại, chẳng qua là một đạo huyễn tưởng khái niệm, nhưng bất kể như thế nào, hắn cứu vớt ta, ta không thể phản bội hắn, về sau ta đều muốn chung với cổ tinh môn. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, ngươi là muốn đối địch với ta. Hắn cùng cổ tinh môn, là không chết không thôi quan hệ, nếu là Đại Từ Thụ Hoàng khăng khăng muốn đứng tại cổ tinh môn bên này, đó chính là hắn kẻ địch. Hiện tại Đại Từ Thụ Hoàng, thực lực đã xa còn lâu mới có được ngày xưa mạnh mẽ, toàn thể tu vi vạn không còn một, xem ra Ngạc Tuyền chi thủy phát tác, mang cho nàng tổn thương, là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bất kể như thì thế nào, nàng chung quy là Đại Từ Thụ Hoàng, nền tảng vẫn còn, chỉ cần tu luyện, một ngày nào đó có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Diệp Thần tuyệt đối không thể giữ lại một cái tiềm lực như thế địch nhân đáng sợ. Đại Từ Thụ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt xâm nghiêm, biết mình chỉ cần nói sai một câu, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi chiếc thuyền này, nàng biểu lộ hơi có chút thống khổ cùng phức tạp, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 538.